Điều đáng nói là nhà họ Dương ở Đế Đô là tồn tại nổi tiếng khắp cả nước, thậm chí ngay cả nhà họ Lý, gia tộc mạnh nhất ở Đông Hải đứng trước mặt nhà họ Dương cũng bị lu mờ. Đường Dĩnh tàn nhẫn nói, bà nội, cháu không vừa mắt Đường Mộc Tuyết này đã lâu, có cháu đây, cho Lý Minh Hiên 10 lá gạn anh ta cũng không có can đảm đối đầu với nhà họ Đường mỉ nhồ. Trong những ngày qua, Đường Dĩnh đã thích nghi với thân phận người vợ giàu có, ăn mặc như phu nhân duyên dáng sang trọng. Được, trục xuất Đường Mộc Tuyết. Bà cụ Đường trầm giọng nói. Bây giờ nhà họ Đường phát triển không ngừng, lại còn có cây to nhà họ Dương ở Đề Đô che chở, bà ta hoàn toàn không sợ. Bang! Đường Mộc Tuyết vừa mở máy tính ra thì đột nhiên cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc bị đẩy ra, bóng dáng tàn nhẫn độc đáo của Đường Hạo và Đường Dĩnh bước vào. Thấy Đường Hạo và Đường Dĩnh cưỡng ép xông vào, Đường Mộc Tuyết nhíu mày không vui nói, hai người các người làm gì vậy? Làm gì? Đường Mộc Tuyết, nói cho cô một tin tức tiệc nuôi, cô bị nhà họ Đường trục xuất. Đường Dĩnh cười tàn nhẫn. Cái gì, bị nhà họ Đường trục xuất? Gương như ngọc của Đường Mộc Tuyết thay đổi, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhìn ánh mắt Đường Mộc Tuyết đờ đẫn, thái độ của Đường Dĩnh ngạo nghề như một vị tướng thắng trận, chậc chậc chậc. Đường Mộc Tuyết, cô không nghe nhầm đâu, cô bị nhà họ Đường trục xuất, ngây ra đó làm gì, mau cút khỏi công ty, cút khỏi nhà họ Đường. Giờ phút này, toàn bộ thái độ của hai anh em Đường Hạo, Đường Dĩnh là bướng bỉnh, như thể trước mặt bọn họ Đường Mộc Tuyết đã không hơn nôi phôi thai thô kệch. Bị nhà họ Đường trục xuất, chuyện này, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Không, không thế nào, tôi muốn gặp bà nội xác minh. Đôi mắt đẹp của Đường Mộc Tuyết trợn to. Cô trưởng thành trong nhà họ Đường, có tình cảm đặc biệt với nhà họ Đường. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp, Đường Mộc Tuyết đã từ chối nhiều công ty có lương cao, đến nhà họ Đường. Đường Mộc Tuyết vẫn còn nhớ những gì ông cụ Đường đã nói với cô trước khi chết, để cô dẫn dắt nhà họ Đường không ngừng tiền đến huy hoàng. Nào ngờ khi cô từ huyện Thiên Sơn trở về, cô được thông báo rằng cô đã bị nhà họ Đường trục xuất. Đây không khác gì xâm xét giữa trời quang đánh trúng Đường Mộc Tuyết. Đây không phải bị đuổi ra, mà là bị nhà họ Đường trục xuất, tương lai nhà bọn họ sẽ bị gạch tên ta khỏi gia phả họ Đường. Đường Hạo nhìn Đường Mộc Tuyết như con hề, chế nhạo, tìm bà nội xác minh. Hừi, tôi nói cho cô biết, đây là ý của bà nội. Đúng vậy, Đường Mộc Tuyết, mau cút khỏi nhà họ Đường, bóp chướng mắt, tôi nhìn thấy cô như nhìn thấy đồng cứt chó khiên người ta ghê tởm. Đường Dĩnh không hề nể mặt nói những lời bần thỉu. Đường Mộc Tuyết không thể tin được tất cả những điều này, cô có cảm tình đặc biệt với nhà họ Đường. Mặc dù cô không thích đám người Đường Hạo, Đường Dĩnh, nhưng dù sao nhà họ Đường cũng là gốc của cô. Đường Mộc Tuyết vội vàng ra khỏi phòng làm việc đến trước mặt bà cụ Đường. Bà nội, Đường Hạo và Đường Dĩnh nói tôi bị nhà họ Đường trục xuất. Chuyện này là thật không? Lúc này, gương mặt như ngọc của Đường Mộc Tuyết tràn đầy hy vọng, cô thật sự không thể tin được tất cả những chuyện này. Nhìn Đường Mộc Tuyết, sắc mặt bà cụ Đường lạnh lẽo, như thể càng nhìn Đường Mộc Tuyết thì bà ta sẽ càng thấy ghê tởm, buồn nôn. Đúng vậy, cô đã bị nhà họ Đường trục xuất, cô có thể đi. Gương mặt già nua của bà cụ Đường như gió tuyết tháng 2 nói. Cái gì y bị nhà họ Đường trục xuất, có thể đi. Bộp bộp. Những lời nói vô tình của bà cụ Đường như giáng một nhát búa nặng nề vào tim của Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết tái mặt, lảo đảo suýt ngã quy xuông. Bị, nhà họ Đường trục xuất, tại sao, Đường Mộc Tuyết như bị. Chút hết sức lực trong người, hồn bay phách lạc nói. Cô từ nhỏ đã cắm rễ trong nhà họ Đường, bây giờ muôn trục xuất cô, chuyện này đối với Đường Mộc Tuyết mà nói không thua gì đánh đòn cảnh tỉnh. Đường Hạo chế giễu, tại sao? Không có tại sao nếu phải có lý do, thì Đường Mộc Tuyết cô là một con đĩ ra vẻ cao quý, chúng tôi nhìn đều thấy buồn nôn. Đúng vậy, Đường Mộc Tuyết, cô biết không, bây giờ trong mắt tôi cô còn không bằng cả Đông Phân. Đường Dĩnh châm chọc. Ha 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 ha. Nghe vậy, tất cả người nhà họ Đường đang làm việc trong văn phòng đều bật cười. Tất cả đều nhìn Đường Mộc Tuyết với ánh mắt vui đùa, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường sâu sắc. Đám con cháu dòng chính của nhà họ Đường này đều là trộm cướp, bọn họ đã dự đoán trong cuộc tranh chấp của Đường Hạo và Đường Mộc Tuyết cuối cùng sẽ có thăng một người. Không ngoài dự đoán, người chiến thăng cuối cùng là Đường Hạo. Kê cục đã định, những con cháu dòng chính của nhà họ Đường trước đây có án tượng tốt với Đường Mộc Tuyết đều chuyên phe, bọn họ đều ủng hộ Đường Hạo, nếu không bọn họ sẽ không còn chỗ đứa ân trong nhà họ Đường. Bà cụ Đường không thèm nói nhiều lời với Đường Mộc Tuyết. Đôi mắt già nua ngập tràn vẻ lạnh lùng u ám. Đường Hạo cười âm u,
Hùng Hổ dọa người nhìn Đường Mộc Tuyết, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau cút khỏi nhà họ Đường. Đúng vậy, Đường Mộc Tuyết, mau cút ra khỏi nhà họ Đường. Đường Mộc Tuyết, mau cút ra khỏi nhà họ Đường. Đám con cháu dòng chính nhà họ Đường đồng thanh hét lên, thủy triều cuồn cuộn, gương mặt xinh đẹp của TH Mộc Tuyết trở nên tái nhọt ơn. Bà nội, bà nghiêm túc sao? Tinh thần Đường Mộc Tuyết trở nên hoảng hốt. Cha ti. Không đợi bà cụ Đường trả lời, Đường Dĩnh đã vênh váo tự đắc sải bước tới giơ tay lên lấy tốc độ bưng tai sét đánh tát vào mặt Đường Mộc Tuyết. Tát Đường Mộc Tuyết xong, Đường Dĩnh đề hai tay chống hông, thái độ kiêu căng khinh thường, Đường Mộc Tuyết, bảo cô cút thì cô mau cút đi, cô mà còn dài dòng ở đây tin hay không, bọn tôi sẽ ném cô ra ngoài như rác. Sắc mặt bà cụ Đường thờ ơ, như thể cho dù Đường Mộc Tuyết bị đánh đến mức nào, bà ta vẫn sẽ thờ ơ như vậy. Các người, che gò má nóng rực của mình. Đường Mộc Tuyết không khống chế được cảm xúc nước mắt trượt dài trên má. Đường Mộc Tuyết, cút đi. Đường Hạo cười quát to. Anh ta tranh chấp với Đường Mộc Tuyết lâu như vậy, bây giờ trục xuất Đường Mộc Tuyết, trong lòng Đường Hạo sảng khoái biết bêu Đường Mộc Tuyết, cút ngay. Vẻ mặt Đường Dĩnh vui đùa cười khây. Đường Mộc Tuyết, không cần đứng đây xấu hổ, mau cút xéo khỏi đây đi. Tất cả đám con cháu dòng chính nhà họ Đường đều vinh váo tự đắc, ánh mắt nhìn Đường Mộc Tuyết như đang nhìn trò cười. Sau khi liên lạc với Lý Minh Hiên, Dương Tiêu lái xe trở về khu biệt thự bên cạnh Hồ Nhãn Minh. Vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Đường Mộc Tuyết ngồi bên giường khóc đỏ mắt, hồn bay phách lạc. Nhìn thấy hình ảnh này, mí mắt Dương Tiêu nhảy mấy cái, trong lòng dâng lên dự cảm không rõ. Mộc Tuyết, sao vậy? Dương Tiêu bước tới quan tâm hỏi. Nhìn thấy Dương Tiêu trở về, Đường Mộc Tuyết nhào vào trong vòng tay của Dương Tiêu như cô bé bị bắt nạt, không còn kiềm chế được cảm xúc khóc lớn lên. Bị Đường Mộc Tuyết ôm chặt, cảm nhận được nỗi đau buồn trong lòng Đường Mộc Tuyết, trong mắt Dương Tiêu bùng lên tia lửa giận. Đường Mộc Tuyết vẫn luôn quật cường, việc gì cũng căn răng tự mình gánh vác, chưa bao giờ thất lễ, chứ đừng nói là gào khóc, đây chắc chắn đã bị chịu âm ức lớn ở bên ngoài. Hơn nữa, Dương Tiêu vừa nhìn đã thấy trên mặt Đường Mộc Tuyết có dấu tay 5 ngón, điều này khiến trái tim Dương Tiêu vô cùng đau đớn. Rốt cuộc chuyện gì đã khiến Đường Mộc Tuyết phải chịu âm ức? Nắm chặt tay, Dương Tiêu thầm thề trong lòng cho dù là ai, Dương Tiêu cũng sẽ khiến người đó phải trả giá đắt. Đường Mộc Tuyết là nghịch lân của anh, kẻ nào dám động vào sẽ phải hứng chịu cơn tức giận của Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết khóc hồi lâu, vì khóc mà hai mắt đã sưng lên. Dư Ân Tiêu vỗ vai Đường Mộc Tuyết an ủi cô, Mộc Tuyết đừng ân khóc, Mộc Tuyết đừng khóc, thải âm ức thì nói cho anh biết, anh nhất định sẽ tìm lại công bằng cho em. Nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng tàn nhân của bà cụ Đường và những người khác, trong giây lát Đường Mộc Tuyết lại khóc thành tiếng. Mãi cho đến một lúc lâu, tâm trạng của Đường Mộc Tuyết mới ổn định lại hơn nhiều. Dương Tiêu an ủi Đường Mộc Tuyết để cô ngồi xuống, sau đó Dương Tiêu nhanh chóng rót một ly nữ óc âm đưa cho Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, đừng kích động, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Tiêu, em bị nhà họ Đường trục xuất rồi. Đường Mộc Tuyết đau buồn nghẹn ngào nói. Gì? Bị nhà họ Đường trục xuất. Con người của Dương Tiêu lập tức co rút lại, trên người toát ra một loại hơi thở dê người mạnh mẽ. Hay cho một nhà họ Đường, mình còn chưa gây rắc rối cho bọn họ, ai dè nhà họ Đường đã gây rắc rối cho Đường Mộc Tuyết trước. Dám can đảm trục xuất Đường Mộc Tuyết, còn ra tay đánh Đường Mộc Tuyết. Tốt, rất tốt. Bà cụ Đường, Đường Hạo, Đường Dĩnh các người chuẩn bị gánh chịu cơn tức giận từ Dương Tiêu tôi đi. Anh biết rõ Đường Mộc Tuyết có tình cảm đặc biệt với nhà họ Đường, nếu không sau khi chịu bao tủi nhục Đường Mộc Tuyết đã rời nhà họ Đường từ lâu rồi. Bây giờ nhà họ Đường chủ động rút ga vậy thì Dương Tiêu tự nhiên sẽ khiến đao của nhà họ Đường lóe sáng. Lau nước mắt trên mặt Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu kéo Đường Mộc Tuyết đứng dậy, Mộc Tuyết đừng khóc, kẻ sâu sẽ cười, đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi, đi theo anh. Làm gì à? Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu hỏi. Sắc mặt Dương Tiêu âm trầm như nước. Làm gì? Đương nhiên là báo thù. Vừa dứt lời, trong giây tiếp theo một luồng khí lạnh cuồng bạo tràn ra khỏi cơ thể Dương Tiêu. Nếu những người thân quen với Dương Tiêu nhìn thấy cảnh tượng này thì bọn họ sẽ hiểu sâu sắc, có người muốn gây chuyện lớn. Rồng trên bãi biển bị tôm chơi đùa, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hôm nay Đường Mộc Tuyết chịu nhục, Dương Tiêu nhất định sẽ khiến đao sáng. Hả, báo thù, Dương Tiêu, anh đừng hấp. Lúc này Đường Mộc Tuyết mới nhịn không đau lòng kéo Dương Tiêu lại. Kỹ năng của Dương Tiêu phi thường Đường Mộc Tuyết biết rõ, nếu Dương Tiêu hấp tấp làm đám người bà cụ Đường bị thương,
một khi đối phương thẹn quả hóa giận, kiện Dương Tiêu ra tòa thì sẽ thực sự gặp rắc rối lớn. Dương Tiêu cười dịu dàng, người phụ nữ trước mặt này thật sự rất tốt bụng khiến người khác yêu mến. Bản thân đã chịu âm ức lớn như vậy, mà vẫn nghĩ cho người khác. Dương Tiêu vỗ ốt ve má Đường Mộc Tuyết, dịu dàng nói, Mộc Tuyết, anh làm việc có chừng mực, em không cần lo lắng. Anh sẽ không dùng vũ lực giải quyết tranh chấp, đi theo anh muốn cho em một bất ngờ lớn. Bất ngờ lớn, Đường Mộc Tuyết giật mình, vẻ mặt mờ mịt nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu mỉm cười, đã đến lúc nói với Đường Mộc Tuyết rằng tập đoàn Tuyết Tiêu được thành lập là vì Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết chưa kịp bừng tỉnh thì đã bị Dương Tiêu kéo lên xe. Trước khi khởi động xe, Dương Tiêu gửi một tin nhắn cho Long Ngũ trước. Ngay sau đó, Dương Tiêu lái Maserati đến tập đoàn Tuyết Tiêu. Đây là tập đoàn Tuyết Bằng. Đôi mắt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết lóe sáng. Tập đoàn Tuyết Tiêu có số vốn đăng ký 3 tỷ tệ, từ trên trời rơi xuống, vừa xuất hiện đã gây chấn động trong thành phố Trung Nguyên, nhân lúc đảng hăng hái giành được vị trí đứng đầu tập đoàn y dược ở thành phố Trung Nguyên. Dương Tiêu kéo Đường Mộc Tuyết xuống xe, nhẹ giọng nói, đúng vậy, đúng là tập đoàn Tuyết Tiêu, Mộc Tuyết, đi theo NHTL. Nói xong, Dương Tiêu dẫn Đường Mộc Tuyết đi vào bên trong tập đoàn Tuyết Tiêu. Dương Tiêu, anh làm gì vậy? Đây là tập đoàn Tuyết Tiêu, đừng xông loạn vào, nếu không chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài. Đường Mộc Tuyết lo lắng nói. Dương Tiêu cười nhẹ, cô gái ngốc, nghĩ gì vậy? Nhìn thấy Dương Tiêu đưa Đường Mộc Tuyết tới, hơn 20 nhân viên bảo vệ đã đứng sẵn ở cửa. Hoan nghênh chủ tịch Đường, đội trưởng đội bảo vệ dẫn đầu hô to. Chúng tôi hoan nghênh chủ tịch Đường, những nhân viên bảo vệ còn lại hét lên với vẻ trang trọng và cung kính. Hoan nghênh chủ tịch Đường. Đường Mộc Tuyết lập tức bị cảnh tượng trước mặt làm cho sững sờ. Chủ tịch Đường, đây là đang nói về mình sao? Nhìn Đường Mộc Tuyết đang mất hồn, Dương Tiêu dắt Đường Mộc Tuyết đi thẳng vào tập đoàn Tuyết Tiêu. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết đến, tất cả nhân viên của tập đoàn Tuyết Tiêu đều đứng lên nghiêm nghị nhìn. Chúng tôi hoan nghênh chủ tịch Đường. Chúng tôi hoan nghênh chủ tịch Đường. Trong chốc lát, trong tập đoàn Tuyết Tiêu to lớn mọi nhân viên đều có giọng điệu âm vang, ánh mắt của họ tràn đầy vẻ kính sợ nhìn Đường Mộc Tuyết. Trời ạ, Đường Mộc Tuyết bị cảnh tượng trước mắt làm cho vô cùng kinh ngạc. Dưới tác động thị giác mạnh mẽ, Đường Mộc Tuyết không thể tưởng tượng nổi che đôi môi đỏ mọng gọi cảm, gương mặt xinh đẹp muôn đặc sắc bao nhiêu thì đặc sắc bấy nhiêu đó. Lúc này, Long Ngũ đi tới nhìn thấy Đường Mộc Tuyết liền ha ha cười lớn, em dâu tới rồi. Không đúng, ở công ty phải gọi là chủ tịch Đường anh. Anh là Long Ngũ, chủ cửa hàng rượu thuốc bên cạnh tập đoàn y dược Đường Nhân. Nhìn thấy Long Ngũ, Đường Mộc Tuyết càng kinh ngạc hơn. Phải nói rằng đây là lần đầu tiên Đường Mộc Tuyết Đường chính chính gặp mặt Long Ngũ. Long Ngũ cười lớn, đúng vậy, rất ngạc nhiên đúng không? Các anh, đôi mắt đẹp của Đường. Mộc Tuyết lấp lóe liên tục, như thế đã nghĩ tới một chuyện lớn. Dương Tiêu nở nụ thân thiết nói, mọi người tiếp tục làm việc đi, Long Ngũ đại ca, chúng ta vào phòng làm việc em mờ. Nói, được, Long Ngũ đáp lại. Ba người đến phòng làm việc, Long Ngũ là anh lớn nên đã nhanh chóng pha cho Đường Mộc Tuyết một chén trà nóng, em dâu, nào, uống chài. Cảm ơn, Đường Mộc Tuyết lễ phép nói. Đường Mộc Tuyết uống một ngụm trà, nhìn Dương Tiêu, chuyện này. Rồi cuộc chuyện này là sao? Mộc Tuyết, bây giờ anh có thể nói cho em biết, tập đoàn Tuyết Tiêu là do anh mở. Dương Tiêu cười cưng chiêu. Mặc dù vừa rồi Đường Mộc Tuyết đã đoán được, nhưng trong nháy mắt nghe Dương Tiêu nói Đường Mộc Tuyết vẫn giật chấn động. Anh mở, Đường Mộc Tuyết ngắn người. Dương Tiêu nghiêm nghị nói, đúng vậy, anh mở. Ha 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 ha, em dâu, tập đoàn Tuyết Tiêu, Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu, như này mà em không nhận ra à? Long Ngũ cười đùa nói. Đường Mộc Tuyết trở nên hoảng hốt. Khi tập đoàn Tuyết Tiêu xuất hiện, Ban Mộc Tuyết đã có những suy đoán lo bạo. Chỉ là Dương Tiêu không nói, Đường Mộc Tuyết cũng không đoán ở phương diện đó. Xét cho cùng, tập đoàn Tuyết Tiêu có vốn đăng ký 3 tỷ tệ, một con số không hề nhỏ. Dương Tiêu gãi đầu, Mộc Tuyết, xin lỗi, lúc trước anh không nói cho em biết là vì muốn tạo cho em một bát ngòi. Đừng mang anh, người như anh không biết đặt tên, vốn dĩ đã nghĩ gọi là tập đoàn Nhược Thủy, sau đó nghĩ kỹ lại thì thấy không hay, dùng thắng tên của hai chúng ta đặt tên. Đúng vậy, tên lúc trước Dương Tiêu nghĩ tới chính là tập đoàn Nhược Thủy. Nghĩa như tên gọi, Nhược Thủy 3000, chỉ yêu Đường Mộc Tuyết.
Trong lòng Đường Mộc Tuyết dâng lên một dòng chảy ấm áp, vẻ mặt vô cùng cảm động. Cô hiểu ý của Dư Âng Tiêu đối với cô, đôi mắt xúc động của Đường Mộc Tuyết đã phủ đầy lớp xương. Long Ngũ nói tiếp, em dâu, bây giờ toàn bộ thành phố Trung Nguyễn đang đoán xem ông chủ đứng sau tập đoàn Tuyết Tiêu là ai. Có lẽ em cũng không đoán được, tên đăng ký chủ tịch tập đoàn Tuyết Tiêu là tên của em, cũng có nghĩa là, toàn bộ tập đoàn Tuyết Tiêu to lớn này là sản nghiệp của Imo. Cái gì, tên đăng ký chủ tịch là tên của mình? Nghe vậy, Đường Mộc Tuyết lại chấn động lần nữa. Dương Tiêu, anh, Đường Mộc Tuyết kinh hoàng nói. Dương Tiêu làm động tác suyệt cười dịu dàng, Mộc Tuyết, của anh chính là của em, anh chơi bời lêu lông đã quen, không thích quản lý công ty. Chẳng phải lúc trước anh đã từng nói rồi còn gì, bác sĩ nói dạ dày của anh không tốt, đời này chỉ có thể ăn cơm mềm. Nghe lời này, nước mắt cảm động của Đường Mộc Tuyết lăn dài trên má. E hèm, là thế này, tôi còn có chút chuyện, hai người trò chuyện tiếp đi. Long Ngũ rất biết ý đứng dậy rời đi, kiên quyết không làm bóng đèn. Khi Long Ngũ rời đi, Đường Mộc Tuyết cảm động hỏi, tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Bởi vì em là vợ anh. Dương Tiêu cười chân thành tha thiết lộ ra hàm răng trăng bóng. Nhìn nụ cười cương chiều của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết không kìm chế được cảm xúc mà lao vào vòng tay của Dương Tiêu. Ấm áp hương thơm lao vào lòng, Dương Tiêu nói tiếp, Mộc Tuyết, em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em báo thù, trong vòng 2 ngày, anh sẽ để em trở thành chủ của nhà họ Đường. Trở thành chủ của nhà họ Đường. Lời này vừa rút, trong mắt Đường Mộc Tuyết lộ ra niềm hy vọng. Lúc này, nhà họ Đường đã giao lô thuốc 50 triệu tệ cho Lý Minh Hiên. Bà nội, lần này chúng ta kiếm được lời lớn rồi. Đường Hạo kích động nói. Bà cụ Đường cười không khép được miệng, lô thuộc 50 triệu tệ, đủ để nhà họ Đường kiếm được ít nhất 100 triệu tệ. Với số tiền này, không lâu nữa nhà họ Đường sẽ lọt vào hàng ngũ những đại gia bậc nhất, thỏa mãn ước nguyện ấp ủ bao năm nay của bà ta. Bà cụ Đường cố nén vui mừng, bà ta đi tới trước mặt Lý Minh Hiên nói, Lý Tổng. Hàng hóa không có vấn đề gì chứ? M, không tệ, tốt hơn nhiều so với dự đoán của tôi. Lý Minh Hiên hài lòng gật đầu. Bà cụ Đường nheo mắt, cười nói, Lý Tổng hài lòng là được. Tôi muốn hỏi một chút, không biết khi nào Lý Tổng định thanh toán cho nhà họ Đường chúng tôi? Toán, thanh toán gì? Nghe vậy, Lý Minh Hiên nhướng mày, chán ghét nhìn chằm chằm bà cụ Đường. Thanh toán gì? Nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Lý Minh Hiên. Bà cụ Đường trợn to mắt, trong lòng lộp bộp, dâng lên một dự cảm không rõ. Không lẽ nhà họ Lý ở Đông Hải không định thanh toán cho bọn họ, muốn giở trò côn đồ với nhà họ Đường của bà ta? Nhìn vẻ mặt Lý Minh Hiên không vui, bà cụ Đường gượng cười, Lý Tông thật sự còn bia nói đùa với tôi. Hiện tại nhà họ Đường chúng tôi đã cung cấp lô hàng 50 triệu tệ thuốc chữa bệnh theo yêu cầu của Lý Tổng cậu xem số dư kia. Bà Đường, tôi nghĩ là bà đã hiểu làm gì đó. Lý Minh Hiên cau mày. Nhìn thấy mây đen trên mặt Lý Minh Hiên càng ngày càng dày, trong lòng bà cụ Đường dâng lên dự cảm không rõ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chẳng lẽ nhà họ Lý ở Đông Hải thật sự muốn quyệt nợ nhà họ Đường? Nhà họ Lý là gia tộc mạnh nhất ở Đông Hải, nếu Lý Minh Hiên thực sự muốn quyệt nợ, thì nhà họ Đường cũng bó chân bó tay. Bà cụ Đường lại cười mỉa nói, Lý Tổng hãy nói rõ, tôi có chút không hiểu rốt cuộc ý của Lý Tổng là gì. Bà Đường. Trong hợp đồng mà bà và tôi đã ký có ghi rõ ràng rằng khoản thanh toán số dư sẽ do nhà họ Lý ở Đông Hải thanh toán cho nhà họ Đường vào mỗi quý một lần. Bây giờ sự hợp tác của chúng ta hoàn toàn chưa đủ một quý. Tại sao tôi phải thanh toán số dư cho nhà họ Đường các người? Lý Minh Hiên lạnh lùng nói. Cái gì, thanh toán mỗi quý một lần? Nghe vậy, sắc mặt của bà cụ Đường lập tức cứng đờ. Đúng vậy, quả thật trong hợp đồng có một điều khoản như vậy. Nhưng hợp đồng là chết. Người là sông, bình thường có rất nhiều sự hợp tác không thực hiện theo hợp đồng. Trước kia nhiều đối tác của nhà họ Đường đã thanh toán số dư sớm, hoặc một khi tài chính của nhà họ Đường gặp phải tắc nghẽn, đánh tiếng chào hỏi với đối tác thì họ sẽ thanh toán số dư cho bọn họ trước. Bà cụ Đường chớp mắt, cười khổ, Lý Tổng, quả thật song hợp đồng có điều khoản như vậy, nhưng bây giờ mắt xích tài chính của nhà họ Đường chúng tôi bị đứt, không có số tiền này, nhà họ Đường chúng tôi không thể tiếp. Tục cung cấp lô thuốc. Cho nhà họ Lý ở Đông Hải được nữa. Hừ, không cần nói chuyện này với tôi. Đây là chuyện nội bộ của nhà họ Đường các người. Trước khi người nhà họ Đường các người ký hợp đồng, thì nên hiểu rõ phải thực hiện đúng tinh thần của hợp đồng.
Ngoài ra, nhà họ Lý ở Đông Hải chúng tôi đang tiền ra thị trường nước ngoài, không hề có nhiều tiền dư giả. Nhà họ Lý ở Đông Hải chúng tôi đã đầu tư quả lớn ở nước ngoài, lô thuốc này chỉ nhét được kẽ răng. Theo cách này, trong vòng 3 ngày các người phải cung cấp thêm cho tôi đơn hàng 100 triệu tệ nguyên liệu dược phẩm khác. Lý Minh Hiên nghiêm nghị nói. Nghe vậy, con người của bà cụ Đường co rụt lại, không kìm được kinh hố, lô thuốc 100 triệu tệ trong vòng 3 ngày. Lúc này, vẻ mặt của bà cụ Đường thay đổi rõ rệt, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Trong vòng 3 ngày phải sản xuất ra lô thuốc 100 triệu tệ, trò đùa quốc tế gì vậy? Chưa kế đến còn chưa thanh toán khoản dư, cho dù Lý Minh Hiên thanh toán toàn bộ khoản dư cho nhà họ Đường, thì trong vòng 3 ngày cũng khó mà kiêm được lô thuốc 100 triệu tệ, chứ đừng nói là sản xuất ra nó. Đây không phải là đang làm khó nhà họ Đường sao? Lý Tổng, cậu hài hước thật đầy. Bà cụ Đường cười ngượng ngùng nói. Sắc mặt Lý Minh Hiên nghiêm nghị, sao hả? Bà cho rằng tôi đang đùa với bà. Nói cho bà biết, nêu trong. Vòng 3 ngày các người không thể cung cấp lô thuốc 100 triệu tệ, phá hỏng kế hoạch chúng tôi sắp đặt ở nước ngoài thì nhà họ Đường các người chờ dây mời của luật sư nhà họ Lý ở Đông Hải tôi đi. Chuyện này, có phải là quá không hợp với đạo làm người không Lý Tông? Bà cụ Đường cực kỳ hoảng sợ. Nghĩ đến việc nhà họ Lý ở Đông Hải muốn gửi dây mời của luật sư cho nhà họ Đường, bà cụ họ Đường không kìm được dùng mình. Lý Minh Hiên cười khẩy, không hợp với đạo làm người. Nhà họ Lý ở Đông Hải chúng tôi đã đổ hàng chục tỷ tệ vào thị trường y dược ở nước ngoài, nếu nhà cung cấp của bà không thể cung cấp thuốc kịp thời, sẽ kéo chân nhà họ Lý ở Đông Hải chúng tôi. Chẳng lẽ mấy chục tỷ tệ của nhà họ Lý ở Đông Hải chúng tôi cứ như vậy đổ xuông sông xuông biển hả? Nhưng, bà cụ Đường trợn tròn mặt. Lý Minh Hiên tiếp tục cười khơi nói, đừng quên, điều khoản trong hợp đồng rất chi tiết, nhà họ Đường các người phải sản xuất thuốc theo đúng yêu cầu của nhà họ Lý ở Đông Hải chúng tôi. Nếu không, thì cứ chờ tôi kiện toàn bộ nhà họ Đường các người ra tòa đi. Kiện ra tòa. Khi những lời của Lý Minh Hiện rơi xuống, giống như một tiếng sâm vang dội, bà cụ Đường mật trọng tâm suýt ngã quy xuống. Hừ, Lý Minh Hiên không thèm để ý tới bà cụ Đường đang ngân người, xoay người rời đi. Nhìn thấy bà cụ Đường ngân người ở cách đó không xa, Đường Hạo vội vàng tiên lên hỏi, bà nội, có chuyện gì vậy? Xong rồi, nhà họ Đường sắp xong rồi. Mặt bà cụ Đường trăng bệch không có chút máu. Xong rồi, Đường Hạo trọt lộ ra vẻ bôi rồi. Bà cụ Đường nói đơn giản vẫn để cho Đường Hạo nghe, Đường Hạo nghe xong không kìm được kinh ngạc, làm sao có thể. Vậy mà Lý Minh Hiên lại đưa ra yêu cầu như vậy. Lý Minh Hiên không những không chịu thanh toán cho bọn họ mà còn yêu cầu nhà họ Đường phải sản xuất thêm lô thuốc 100 triệu tệ trong vòng 3 ngày, nếu không thì hoàn toàn không có cách nào ngoài gặp mặt trên tòa. Chuyện này. Đường Hạo loạng choạng cũng suýt chút nữa ngồi trên mặt đất. Vẻ mặt của hai người thay đổi lớn, như có một nhát búa nặng nề đập vào tim bọn họ, khiến hai người suy sụp cực điểm. Bọn họ đã từng hợp tác với các đối tác khác, các hợp đồng gần như hoàn toàn giống nhau, nhưng ít người tuân thủ các thủ tục trong hợp đồng. Không ngờ, Lý Minh Hiên lại chơi khó bọn họ, dùng hợp đồng chèn ép nhà họ Đường. Trước đây bà cụ Đường, Đường Hạo đã từng trải qua sự lạnh lùng và tàn nhẫn của Lý Minh Hiên. Nếu nhà họ Đường của họ không thể sản xuất ra lô thuộc 100 triệu tệ trong vòng 3 ngày, theo tính cách của Lý Minh Hiên thì thực sự có thể đưa họ ra tòa. Hiện tại, nhà họ Đường đã đầu tư vào lô thuộc 50 triệu tệ, đừng nói là 100 triệu tệ, hiện giờ ngay cả 10 triệu tệ cũng không đưa nổi, làm sao có thể hoàn thành đơn hàng 100 triệu tệ này. So sánh mà nói, nhà họ Lý ở Đông Hải có quyền có thế, một khi kiện cáo đánh nhau thì nhà họ Đường chắc chắn sẽ thua. Đường Hạo không còn vẻ đắc ý như trước, hoảng sợ nói, bà nội, chuyện này phải làm sao mới tốt? Cháu hỏi bà nên hỏi ai? Bà cụ Đường suýt chút nữa ngất xỉu. Lúc trước bà ta đã dự định nhận được khoản dự này sẽ gia tăng quy mô sản xuất của nhà họ Đường, để cuối năm dẫn dắt nhà họ Đường trở thành đại gia cấp 1 ở thành phố Trung Nguyên, hoàn thành việc chuyển đổi từ cấp 2 lên cấp 1. Không ngờ, Lý Minh Hiên lại lầy hợp đồng chèn ép nhà họ Đường, thật sự khiến bà cụ Đường hoàn toàn hoảng sợ. Giờ nghĩ lại, bà cụ Đường chỉ cảm thấy tự đào hồ chôn mình, tự mình nhảy xuống hố. Trước đây bà ta cho rằng ký đơn hàng này sẽ ôm chặt đùi lớn N nhà họ Lý ở Đông Hải, ai dè rõ ràng hợp đồng này là một điều khoản của bạo chúa. Lúc mới ký kế bà cụ Đường không quan tâm, nhưng bây giờ, nhà tư bản máu lạnh vô tình. Lý Minh Hiên lên xe, nhìn bà cụ Đường và Đường Hạo đang ngân người, anh ta chê nhạo,
chỉ với đám vớ va vớ vấn các người mà đòi đấu với điện hạ nhà tôi, thật sự là ngu dốt. Nói xong, Lý Minh Hiên gửi một tin nhắn cho Dương Tiêu, điện hạ, mọi thứ đã sẵn sàng, 3 ngày sau gió đông sẽ ập đến. Sau khi nhận được tin nhắn của Lý Minh Hiên, khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn nói nhỏ, nhà họ Đường, bà cụ Đường, Đường Hạo, Đường Dĩnh, trận chiến giữa chúng ta sắp kết thúc. Những gì các người đã nợ Mộc Tuyết, đến lúc phải trả gấp 100 lần rồi. 3 ngày sau, anh Dương Tiêu sẽ ra tay tiêu diệt nhà họ Đường, khiến Đường Hạo và những âm người khác biến thành chó nhà có tang. Trong chốc lát, sông Tố nổi lên, ác mộng ập đến. Đường Mộc Tuyết lên nắm quyền, đồng thời đêm ngược thời gian phá sản của nhà họ Đường chính thức mở ra. Sao vậy? Đường Mộc Tuyết nhìn thấy rõ cảm xúc của Dương Tiêu dao động. Dương Tiêu xoa má Đường Mộc Tuyết dịu dàng nói, Mộc Tuyết, còn đau không? Không, không đồ bị Dương Tiêu xoa má, Đường Mộc Tuyết đỏ mặt, lộ ra tâm trạng của thiếu nữ. Không, thể không nói, cô và Dư, Ân Tiêu còn chưa làm chuyện cá nước thân mật, hành động này không khỏi khiến lòng Đường Mộc Tuyết như có nai nhỏ chạy loạn. Dương Tiêu biết Đường Mộc Tuyết mắc cỡ, nhẹ nhàng nói, Mộc Tuyết, em yên tâm, anh nhớ rõ cái tát này. 3 ngày sau, anh sẽ để em trở thành chủ của nhà họ Đường. 3 ngày sau, anh sẽ hung hăng trả ý ải cái tát này. 3 ngày sau, Đường Mộc Tuyết nghe vậy, vẻ mặt sửng sốt. Trong mắt cô hiện lên tia hy vọng, 3 ngày sau Dương Tiêu có thực sự khiến cô trở thành chủ của nhà họ Đường không? Dương Tiêu nghiêm nghị nói, đúng vậy, chính là 3 ngày sau. Hoàn toàn chính xác, ngay từ đầu Dương Tiêu đã đoán đúng, Đường Mộc Tuyết có tình cảm đặc biệt với nhà họ Đường. Dù sinh ra, lớn lên trong nhà họ Đường từ nhỏ hay những mong đợi của ông cụ Đường khi còn sống đôi với Đường Mộc Tuyết, trong lòng của Đường Mộc Tuyết đã gắn bó mật thiết với nhà họ Đường. Nếu để Đường Mộc Tuyết lựa chọn, cô thà lãnh đạo nhà họ Đường còn hơn là lãnh đạo tập đoàn Tuyết Tiêu. Xét cho cùng, dù sao nhà họ Đường cũng là gốc rễ của Đường Mộc Tuyết. Sống một đời, cho dù rực rỡ đến đâu cũng không thể quên cội nguồn, nhất định phải giữ được ý nguyện ban đầu. Cũng như vậy, Dương Tiêu muốn giúp Đường Mộc Tuyết lấy lại mọi thứ thuộc về cô, lấy lại vẻ huy hoàng vốn thuộc về cô. An ủi Đường Mộc Tuyết xong, Dương Tiêu tìm gặp Long Ngũ, Long Ngũ đại ca, nhà họ Đường còn lại bao nhiêu đối tác. Về cơ bản thì mọi thứ đã xong xuôi, bây giờ chỉ còn 1-2 đối tác nước ngoài tạm thời vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Long Ngũ nói thật, Dương Tiêu biệt nhà họ Đường có ít nhất gần 100 đối tác, còn sót lại 1-2 đối tác chưa xử lý được thì cũng là chuyện bình thường. Tại trụ sở của tòa nhà tập đoàn Tuyết Tiêu, Dương Tiêu nhìn toàn bộ thành phố Trung Nguyên, ánh mắt lạnh lùng, để bão tô ập đến. Mạnh hơn đi. Nếu không có đối tác hỗ trợ, cả nhà họ Đường sẽ sớm trở thành một khối cát rời rạc. Cùng lúc đó, nội bộ nhà họ Đường rồi loạn như nồi cháo. Sau khi bà cụ Đường, Đường Hạo trở về nhà, tin tức đã lan truyền trong nội bộ nhà họ Đường. Chỉ một thoáng, đám người nhà họ Đường kinh hãi liên tục. Cái gì? Lý Minh Hiên không thanh toán khoản dư cho nhà Đường chúng ta, mà còn để cho nhà họ Đường chúng ta sản xuất lô thuộc 100 triệu tệ trong vòng 3 ngày. Mẹ nó đây là cái quái gì vậy? Không lẽ Lý Minh Hiên không biết nhà họ Đường chúng ta đang trong tình trạng túng thiêu sao? Anh ta thật sự xem nhà họ Đường chúng ta là đại gia cấp 1 hả? Đúng vậy, Lý Minh Hiên này điên rồ quá rồi. Anh ta làm như vậy là rõ ràng muôn một phen kéo nhà họ Đường chúng ta té nhào. Đúng thế, phải làm sao đây? Bây giờ phải làm sao? Lý Minh Hiên là cậu chủ nhà họ, Lý ở Đông Hải, hơn nữa nhà họ Lý ở Đông Hải cũng là một gia tộc hàng đầu trong nước, tài sản của gia tộc lên đến hàng 100 tỷ tệ. Hoàn toàn không phải điều mà nhà họ Đường nhỏ bé như chúng ta có thể trồng lại. Đám con cháu dòng chính nhà họ Đường nhìn nhau, họ đều nhìn thấy sự kinh hãi sâu sắc trong ánh mắt của đối phương. Bọn họ đều bia nhà họ Lý ở Đông Hải cao cao tại thượng như thế nào. Trước mặt nhà họ Lý ở Đông Hải nhà họ Đường thật sự không bằng cái răm. Trước đó khi cầm được đơn hàng, hầu hết tất cả con cháu dòng chính nhà họ Đường đều vui vẻ điên cuồng. Vì có đơn hàng này, nhà họ Đường bọn họ như có một cây lón che chở, không ngờ rằng đây đâu phải cây lớn, đây hoàn toàn là một quả bom hẹn giờ. Nếu trong vòng 3 ngày thật sự không hoàn thành đơn hàng, một NS đôi phương kiện nhà họ Đường, oe sự hợp tác, nhà họ Đường chắc tiến sẽ thua. Lúc đó nhà họ Đường có thể trực tiếp tuyên bố phá sản, tất cả đám con cháu dòng chính bọn họ đều biến thành chó nhà có tang. Trong chốc lát, tất cả đám con cháu dòng chính nhà họ Đường đều rồi tung lên. Bọn họ ở nhà họ Đường gió thôi không đến mưa không thâm, sớm trải qua cuộc sông dưỡng lão.
Nghĩ nên việc không nhà để về, trở thành chó nhà có tang, vẻ mặt của đám con cháu dòng chính nhà họ Đường bỗng tái xanh. Đủ rồi, nhìn thấy đám con cháu dòng chính nhà họ Đường đang hoảng sợ, bà cụ Đường giận dữ mắng. Sau đó bà cụ Đường lạnh lùng nói, tôi bảo các người tới đưa ra ý tưởng chứ không phải bảo các người đến đây hát tuông. Nhìn bà cụ Đường tức giận, đám con cháu dòng chính nhà họ Đường chua xót liên tục. Lúc này, toàn bộ hiện trường im lặng, không ai lên tiếng. Sao hả, ngày thường cả đám các người rất hiểu động, sao bây giờ lại không có ai nói chuyện? Một lũ thùng cơm, một lũ phê vật, bà cụ Đường tức giận nói. Lúc này, một người trung niên nhà họ Đường đứng ra, cười khô nói, không phải chúng tôi không đưa ra được ý tưởng, mà cho dù trong vòng 3 ngày nhà họ Đường chúng ta có thể lây ra được lô thuốc 100 triệu tệ, thì ai biết được lần tiếp theo Lý Minh Hiên sẽ tăng đơn hàng thành 300, 500 triệu tệ hay thậm chí là 1 tỷ tệ không? Nhà họ Đường chúng ta có căn cơ nông cạn, hoàn toàn không thể chịu nổi sự giày vò của Lý Minh Hiên. Đúng vậy bà nội, nhà họ Đường chúng ta không đấu nổi với Lý Minh Hiên. Lại thêm một người khác nói. Đột nhiên, một người mạnh dạn đoán, chắc không phải con đĩ Đường Mộc Tuyết kia mách lẻo với Lý Minh Hiên đây chứ. Chắc chắn Đường Mộc Tuyết có một chân với Lý Minh Hiên. Nếu Lý Minh Hiên biết chúng ta trục xoa ật Đường Mộc Tuyết ra khỏi nhà họ Đường, có lẽ Lý Minh Hiên đã nổi trận lôi đình. Hít. Nghe đến đây, mọi người trong nhà họ Đường đều không khỏi hít một hơi lạnh. Trước đây họ tin rằng Đường Mộc Tuyết và Lý Minh Hiên có bí mật không thể nói với người ngoài, giờ đây xem ra rõ ràng là như vậy. Chắc Lý Minh Hiên biết nhà họ Đường trục xuất Đường Mộc Tuyết, biết chuyện nên đã rất tức giận, Lý Minh Hiên có ý đến gây rắc rối cho bọn họ. Không thể nào, trước đây tôi và bà nội đã xác nhận, Lý Minh Hiên chỉ coi trọng Đường Mộc Tuyết mà thôi. Đường Hạo nghiêm nghị nói. Theo cái nhìn của Đường Hạo, cho dù Đường Mộc Tuyết có xinh đẹp đi chăng nữa, thì sau một thời gian dài như vậy Lý Minh Hiên cũng đã chơi chán. Hơn nữa, anh ta vừa kiểm tra đã thấy nhà họ Lý ở Đông Hải không ngần ngại chỉ mạnh tay đê phát trên thị trường y dược ở nước ngoài. Có vẻ như nhà họ Lý ở Đông Hải thực sự sắp làm được một việc lớn. Chăng qua điều mà Đường Hạo không ngờ là nhà họ Lý ở Đông Hải mở ra thị trường y dược ở nước ngoài chỉ để cung cấp dịch vụ cho tập đoàn Tuyết Tiêu, không liên quan gì đến họ. Bà cụ Đường thở dài tức giận, gương mặt già nua của bà ta âm trầm như nước, cứ tiếp tục như này cũng không phải cách, cố gắng hết sức thôi. Nhà họ Đường chúng ta không thể phá sản như thế này. Hạo Hạo, tìm tất cả thông tin liên lạc của các đối tác còn lại của chúng ta đi, bà sẽ đích thân liên lạc với bọn họ. Để kéo dài hơi tàn của nhà họ Đường, bà cụ Đường đành phải chọn cách mượn tiên. Vâng, thưa bài Đường Hạo nhanh chóng tìm ra thông tin liên lạc của tất cả các đối tác của nhà họ Đường. Bà cụ Đường gọi một cuộc điện thoại. Đầu bên kia điện thoại vang lên một chàng cười sảng khoái. Yôn bà Đường, sao bà lại có thời gian rảnh gọi điện cho tôi vậy? Triệu Tông, là thế này, mắt xích tài chính của nhà họ Đường đang thiếu, ông xem trong tay ông còn dư giả không? Bà cụ Đường chớp mắt, cười nói. Nghe vậy, giọng nói tao nhã ở bên kia điện thoại đột nhiên lặp lại, bà Đường, bà đang nói gì vậy? Tôi không nghe thấy, bà nói to hơn đi, tín hiệu không tốt, tôi không nghe được. Nghe đến đây, sắc mặt bà Đường đột nhiên thay đổi. Phải biết rằng, đây là đối tác có quan hệ rất tốt với nhà họ Đường. Bây giờ, nhà họ Đường đang gặp khó khăn, bên kia rõ ràng là đang giả vờ lơ mơ. Chẳng lẽ? A Mồ đột nhiên, trong đầu bà cụ Đường nảy ra một ý tưởng táo bạo. Kết quả là bà cụ Đường không còn cách nào khác đành phải tìm một nhà khác. Lưu Tổng, ông, bà Đường có chuyện gì không? Tôi đang bận, nói chuyện sau. Vừa mới kết nối bên kia đã trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi bị từ chối hai lần liên tiếp, trên trán bà cụ Đường dần dần đổ đầy mồ hôi lạnh. Bà ta nhận ra gì đó không giống bình thường, bà ta liên lạc với đối tác tốt của nhà họ Đường trước, không có khả năng nói trở mặt thì lập tức trở mặt được. Có vấn đề, chắc chắn trong đó có vấn đề lớn. Tăng Tổng, bây, giờ nhà họ Đường đang gặp rắc rối, hai nhà chúng ta có quan hệ tốt, ông có thể cứu tế tôi được không? Bà cụ Đường nhắm mắt tiếp tục gọi điện thoại. Rắc rối gì, Tăng Tổng này thấy tò mò hỏi. Bà cụ Đường nghe vậy thấy có hy vọng, nói thăng, Tăng Tông, là thế này. Cái gì, Husky nhà mình làm Samoy nhà hàng xóm lớn bụng. Tốt, tôi lập tức về ngay. Bà Đường này, Husky nhà tôi đã làm con chó nhà hàng xóm lớn bụng, tôi về nhà xem trước. Nói xong liền nhẫn tâm cúp điện thoại tại chỗ. Husky đã làm con Samoy nhà hàng xóm lớn bụng.
Đây là chuyện gì? Muốn qua loa lấy lệ, có cần quá rõ ràng như vậy không? Sau khi bị từ chối liên tục, mặt bà cụ Đường tái xanh. Đang êm đẹp sao tất cả các đối tác tốt lại trở mặt với họ. Suy sụp ồ trong phút chốc, bà cụ Đường suy sụp đến cùng cực. Tuy nhiên, bà ta không biết rằng hầu hết tất cả các đối tác của nhà họ Đường đều bị tập đoàn Tuyết Tiêu bí mật chiếm đoạt. Lúc này, các đối tác nhận được cuộc gọi của bà cụ Đường lần lượt gọi đến trụ sở của tập đoàn Tuyết Tiêu. Long Ngũ cười nói với Dương Tiêu, anh bạn, nhà họ Đường đã hê đường sông. Nếu không phải vì mục đích giữ một nhà họ Đường nguyên vẹn, có lẽ tôi đã dễ như trở bàn tay khiến họ Đường tan thành mây khói rồi. Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Trong 5 năm qua, anh đã phải chịu mọi tủi nhục. Vì anh, Đường Mộc Tuyết bị nhà họ Đường tàn nhẫn nhắm tới, điều này khiến Dương Tiêu ngập tràn lòng thù hận với nhà họ Đường. Bây giờ hai bên chính thức giao chiến, Dương Tiêu nhất định phải làm một mạch cho xong lầy được nhà họ Đường. Long Ngũ cười nói, nếu đám người nhà họ Đường kia biết cậu là chủ đứng sau tập đoàn Tuyết Tiêu, chắc chắn sắc mặt của bọn họ sẽ rất đặc sắc. Yên tâm đi Long Ngũ đại ca, 3 ngày sau, tôi rất mong đợi dáng vẻ ngây ngốc của cả nhà họ Đường. Dương Tiêu trêu đùa nở nụ cười. Tút tú tì cho đến cuối cùng, bà cụ Đường còn không gọi được cả điện thoại. 70% trong số gần 100 đối tác không gọi được, hầu như vừa nghe đến mượn tiền thì tất cả đều cúp máy. Chỉ có một số công ty y dược sẵn sàng cho nhà họ Đường mượn tiền, nhưng họ chỉ có thể hỗ trợ nhà họ Đường 1 triệu tệ. 1 triệu tệ đối với nhà họ Đường hiện tại chỉ vỏn vẹn như hạt cát trong sa mạc, không đáng nói đến. Đường Hạo nói năng lộn xộn, bà nội, bà đích thân ra mặt mà còn không được, không lẽ nhà họ Đường sẽ châm hết thật sao? Chuyện này, rốt cuộc chuyện này là sao? Bà cụ Đường sững người toát mồ hôi lạnh. Đám con cháu dòng chính nhà họ Đường mắt lớn trừ, âng mắt nhỏ, tất cả đều như vịt ngơ ngác, mù mờ luống cuồng. Bà cụ Đường, người đứng đầu nhà họ Đường đích thân ra mặt còn không mượn được tiền, nhà họ Đường khó khảo sắp sụp đổ thật sao? Đường Dĩnh ăn mặc duyên dáng, sang trọng mở cửa xe thể thao đi tới, bà nội, thế nào rồi? Lý Minh Hiên đã thanh toán khoản dư cho nhà họ Đường chúng ta chưa? Thanh toán, bà cụ Đường nghĩ đến vẻ mặt lạnh nhạt của Lý Minh Hiên không nhịn được cười khô. Đường Dĩnh nhận ra có gì đó không đúng lắm, cô ta tò mò nhìn Đường Hạo, anh, chuyện này là sao? Dĩnh Dĩnh, xong đời rồi, nhà Đường chúng ta xong đời rồi. Đường Hạo nói với Đường Dĩnh mọi chuyện. Cái gì, sao lại như thế này? Đường Dĩnh không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Hai mắt của bà cụ Đường tối xâm lại, bà ta gần như hôn mê. Bà ta thực sự tàn thể tin được tất cả những điều này, nhà họ Đường vất vả bao nhiêu năm sắp bị phá nát tất cả, đập trong tay bà ta. Đám con cháu dòng chính nhà họ Đường càng rông như chìm sợ cành cong, thân thể run rẩy. Xem ra thật sự sắp xong thật rồi. Rõ ràng là có người lén nhăm vào nhà họ Đường mình. Nếu không, bà nội nhất định có thể vay tiền. Đúng vậy, có lẽ Lý Minh Hiên đang âm thầm nhăm vào chúng ta. Nhà họ Lý ở Đông Hải có sản nghiệp lớn, trong toàn bộ ngành y dược ở thành phố Trung Nguyên này ai dám không cho anh ta thê diện. Đúng vậy, xem ra lần này nhà họ Đường chúng ta sắp gặp tai họa rồi. Trong chốc lát, cả đám người nhà họ Đường đều chìm trong bầu không khí đau buồn. Nhà họ Đường, khờ khạo sắp sụp đổ. Nhìn người nhà họ Đường đang tuyệt vọng, Đường Dĩnh hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, sai rồi, ai nói nhà họ Đường gặp tai họa. Còn tôi, còn có tôi, Đường Dĩnh. Cô, đám người kinh ngạc nhìn Đường Dĩnh. Đường Hạo đột nhiên hiểu ra, đúng thế, nhà chúng ta còn có Dĩnh Dĩnh. Dĩnh Dĩnh lọt vào mắt xanh của người nhà họ Dương ở Đế Đô. Chỉ cần liên lạc được với người nhà họ Dương ở Đế Đô, nhà họ Dương ở Đế Đô chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu đâu. Đúng đúng đúng, chỉ cần Dĩnh Dĩnh ra mặt, nhà họ Dương ở Đế Đô ra mặt, chắc chắn nhà họ Đường chúng ta sẽ chết đi sống lại. Đám con cháu dòng chính nhà họ Đường vui mừng như điên, như thể đã bắt được cọng rơm cứu mạng. Bà cụ Đường run rẩy nhìn Đường Dĩnh, Dĩnh Dĩnh, cháu gái ngoan của bà nội, lần này nhà họ Đường thật sự trông cậy cả vào cháu đây. Vâng. Bà nội đừng lo lắng, anh cũng yên tâm, mọi người yên tâm. Nhà họ Đường gặp khó, Đường Dĩnh tôi tuyệt đối sẽ không làm ngơ không quan tâm đâu. Đường Dĩnh trịnh trọng nói. Nói xong, Đường Dĩnh lấy điện thoại ra tìm một dãy số, cô ta hít một hơi thật sâu rồi bầm gọi. Mấy ngày nay, Đường Dĩnh đã dò hỏi thông tin liên lạc của nhà họ Dương ở Đế Đô, sau những nỗ lực không ngừng cuối cùng cũng tìm được số điện thoại nội bộ của nhà họ Dương ở Đế Đô. Nhìn thấy Đường Dĩnh bầm số. Đường Hạo tràn đầy vui mừng, bà nội,
nhà họ Đường chúng ta được cứu rồi. Được cứu rồi, nhà họ Đường chúng ta được cứu rồi. Bà cụ Đường hào hứng nói. Như thể chỉ cần Đường Dĩnh ra mặt, khủng hoảng của nhà họ Đường có thể giải quyết dễ dàng. Trong lòng Đường Dĩnh lo lắng không yên, nhà họ Dương ở Đề Đô là nhà tài phiệt hàng đầu trong nước, cô ta sợ nhà họ Dương ở Đề Đô không nghe điện thoại. Xin chào, ai vậy? Đột nhiên trong điện thoại vang lên tiếng nói. Nghe thấy điện thoại kết nối được đám người người nhà họ Đường đều cảm thấy nhẹ nhõm, họ cũng sợ sẽ không gọi được. Đường Dĩnh lập tức căng thẳng nói, tôi là Đường Dĩnh, người nhà họ Đường ở Trung Nguyên. Không phải cậu chủ lớn Dương Bân Hàn ở Đề Đô các người đã thích tôi à? Là thế này, bây giờ nhà họ Đường chúng tôi gặp khủng hoảng, không biết ngài có thể giúp tôi liên lạc với Dương Bân Hàn cậu chủ lớn của các người không, hãy nói Đường Dĩnh có việc gấp cần giúp. Lời này vừa nói ra, mọi người trong nhà họ Đường đều mỉm cười, như thế nhà họ Dương ở Đề Đô sẽ không hề từ chối. Đường Dĩnh cũng nắm chặt thắng lợi trong tay, chỉ cần cô ta ra mặt thì chắc chắn nhà họ Dương ở Đề Đô sẽ giúp đỡ. Người của nhà họ Dương ở Đề Đô nghe xong, tràn đầy kinh ngạc. Cái gì? Đường Dĩnh người nhà họ Đường ở Trung Nguyên? Đường Dĩnh là cái thá gì? Cậu chủ lớn nhà chúng tôi thích cô. Đầu cô có bệnh gì à? Cú ti. Người của nhà họ Dương ở Đề Đô tức giận hét lên, trực tiếp cúp điện thoại. Đầu có bệnh, cút. Amin. Trong giây lát, như có một tiếng sét từ trên cao giáng xuống, Đường Dĩnh sững sờ tại chỗ. Nghe vậy, sắc mặt của bà cụ Đường lập tức cứng lại, nụ cười của Đường Hạo và những con cháu dòng chính nhà họ Đường khác cũng lập tức cứng lại. Giờ phút này, tất cả mọi người trong nhà Đường đều vô cùng hoang mang, vô cùng hỗn loạn. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hai mắt Đường Dĩnh tối sầm lại suýt nữa ngã quy xuông. Hầu hết tất cả mọi người trong nhà họ Đường đều mở to mắt nhìn nhau, trong nháy mắt hàm như vỡ vụn tại chỗ. Rõ ràng là không ai trong số họ ngờ được nhà họ Dương ở Đề Đô lại lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy. Vừa rồi bọn họ đều đặt hy vọng vào nhà họ Dương ở Đề Đô, không ngờ nhà họ Dương ở Đề Đô lại vung tay đẩy nhà họ Đường xuống vực sâu cao ngắt. Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Loại cảm giác này khiến người ta cực kỳ khó chịu. Sắc mặt hồng hào mà bà cụ Đường vừa nâng lên lại tái nhợt, mà Đường Hạo cũng ngân ra. Hai mắt Đường Hạo đờ đẫn, không kìm được nuốt nước miếng, tiên lên hỏi, Dĩnh Dĩnh. Có phải em gọi nhầm số rồi không? Không có khả năng gọi nhầm được. Đây là số điện thoại di động nội bộ của nhà họ Dương ở Đề Đô mà em vất vả lắm mới lấy được. Đường Dĩnh sắp khóc đến nơi. Đường Hạo suy nghĩ một chút, như là lần nữa nắm được hy vọng thấp giọng nói, có phải đối phương không hiểu rõ không, Dĩnh Dĩnh, hay em lại gọi cho bọn họ đi. Dĩnh Dĩnh, gọi lại lần nữa đi, tất cả hy vọng của nhà họ Đường đều trông cậy vào cháu. Bà cụ Đường vội vàng nói. Đám con cháu dòng chính nhà họ Đường nhìn Đường Dĩnh, trong mắt tràn đầy hy vọng. Tôi sẽ thử lại, Đường Dĩnh cũng không biết phải làm sao lại bấm điện thoại. Trong chốc lát, tất cả người nhà họ Đường như có tim treo trên cổ họng, lo lắng không yên trong lòng. Đúng vậy, Đường Dĩnh là phòng tuyến cuối cùng của nhà họ Đường. Nếu Đường Dĩnh không liên lạc được với nhà họ Dương ở Đề Đô, thì e rằng toàn bộ nhà họ Đường sẽ tan. Thành mây khói. Hoàn toàn bị xóa số trong dòng đời lịch sử dài. Giữa lúc mọi người đang lo lắng thì điện thoại đã kê nôi được. Đường Dĩnh chưa kịp lên tiếng trước, người phụ trách trả lời điện thoại của nhà họ Dương ở Đề Đô đã tức giận nói, này, chưa thôi nữa hả, biết đây là nhà họ Dương ở Đề Đô không? Không có việc gì thì đừng tới gây chuyện, lại làm phiền, tin tôi gọi một cuộc điện thoại giết chết cô không? Anh này, tôi là Đường Dĩnh của nhà họ Đường. Không phải cậu chủ lớn của nhà họ Dương các người thích tôi sao? Anh không tin thì có thể đi xác nhận một chút, tôi khẳng định không nói dối. Bây giờ nhà họ Đường rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng, yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp. Đường Dĩnh lo lắng nói. Khi lời nói của Đường Dĩnh cất lên, người ở đầu dây bên kia im lặng trong giây lát. Ngay sau đó, người này mới chợt hiểu ra, nhà họ Đường ở Trung Nguyên. Hình cậu chủ nhỏ nhà tôi thực sự yêu một người phụ nữ nhà họ Đường các người. Nhớ ra rồi, đám người nhà họ Đường nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt vui mừng như điên. Đường Hạo kích động suýt nhảy câng lên, anh ta nhìn về phía bà cụ Đường, bà nội, bà nghe này, nhà họ Đường chúng ta được cứu rồi. Đúng đúng đúng, nhà họ Đường chúng ta được cứu rồi. Bà cụ Đường kích động thân thê già nua run dây. Trong lòng Đường Dĩnh mừng thầm vô cùng, trên mặt mang theo ý cười không che giấu nổi, vừa rồi bị nhẫn tâm cúp mày. Thật sự khiến Đường Dĩnh bị dọa sợ không nhẹ ti. Đường Dĩnh hưng phấn nói,
đúng vậy, cậu. Chủ lớn nhà họ Dương các người yêu Đường Dĩnh tôi. Nhà họ Đường tôi đang gặp khó khăn, hiện tại chúng tôi chỉ có thể dựa vào nhà họ Dương ở Đế Đô giúp đỡ. Hả, cậu chủ lớn nhà tôi yêu Đường Dĩnh cô? Người nhà họ Dương ở Đế Đô kinh ngạc nói. Ngay sau đó, một giọng nói cực kỳ khinh thường vang lên, Đường Dĩnh. Đây là ai? Chưa từng nghe cùa. Nhà họ Đường các người có một người tên là Đường Mộc Tuyết đúng không? Người đó mới là người mà cậu chủ nhỏ nhà tôi yêu. Trước mặt mợ chủ nhỏ nhà tôi, Đường Dĩnh là cái thá gì, còn không đủ tư cách xách giày cho mợ chủ nhỏ nhà tôi nữa. Cút! Nói xong, người của nhà họ Dương ở Đế Đô lại lạnh lùng tàn nhẫn cúp điện thoại, như thể trong mắt anh ta Đường Dĩnh là một đồng phân chó, thối không người nôi. À mi, y Đường Mộc Tuyết mới là người cậu chủ nhỏ yêu. Đường Dĩnh chẳng là cái thá gì, còn không đủ tư cách xách giày cho Đường Mộc Tuyết. Oài! Đột nhiên, trong hiện trường to lớn đám người nhà họ Đường đều sử âng sốt, không ai ngờ đối phương lại nói ra lời này. Đường Mộc Tuyết là người mà cậu chủ nhỏ nhà họ Dương yêu. Làm sao có thể, vẻ mặt Đường Dĩnh thay đổi kinh ngạc kêu lên. Đường Hạo trọn to hai mắt giống như chuông đồng, cả người anh ta ngây ra như phông, đầu óc trông rỗng. Bà cụ Đường loạng choạng suýt ngã quy xuông. Đám con cháu dòng chính nhà họ Đường không kìm được hoảng sợ, lần lượt kêu lên. Vừa nãy tôi không nghe nhầm chứ? Đường Mộc Tuyết mới là người cậu chủ nhỏ nhà họ Dương ở Đế Đô yêu. Có nhầm không đây? Đúng vậy, không phải nhà họ Dương ở Đế Đô chỉ có cậu chủ lớn Dương Bân Hàn thôi à, hay sao lại lọt ra một cậu chủ nhỏ vậy? Đã thế còn thích Đường Mộc Tuyết? Sao lại như thế này? Không phải cậu chủ nhà họ Dương ở Đế Đô thích Đường Dĩnh hả? À đúng rồi, cậu chủ nhỏ nhà họ Dương ở Đế Đô yêu Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu cũng họ Dương. Chẳng lẽ cậu chủ nhỏ nhà họ Dương ở Đế Đô là Dương Tiêu hả? Piti một ý tưởng táo bạo tự nhiên nảy sinh, đám con cháu dòng chính nhà họ Đường không khỏi hít một hơi lạnh. Nghĩ rằng Dương Tiêu là cậu chủ nhỏ nhà họ Dương ở Đế Đô, đầu óc của tất cả người nhà họ Đường ong ong, câm như hến. Đúng lúc này, phía bên nhà họ Dương ở Đế Đô cũng gọi cho Dương Tiêu. Người gọi đến là Trịnh Thu, quản gia của nhà họ Dương ở Đế Đô. Cậu chủ nhỏ, tôi nghĩ hiện tại người của nhà họ Đường ở Trung Nguyên đều suy sụp cả rồi. Trịnh Thu cười thân thiện nói. Đôi mắt Dương Tiêu sắc bén như chim ưng, đám người nhà họ Đường này sẽ không bao giờ nghĩ rằng tôi là con gạch dưới rơi bị nhà họ Dương ở Đế Đô trục xuất. Bây giờ, đã đến lúc đám người nhà họ Đường này nhìn thấy thứ thuộc về Dương Tiêu tôi. Hơi trên người Dương Tiêu toát ra một loại hơi thở cực lớn, người anh thăng như kiếm, khí thế kinh người khiến người ta không thể khinh thường. Nghe thấy Dương Tiêu tự giễu mình là con rơi của nhà họ Dương ở Đế Đô, Trịnh Thu lắc đầu cười khổ, ông có thể cảm nhận được Dương Tiêu có ân oán sâu nặng đối với nhà họ Dương ở Đế Đô. Cúp điện thoại, bà cụ Dương ở Đế Đô hỏi, lão Trịnh, bên Trung Nguyên kia thế nào rồi? Cậu chủ nhỏ vẫn oán hận không giảm, chỉ trách là quyết định tàn nhẫn của bà chủ năm đó khiến lòng của cậu chủ nhỏ lạnh. Quản gia Trịnh Thôn Thức nói, ông sống trong nhà họ Dương ở Đế Đô cả một đời. Tuy rằng không nắm quyền nhưng lời nói lại có trọng lượng, trước mặt bà cụ, Trịnh Thu nói chuyện vân mở lòng như cũ. Bà cụ Dương thờ ơ nói, nó đã muốn nhằm vào nhà họ Đường ở Trung Nguyên, thì chúng ta hãy trở thành người tốt. Phiền lão Trịnh đến thành phố Trung Nguyên một lần nữa. Thế cũng được, Trịnh Thu không từ chối. Đứng trên đỉnh tòa nhà tập đoàn Tuyết Tiêu, nhìn lên bầu trời vô tận, Dương Tiêu bình tĩnh nói, gọi cho Lý Minh Hiên, tôi không đợi được nữa. Nghĩ đến nỗi nhục nhã hơn 5 năm qua, Dương Tiêu không kìm được nắm chặt tay, anh thật sự chờ không nổi muốn nhìn thấy dáng chết lặng của người nhà họ Đường. Vâng, thư ký của Long Ngũ trịnh trọng nói. Ngay lúc này, Đường Dĩnh đang hồn bay phách lạc, cô ta không thể tin được tất cả những chuyện này, không thể tin được rằng người nhà họ Dương thích không phải Đường Dĩnh mà là Đường Mộc Tuyết. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Đường Dĩnh vô cùng tức giận. Đám người Đường Hạo, bà cụ Đường như bị dội gáo nước lạnh vào người, cả người đều ngây ra như phông. Ngay lúc mây đen đang bao phủ nhà họ Đường, một người đàn ông mặc Âu phục đi giày ra bước vào tập đoàn y dược Đường Nhân. Người đàn ông vừa bước vào, ném ra một tập tài liệu, lạnh lùng nói, đây là dây mời của luật sư nhà họ Lý ở Đồng Hải. Lúc trước Lý Tổng nhà chúng tôi đã nói, sự hợp tác giữa hai công ty chỉ công nhận cô Đường Mộc Tuyết. Bây giờ, nhà họ Đường các người đã đơn phương vi phạm hợp đồng. Hẹn sáng mai gặp nhau trên tòa án. Cái gì? Giấy mời của luật sư. Hẹn sáng mai gặp trên tòa. Ầm. Nghe vậy,
mí mắt của mọi người trong nhà họ Đường đều nhảy loạn lên, toàn thân ớn lạnh. Mà bà cụ Đường không thể chịu được nữa, trong lòng sụp đổ, hai mắt tối sầm lại hoàn toàn ngất xỉu. Bà nội! Nhìn thấy bà cụ Đường ngất xỉu, đám con cháu dòng chính nhà họ Đường đều bàng hoàng. Khi bà cụ Đường không chịu nổi gánh nặng ngất xỉu, toàn bộ nhà họ Đường đã rơi vào cảnh tượng hỗn loạn. Sau khi đưa dây mời của luật sư, Lý Minh Hiên đã đích thân khởi kiện nhà họ Đường đơn phương vi phạm hợp đồng với Tòa án thành phố Trung Nguyên, Tòa án thành phố Trung Nguyên đã trịnh trọng tiếp đãi. Điện hạ, quá trình đã hoàn tất, chậm nhất là trạng vạng tối mai nhà họ Đường sẽ tuyên bố phá sản. Lý Minh Hiên báo cáo. Dương Tiêu hài lòng gật đầu, tốt lắm, bên chính diện nhà họ Đường kia giao cho cậu xử lý. Vâng, điện hạ. Lý Minh Hiên cung kính nói. Khóe miệng Dương Tiêu hoi nhếch lên, không còn sớm nữa, đã đến lúc làm nên lớn chuyện rồi. Nghĩ đến việc mọi người trong nhà ở Đề Đô, biết tập đoàn Tuyết Vân do mình thành lập, nghĩ đến mọi người trong nhà họ Pleiad đều biết Dương Tiêu là kẻ đứng sau phá hủy nhà họ Đường, cái loại cảm giác đó khiến trong lòng Dương Tiêu vô cùng thoải mái. Trong khoảng thời gian này, nhà họ Đường càng ngày càng quá đáng. Cái tát của Đường Dĩnh, Dương Tiêu nhất định sẽ hung hăng trả lại cho Đường Dĩnh. Người phụ nữ của tôi, tuyệt đối không thể bị bất kỳ kẻ nào ức hiếp. Khi bà cụ Đường tỉnh dậy thì trời đã khuya. Hạo Hạo, bà cụ Đường vừa mở mắt thì nhìn thấy Đường Hạo ở bên cạnh. Đường Hạo uế oải nói, bà nội, bà tỉnh rồi. Hạo Hạo, bên ngoài thế nào rồi? Bà cụ Đường yêu ớt hỏi. Vẻ mặt Đường Hạo đầy chua xót, bà nội, tòa án đã triệu tập nhà họ Đường chúng ta rồi, ngày mai sẽ không tránh khỏi có một vụ kiện tụng. Tòa án đã triệu tập, không lẽ ông trời thật sự muốn diệt nhà họ Đường tôi sao? Nghe đến đây, bà cụ Đường thốt lên rồi lại hôn mê. Cùng lúc đó, việc Lý Minh Hiên muốn kiện nhà họ Đường đã lan rộng khắp thành phố Trung Nguyên. Các người nghe nói gì chưa? Lý Minh Hiên, cậu chủ nhà họ Lý muốn nhắm vào nhà họ Đường, lần này họ Đường xong đời rồi. Đương nhiên đã nghe nói rồi, nhà họ Lý là gia tộc mạnh nhất ở Đông Hải, tài sản hàng trăm tỷ tệ, bị Lý Minh Hiên kiện, lần này nhà họ Đường hoàn toàn mất hết rồi. Nhưng nhà họ Đường này cũng vô nhân đạo, Đường Mộc Tuyết là người đẹp số 1 ở Trung Nguyên, có không ít đơn hàng của tập đoàn y dược Đường Nhân là do Đường Mộc Tuyết ký được. Nếu không có Đường Mộc Tuyết, thì trong mấy năm qua nhà họ Đường đã không phát triển nhanh như vậy. Đúng thế, ác giả ác báo, lần này chọc giận Lý Minh Hiên. Nhà họ Đường hoàn toàn xong đời rồi. Tin tức Lý Minh Hiên sẽ kiện nhà họ Đường là tin tức nặng ký ở Trung Nguyên, hàng triệu người ở thành phố Trung Nguyên đã nhận được tin này. Đáng tiếc, Đường Hạo của nhà họ Đường lại là công tử bột, những năm qua làm không ít chuyện sâu, mang tiếng sâu. Đường Dĩnh ham mê hư vinh phù phiếm, suốt ngày chỉ biết ghen tị với Đường Mộc Tuyết, là bình hoa thật sự, lại còn kiêu căng, chẳng có mấy người thích Đường Dĩnh cả. Bà cụ Đường thì không cần phải nhắc đến. Nhà họ Đường chỉ có Đường Mộc Tuyết là thật sự có tài. Bây giờ Đường Mộc Tuyết đã bị nhà họ Đường tàn nhân trục xuất, ngược lại còn vi phạm điều khoản trong hợp đồng với đối tác nhà họ Lý ở Đông Hải. Lý Minh Hiên tức giận, nhà họ Đường xong đời đã là chuyện chắc chắn. Ngày hôm sau đầu giờ sáng, Lý Minh Hiên đích thân dẫn nhiều người đến bệnh viện yêu cầu bà cụ Đường ra mặt. Bà Đường, đừng giả vờ nữa, mời. Khi nhìn thấy bà Đường trong bộ đồng phục của bệnh viện, Lý Minh Hiên lạnh lùng nói. Trong lòng bà cụ Đường không hề muốn ra tòa, nhưng lại bật lực trước khí thế khổng lồ của Lý Minh Hiên. Trong lần xuất hiện tại tòa án này, Đường Hạo, Đường Dĩnh, bà cụ Đường và toàn bộ nhà họ Đường đều xuất hiện trên tòa án. Lý Minh Hiên và đội ngũ luật sư của anh ta bắt đầu biện luận. Đội ngũ luật sư mà Lý Minh Hiên tìm là một đội luật sư át chủ bài ở trong nước, cộng thêm việc nhà họ Đường vi phạm hợp đồng, trong vòng chưa đầy 10 phút, mọi người trong nhà họ Đường đều không còn gì để nói. Cuối cùng, tòa án tuyên bố, nhà họ Đường ở Trung Nguyên đã vi phạm điều khoản hợp tác với nhà họ Lý ở Đông Hải. Tôi tuyên bố, dựa theo điều khoản trong hợp đồng nhà họ Đường phải bồi thường một số tiền lớn đi nhà họ Lý ở Đông Hải. Nếu không hài lòng với phán quyết của tòa án này, nguyên đơn hoặc bị cáo có thể đơn phương kháng cáo. Hãy kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn trong vòng 15 ngày. Bây giờ kết thúc phiên tòa. Vừa dứt lời như có nhát búa bổ sung. Phụ kiện đã được đội luật sư do Lý Minh Hiên đứng đầu thắng kiện mà không cân tôn công sức. Vẻ mặt của bà cụ Đường, Đường Hạo và Đường Dĩnh xám xịt như cho tàn, trên mặt không còn lộ ra vẻ kiêu ngạo như trước. Lý Tổng, đây là số liệu bồi thường. Luật sư đứng đầu đưa cho Lý Minh Hiên một văn bản. Lý Minh Hiên cầm lấy văn bản, để trước mặt bà cụ Đường, theo điều khoản hợp tác,
chỉ cần nhà họ Đường các người đơn phương vi phạm hợp đồng, nhà họ Đường các người sẽ bồi thường cho nhà họ Lý ở Đông Hải của tôi gấp 10 lần số tiền ban đầu. Trong thời gian này, nhà họ Lý ở Đông Hải chúng tôi đã nhận được tổng cộng 60 triệu tệ nguyên liệu thuốc. Nói cách khác, trong vòng một tháng nhà họ Đường các người phải bồi thường cho nhà họ Lý ở Đông Hải chúng tôi 600 triệu tệ. Nếu không, tất cả người nhà họ Đường các người cứ chờ ăn cơm tù đi. Lời này vừa dứt, đã giáng một đòn mạnh vào tim của người nhà họ Đường. Nói xong, Lý Minh Hiên không hề chần chừ, xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng tuyệt tình của Lý Minh Hiên, hai tay bà cụ Đường run rẩy cầm lấy hợp đồng bồi thường, kinh hãi nói, 60 triệu tệ tiền bồi thường. Phải biết rằng, trong thời kỳ đỉnh cao thì tài sản của nhà họ đẻ ông còn chưa tới 1 triệu tệ, ai ngờ khoản bồi thường này là 600 triệu tệ, làm sao nhà họ Đường bồi thường nổi chứ? Bà nội, xong thật rồi, nhà họ Đường xong đời rồi. Đường Hạo kinh hãi nói. Toàn thân Đường Dĩnh run lên, cô ta biết ánh hào quang vốn thuộc về bọn họ không còn nữa, mọi người trong toàn bộ nhà họ Đường sẽ chỉ còn là chó nhà có tang. Nếu thật sự không bồi thường được 600 triệu tệ này, e rằng nhiều người trong nhà họ Đường phải ăn cơm tù cả đời. Lý Minh Hiên là một kẻ tàn nhẫn, với thực lực của nhà họ Lý ở Đông Hải, chỉ cần Lý Minh Hiên gật đầu, có lẽ cả nhà họ Đường sẽ phải vào tù. Đúng vậy, xong rồi, kết thúc cả rồi. Trong lòng bà cụ Đường suy sụp giống như sông Hoàng Hà vỡ đê. Bà ta còn trông cậy vào khi còn sống sẽ dẫn dắt nhà họ Đường tiền lên hàng ngũ đại gia cấp 1 ở Trung Nguyên. Bà ta còn trông cậy vào khi còn sống sẽ mua một căn biệt thự bên Hồ Nhạn Minh. Giờ đây, mọi ảo tưởng của bà đều biến thành hư vô. Chỉ riêng khoản bồi thường 600 triệu tệ giá trên trời này đã khiến bà cụ Đường sắp không thở nổi. Đường Hạo run rẩy hỏi, bà nội, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta có thể làm gì? Nhà họ Lý ở Đông Hải có bối cảnh thâm sâu, quan hệ rộng khắp cả nước. Chúng ta có thể chạy trốn được hòa thượng nhưng không chạy được chùa y. Bây giờ thông báo với công chúng rằng nhà họ Đường hoàn toàn đóng cửa, bán cổ phần, trước hết sẽ thanh toán một phần bồi thường. Hy vọng, cụ Năm Minh Hiên sẽ không ép buộc mọi người trong nhà họ Đường đến bước đường cùng. Bà cụ Đường hít sâu một hơi, khó khăn nói ra những lời này, bà ta hiểu sâu sắc, nhà họ Đường to lớn này đã bị hủy trong tay bà ta. 2 giờ chiều, tập đoàn Y Dược Đường Nhân tuyên bố phá sản. Sự việc này gây chấn động khắp thành phố Trung Nguyên. Dù nhiều người đã đoán được cái kết nhưng khi thông báo đưa ra, vô số người vẫn vô cùng bàng hoàng. Trong chốc lát, cổ phiếu của nhà họ Đường lần lượt bán ra với giá thấp. Long Ngũ đã bí mật thao túng, mua hết cổ phần của nhà họ Đường. Dương Tiêu cầm hợp đồng cổ phần đi tới trước mặt Đường Mộc Tuyệt trìu mên nói, Mộc Tuyệt, ngày mai, trước mặt tất cả người nhà họ Đường anh sẽ để em trở thành chủ của nhà họ Đường. Đây là văn bản chuyển nhượng cổ phần của nhà họ Đường. Đường Mộc Tuyệt cầm bản hợp đồng, gương mặt xinh đẹp vô cùng tinh xảo. Dương Tiêu dịu dàng nói, Mộc Tuyệt, đúng vậy, anh biết em có tình cảm đặc biệt với nhà họ Đường. Bây giờ, cả nhà họ Đường to lớn đã thuộc về em. Tất cả người nhà họ Đường đều phải nghe theo lời của Imo. Thật không, nghe đến đây, trong lòng Đường Mộc Tuyết dâng lên một dòng chảy ấm áp, hai mắt phủ đầy sương lao vào vòng tay của Dương Tiêu. Đúng vậy, cô có tình cảm đặc biệt với nhà họ Đường, hai ngày nay sau khi rời khỏi nhà họ Đường, lòng cô trống rỗng, cảm thấy mát mát. Lúc trước Dương Tiêu nói sẽ để cô trở thành chủ của nhà họ Đường cô còn không tin, không ngờ Dương Tiêu sẽ thật sự làm được. Dương Tiêu, tại sao anh phải đối tốt với em như vậy? Đường Mộc Tuyết rưng rưng nước mắt. Ánh mắt Dương Tiêu dịu dàng vô tận, nhìn Đường Mộc Tuyết cười nói, bởi vì em là vợ của anh. Bởi vì anh yêu vợ mình. Thật không, yêu nhiều như thế nào? Đường Mộc Tuyết như thiếu nữ vẻ mặt tràn đầy mong chờ. Dương Tiêu sờ cằm, cười trìu mến, Mộc Tuyết, tình yêu của anh dành cho em sẽ mãi nhiều hơn ngày hôm qua một chút, ít hơn ngày mai một chút. Mãi nhiều hơn ngày hôm qua một chút. Ít hơn ngày mai một chút. Nghe vậy, nước mắt Đường Mộc Tuyệt không tự chủ được chảy xuống, cô vô cùng xúc động. Anh cứ thế này thì cả đời này em sẽ hoàn toàn ở lại vào anh. Gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyệt toàn là nước mắt, nhưng khó có thể che giấu được hạnh phúc trong lòng. Dương Tiêu vươn tay lau nước mắt trên khóe mắt Đường Mộc Tuyệt, nhẹ giọng nói, Mộc Tuyệt anh hứa với Imo. Nếu em mong muốn tập trung vào thương trường, anh sẽ để em trở thành Đường Mộc Tuyệt mạnh nhất trên trái đất. Nếu em không muốn, hãy nắm tay anh, Dương Tiêu nhất định sẽ cho em cả thế giới. Lời hứa của đàn ông nặng ngàn vàng,
từ đầu đến cuối Dương Tiêu là chỗ dựa vững chắc nhất của Đường Mộc Tuyết. Cùng lúc đó, toàn bộ nhà Đường đều có mây mù bao phủ, cả nhà họ Đường đều hồn bay phách lạc. Nhà họ Đường phá sản, tập đoàn y dược Đường Nhân to lớn cũng sụp đổ. Tập đoàn y dược Đường Nhân được giao bán với giá 20 triệu tệ, và tất cả cổ phần đã bị một người mua bí ẩn mua. Rốt cuộc người mua bí ẩn là ai, người nhà họ Đường đều không biết. Bà cụ Đường thở dài, dường như thứ quý giá nhất trong lòng đã bị lấy mất, mọi người giải tán hết đi, sáng mai tất cả tập trung đón tân chủ tịch hội đồng quản trị. Nếu tân chủ tịch dễ nói chuyện, có lẽ sẽ giữ các vị lại nhậm chức trong bộ phận của tập đoàn y dược Đường Nhân. Hu hui! Nghe tin sáng mai phải nghênh đón tân chủ tịch hội đồng quản trị, có không ít phụ nữ nhà họ Đường rơi nước mắt bị thương. Trong lòng bà cụ Đường không ngừng rỉ máu, cô nén đau thương, mệt mỏi xua tay, tất cả giải tán đi. Nói xong, bà cụ Đường dẫn đầu đứng dậy đi về phía bên ngoài tập đoàn y dược Đường Nhân. Nhìn theo bóng lưng thê lương của bà cụ Đường, đám con cháu ròng, chính nhà họ Đường càng đau buồn hơn. Điều mà đám người này đau buồn không phải là nhà họ Đường đã kết thúc, mà là họ phải rời khỏi nhà họ Đường, họ không khác gì chó nhà có tang, muôn không ngừng như tằm ăn lên chất béo càng là không có khả năng. Sự tương phản quá lớn khiến họ không thể chấp nhận được, mỗi người trong nhà họ Đường đều bao phủ mây đen. Mộc Tuyết, nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai em còn phải đến nhà họ Đường kê thừa ngôi vị nữa mài. Dương Tiêu dịu dàng nói. Bây giờ, toàn bộ cổ phần của nhà họ Đường đều nằm trong tay Đường Mộc Tuyết, điều này khiến Đường Mộc Tuyết chỉ cảm thấy như một giấc mơ không thể tưởng tượng nổi. Từng có lúc, cô mơ ước một ngày mình có thể trở thành chủ của nhà họ Đường và dẫn dắt gia tộc họ Đường chạm đến vinh quang. Mấy ngày trước, Đường Dĩnh còn đánh cô, bà cụ Đường thẳng mặt đuổi cô ra khỏi nhà họ Đường. Trong nháy mắt, cô sắp trở thành người đứng đầu nhà họ Đường, tất cả đều là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đáy mắt Đường Mộc Tuyết hiện lên vẻ dịu dàng, căn răng trìu mên nói, Dương Tiêu, hay đêm nay chúng ta làm chuyện đó đi. Chuyện đó, Dương Tiêu hỏi theo bản năng. Đường Mộc Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận, chính là cái đó đói. Rốt cuộc là cái nào? Dương Tiêu giả vờ mờ mịt. Đường Mộc Tuyết có thể nhìn ra Dương Tiêu cố ý, cô câm gồi lên đánh Dương Tiêu, anh là đô sâu, anh cố ý chứ gì? Ha, Mộc Tuyết, chúng ta không thể ban ngày ban mặt tuyên khụ khụ. Mặc dù là đêm khuya, như âm cũng không thể quá dày vò. Đừng quên, sáng mai em phải kế thừa ngôi vị, nếu hai chân cứ uốn éo thì không thích hợp cho lắm. Chuyện đó, ngày khác em nghỉ ngơi, chúng ta sẽ cùng nhau công hiến tạo thế hệ tiếp theo cho nhân loại. Dương Tiêu cười sâu xa nói. Nhìn thấy dáng vẻ không đứng đắn của Dương Tiêu, mặt Đường Mộc Tuyết đỏ bừng, hứ, anh là một tên sâu xa lớn, không phải anh không được đấy chứ. Không được, ai nói không được. Dương Tiêu vừa nghe lập tức tức giận. Đường Mộc Tuyết khiêu khích nói, anh được, anh tới đi. Cho đến hôm nay, Đường Mộc Tuyết đã dự định sẵn sàng trao thân cho Dương Tiêu. Mấy lần trước hai người sắp cá nước thân mật, nhưng tất cả đều bị những vấn đề như này làm rồi. Được, vậy anh sẽ tới, lát nữa em không được kêu đau đậu đấy. Trên mặt Dương Tiêu tràn đầy ý cười trêu ghẹo. Nói thật, ở bên một người đẹp yêu điệu suốt 5 năm, Dương Tiêu nghẹn sắp hỏng rồi. Chỉ là trong khoảng thời gian này, lòng Dương Tiêu không nghĩ tới mặt này, cộng thêm chuyện nọ lại đến chuyện khác, Dương Tiêu suýt chút nữa đã quên mất chuyện này. Đường Mộc Tuyết luôn sĩ diện. Vừa rồi Dương Tiêu cố ý giả vờ không hiểu. Bởi vì Đường Mộc Tuyết vẫn còn là tắm thân xử nữ, nếu làm chuyện vui vẻ, Dương Tiêu biết dựa vào kỹ thuật quá cứng của mình sẽ khiến Đường Mộc Tuyết có thể sáng mai sẽ không thể ra khỏi giường. Bây giờ Đường Mộc Tuyết lại dám khiêu khích anh, vậy thì Dương Tiêu cũng không khách sáo nữa. Nhìn thấy Dương Tiêu không ngừng đến gần, Đường Mộc Tuyết giật mình thốt lên, anh sẽ không thô lỗ đâu chứ. Em nghe nói. Lần đầu tiên phụ nữ hoàn toàn trao thân sẽ đặc biệt đau. Mộc Tuyết em yên tâm, anh sẽ dịu dàng. Dương Tiêu cởi giày bổ nhào về phía giường. Vừa mới bổ nhào Đường Mộc Tuyết nằm xuống, tim Đường Mộc Tuyết đau nhói, trên trán cô đổ mồ hôi lạnh. Dương Tiêu nhận ra điều này, anh vội hỏi, Mộc Tuyết, em không sao chứ? Không sao, anh rót cho em một ly nước âm đi. Khuôn mặt hồng hào của Đường Mộc Tuyết dần trở nên trăng bệch. Dương Tiêu đâu dám do dự. Lập tức rót một ly nước ấm cho Đường Mộc Tuyết, đưa cho Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết nhấp một ngụm nhỏ, lúc này mới trở lại bình thường. Dương Tiêu cầm lấy cái ly, lo lắng nói, Mộc Tuyết, em đây là có chuyện gì? Có muốn đi bệnh viện kiểm tra không? Mặc dù y thuật của anh siêu phàm,
nhìn, nghe, hỏi, sờ đều rất chuẩn, nhưng bây giờ anh không nhìn ra được trong người Đường Mộc Tuyết có bệnh gì. Sao nhìn, nghe, hỏi, sờ, bốn phương pháp chữa bệnh của Đông Y không cần đâu, chắc do hai ngày qua khí huyết không thông thôi, không sao đâu. Đường Mộc Tuyết thở chậm một hơi nói. Dương Tiêu gật đầu, cũng không nghĩ ngợi nhiều. Đường Mộc Tuyết chịu cú sốc bị đuổi ra khỏi nhà họ Đường, bây giờ lại trở thành người đứng đầu nhà họ Đường, chắc hẳn là quá kích động mà hụt hơi. Đường Mộc Tuyết không khỏe, Dương Tiêu đành phải nén lại sự bồn chồn trong người. Ngày hôm sau khi bầu trời hiện lên một màn trắng xóa, Dương Tiêu đã dậy làm xong bữa sáng. Sau khi ăn xong, Dương Tiêu lái xe đưa Đường Mộc Tuyết nhanh chóng đi về phía tập đoàn y dược Đường Nhân. Khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên, trên mặt mang theo ý cười. Trước kia đưa Đường Mộc Tuyết đến tập đoàn y dược Đường Nhân với thân phận là một nhân viên. Hôm nay bọn họ sẽ tới tập đoàn y dược. Đường Nhân với thân phận là người đứng đầu nhà họ Đường, Dương Tiêu đã có thể nghĩ đến cảnh tượng cả nhà họ Đường rồi ren rồi. Ngay lúc này, tất cả thành viên nhà họ Đường đều có mặt trong phòng họp của tập đoàn y dược Đường Nhân, N đón sự xuất hiện của tân chủ tịch hội đồng quản trị. Sau khi nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 30 phút sáng, đã đến giờ làm việc. Làm sao vậy, đã giờ này rồi, tại sao tân chủ tịch còn chưa tới? Không biết, quan mới đến đốt ba đồng lửa, có lẽ đối phương đang muôn ra oai phủ đầu với chúng ta. Cái quản, ra oai phủ đâu cái gì? Bây giờ người ta đã là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn y dược Đường Nhân, toàn bộ tập đoàn này là của người ta. Chúng ta cứ yên tâm chớ vội, chờ lát nữa tranh thủ có thể còn được ở lại công ty, lỡ bị đuổi thì thành chuyện cười lớn. Nghĩ đến việc bị cưỡng chế đuổi đi, đám người nhà họ Đường đều sợ hãi. Nếu thực sự bị đuổi, thì họ thực sự không khác gì chó nhà có tang không nhà không của. Đường Hạo và Đường Dĩnh nhìn nhau, rất mong đợi sự xuất hiện của tân chủ tịch hội đồng quản trị. Mặt mày bà cụ Đường bao phủ mây đen, bà ta cũng mong chờ rốt cuộc tân chủ tịch hội đồng quản trị là thần thánh phương nào. Cót két. Ngay lúc mọi người đang hoảng sợ, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, hai bóng dáng quen thuộc nhanh chóng lọt vào tâm mặt mọi người. Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết. Nhìn rõ hai bóng người này, đám người nhà họ Đường do bà cụ Đường đứng đầu như nhìn thấy ma không nhịn được hét lên. Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết. Nhìn rõ người tới, Đường Hạo và Đường Dĩnh đều giữ âng tóc gáy, giật mình toát mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, Đường Hạo dẫn đầu lấy lại tinh thần, tức giận nhìn chằm chằm Dương Tiêu, hai người tới đây làm gì? Xem trò cười của chúng tôi hả? Đúng vậy, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết, bây giờ hai người tới đây chỉ vì để xem trò cười của bọn tôi hả? Các người thực sự khiến người khác ghê tởm, Đường Dĩnh cũng tức giận nói. Theo quan điểm của họ, bây giờ nhà họ Đường phá sản, chắc chắn Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết nhân cơ hội tới đây bỏ đá xuống giếng. Đám con cháu dòng chính nhà họ Đường lần lượt chợt nhận ra, hóa ra hai người này tới đây xem náo nhiệt. Dương Tiêu bị bọn họ làm nhục 5 năm, bởi vì Dương Tiêu, mà bọn họ cũng không chào đón Đường Mộc Tuyết, thậm chí hai ngày trước còn ép buộc trục xoát Đường Mộc Tuyết. Một trong những đám con cháu của nhà họ Đường nói, cho dù nhà họ Đường phá sản thì lại làm sao? Ở trước mặt chúng tôi hai người vân chẳng ra hồn. Chẳng thê còn gì, một thằng phê vật, một con đàn bà yêu ớt, ông trời tác hợp. Xem chuyện cười xong rồi chứ. Xem xong rồi mà còn không mau cút đi. Đúng thế, mau cút đi, ở đây không hoan nghênh hai người. Tất cả đám con cháu dòng chính nhà họ Đường đều không vui, như thể bị một thằng phế vật. Một con đàn bà yêu ớt siêu cợt chính là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời họ. Số đây không hoan nghênh hai người đi đi. Bà cụ Đường lạnh lùng nói. Từ đầu đến cuối bà ta chưa từng nhìn thẳng Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, cũng cho rằng hai người này tới đây là vì tìm cảm giác ưu việt, muốn nhân cơ hội làm nhục bọn họ. Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu cười dịu dàng. Sau đó, Dương Tiêu nhìn chằm chằm bà cụ Đường đang ngồi ở ghế chính. Bà nội, có phải bà ngồi sai chỗ rồi không? Cái gì, ngồi sai chỗ? Nghe vậy, đám con cháu dòng chính nhà họ Đường đều giật mình, vẻ mặt trở nên kỳ lạ. Phế vật, cậu có ý gì hay không, lẽ chỗ mà tôi ngồi còn có thể sai được hả? Bà cụ Đường tức giận run lên. Là người đứng đầu nhà họ Đường, cho dù nhà họ Đường sụp đổ, bà ta vẫn là người đứng đầu nhà họ Đường. Trong mắt bà ta Dương Tiêu chỉ là phế vật vô dụng. Vậy mà bây giờ lại hô to gọi nhỏ với bà ta, thật sự là quá đáng. Chỉ cần tân chủ tịch hội đồng quản trị còn chưa chính thức tới, bà ta sẽ không rời khỏi vị trí này. Đường Dĩnh khinh thường châm chọc, Dương Tiêu, cho dù là bà nội đi xuống,
thì cũng là tân chủ tịch ngồi ở vị trí này, chỉ dựa vào anh mà còn dám kêu phâu trước mặt bà nội, anh không nhìn lại bản thân mình xem anh là cái thá gì. Chẳng lẽ hai người cho rằng tân chủ tịch hội đồng quản trị là hai người hả? Đường Hạo gân cô khinh thường nói. Nhìn Đường Hạo, Đường Dĩnh và những người khác vẫn đang bảo vệ chút tự tôn của ối cùng, Dương Thiêu chế nhạo, nhỡ thật thì sao? Nhớ chúng tôi chính là tân chủ tịch hội đồng quản trị thì sao? Đúng không, Mộc Tuyết? Dương Tiêu nhìn Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết gật đầu, hợp đồng thu mua nhà họ Đường đang nằm trong tay cô, hiện tại toàn bộ nhà họ Đường đều nằm trong túi của cô và Dương Tiêu. Nhìn thấy hai người họ lại thật sự thốt ra những lời lẽ ngông cuồng, đám con cháu dòng chính nhà họ Đường đều trở nên rất vui vẻ. Chà chà, hai người các người một thằng phê, vật, một con đàn bà yêu ớt lại dám giả vờ. Các người là tân chủ tịch hội đồng quản trị. Buồn cười chết mất. Đúng vậy, hai người các người một thằng phê vật, một con đàn bà yêu ớt, nếu ỷ à tân chủ tịch hội đồng quản trị, mẹ nó tôi sẽ ăn phân tự sát ngay tại chối. Nhìn đức hạnh của hai người mà xem, không soi mặt vào nước Tiêu xem thử, các người là tân chủ tịch hội đồng quản trị. Nguồn chọc cười khiến tôi chê sau đó kế thừa tỉnh hoa của Kiến à hai. Đám người vui mừng khôn xiết. Như, thể Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đang khoe khoang trước mặt họ. 5 năm qua, bọn họ chưa bao giờ coi trọng Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Bây giờ Đường Mộc Tuyết bị nhà họ Đường trục xuất, bọn họ càng không tin Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết có thể làm nên sóng gió gì. Thật không, Dương Tiêu cười trêu đùa. Đường Hạo khinh thường nói, chẳng lẽ còn không phải, trên tay Đường Mộc Tuyết cầm cái gì, chẳng lẽ còn có thể là văn bản nhậm chức, là hợp đồng thu mua nhà họ Đường. Chúc mừng anh, đoán đúng rồi. Dương Tiêu cười để lộ ra hàm răng trăng. Nghe đến đây, đám người nhà họ Đường cười đến mức sắp chảy nước mắt. Ha 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 ha, thằng phế này biết nói khoác thật đấy. Cho dù nhà họ Đường có bán với giá thấp, hai người cũng không thể mua nổi. Đúng vậy, cứ khoác lác đi. Khoác lác mạnh nữa đi. Dù sao, chúng tôi sống không tốt thì hai cũng sẽ sống không tốt, tiếp tục khoác lác đi. Ánh mắt bọn họ nhìn Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết giống như nhìn hai tên hê, bọn họ hoàn toàn không tin lời nói vớ vẩn của Dương Tiêu. Nụ cười của Dương Tiêu càng ngày càng đậm, đám con cháu dòng chính nhà họ Đường này đúng là mắt chó coi thường người khác. Căn biệt thự trên đảo nhỏ ở trung tâm Hồ Nhãn Minh là do chính tay anh mua, ngoài ra những món đồ trang sức trị giá hàng trăm triệu tệ trên người Đường Mộc Tuyết cũng là một tay anh mua. Chỉ một nhà họ Đường nhỏ bé bán với giá thấp đối với Dương Tiêu chỉ như chín châu mắt một sợi lông. Anh không những là lưỡi dao sắc bén của đát nước, mà còn là chủ của Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới. Tiền đối với Dương Tiêu chỉ là một dãy xô mà thôi. Thật tình không biết, Dương Tiêu còn có một thẻ đen chí tôn toàn thế giới vẫn chưa chính thức được kích hoạt. Nhìn quanh toàn thế giới người có thẻ đen chí tôn toàn thế giới này đếm trên đầu ngón tay. Tiền đề để có thẻ đen chí tôn toàn thế giới là số tiền trong thẻ phải vượt quá 1.000 tỷ. Với thẻ này, thậm chí có thể làm máy bay hạ cánh, xe lửa ngừng hoạt động, bá đạo như vậy. Tôi nói lại lần nữa, ở đây không hoan nghênh hai người đi đi. Nét mặt bà cụ Đường càng không vui. Bà ta cho rằng hai người đến đây giễu cợt bọn họ, cho nên bà cụ Đường càng chán ghét Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyệt hơn. Dương Tiêu cười khẩy, bà nội, không tin phải không? Bây giờ tôi khẳng định nói cho bà biết, lần này bà thật sự nhìn nhầm Dương Tiêu tôi rồi. Mộc Tuyết. Đưa hợp đồng cho bà nội và mọi người xem kỹ. Đây là hợp đồng thu mua lại nhà họ Đường. Đường Mộc Tuyết không chút do dự ném hợp đồng thu mua tới trước mặt bà cụ Đường. Đến hiện tại, khí chất lạnh lùng của chủ tịch trên người Đường Mộc Tuyết càng ngày càng mạnh. Ngay từ đầu bà cụ Đường giữ thái độ bao che Đường Hạo, cảm giác lớn nhất của Đường Mộc Tuyết chính là đau lòng nhức óc. 2 ngày trước, cô bị bà cụ Đường bộ nhận trục xuất, bị Đường Dĩnh có xê ý bắt nạt. Hơn nữa còn bị tát vào mặt bà cụ Đường vần thỏ ơ. Lúc này, trong lòng Đường Mộc Tuyết đã hoàn toàn lạnh lẽo, cô sẽ không bao giờ nhân từ với người nhà họ Đường trước mặt này nữa. Hợp đồng thu mua, ha, chỉ dựa vào hai người. Buồn cười chết mắt. Đường Hạo khinh thường cười nói. Nụ cười trên khuôn mặt của đám người nhà họ Đường ngày càng phong phú, như thế Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đang khoác lác ngày càng lớn. Đường Dĩnh chế nhạo, giả vờ giống thật đây. Anh! Mau vạch chân lời dối trá của bọn họ đi. Được, Đường Hạo chờ không nổi câm bản hợp đồng trước mặt lên. Đánh chết anh ta cũng không tin đây là một hợp đồng thu mua thực sự, càng không tin Đường Mộc Tuyết. Sẽ là tân chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Y Dược Đường Nhân. Hai người chờ chết đi.
đám con cháu dòng chính nhà họ Đường chế nhạo không thôi. Đường Hạo vui đùa cầm hợp đồng thu mua lên, hừ, để tôi xem hợp đồng thu mua này rốt cuộc là thật hay giả. Trong lòng anh ta cực kỳ khinh thường, anh ta không hề tin hợp đồng thu mua này là thật. Hả, Hai đột nhiên, cầm hợp đồng mua bán lên, mặt Đường Hạo trọt đanh lại. Nhìn kỹ hơn, trên hợp đồng thu mua có viết ba chữ Đường Mộc Tuyết, trên đó có chữ ký của bà cụ Đường và con dấu độc quyền của nhà họ Đường. Bà cụ Đường nhận ra có gì đó không ổn, vội hỏi, Hạo Hạo, sao vậy? Bà nội, hợp đồng này hình như là thật, con người của Đường Hạo co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái gì? Hợp đồng thu mua này là thật. Trong phút chốc, tất cả con cháu dòng chính họ nhà Đường đều cực kỳ hoảng sợ, ánh mắt nhìn Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết lập tức thay đổi. Hợp đồng thu mua này là thật. Thân thể già nua của bà cụ Đường đột nhiên run lên. Đường Hạo cảm thấy mình như đang mơ, anh ta dụi mắt, lại mở mắt ra, giấy trăng mực đen trên hợp đồng khiến anh ta không thể phản bác. Bà nội, không tin thì bà nhìn xem, gặp quỷ thật rồi. Giọng nói của Đường Hạo dần dần run lên. Run rẩy đưa bản hợp đồng thu mua cho bà cụ Đường. Bà cụ Đường nhìn, khuôn mặt già nua như già đi hàng chục tuổi. Là thật, vậy mà hợp đồng thu mua này lại là thật, bà cụ Đường rất sững sờ. Đúng vậy, hợp đồng thu mua này đích thực là thật. Chiều hôm qua, bà cụ Đường đã đích thân ký tên và đóng con dâu chính thức của tập đoàn Y Dược Đường Nhân. Lúc đó bà cụ Đường cũng không quan tâm, đối phương mua xong trực tiếp cầm hợp đồng rời đi, mà không ký tên bên mua. Đường Hạo cùng Đường Dĩnh cũng không hỏi nhiều, dù sao công ty cũng đã phải bán với giá thấp rồi, hỏi nhiều cũng không cần thiết. Khiến bọn họ mở mang tầm mắt là người thu mua đã biến thành Đường Mộc Tuyết, điều này khiến cho bà cụ Đường và những người khác không thê không thay đôi sắc mặt. Như đã biết, Đường Mộc Tuyết là do bà ta đã đích thân trục xuất ra khỏi nhà họ Đường, ngay cả gia phả cũng đã gạch tên cả nhà Đường Mộc Tuyết. Không ngờ, nay khác xưa khác, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết vẫn luôn bị bà ta coi thường, lại có thể ngồi trên đầu bà ta. Là thật, đám con cháu dòng chính nhà họ Đường đều kinh ngạc nhao nhao ngó đầu kiểm tra. Trời ạ, thật sự là Đường Mộc Tuyết. Sau khi nhìn thấy rõ hợp đồng thu mua, đám con cháu dòng chính nhà họ Đường y như thế đã nhìn thấy điều kinh hãi thế tục không nhịn tiết bật, Đường Mộc Tuyết là tân chủ tịch hội đồng quản trị. Đường Hạo tái mặt như thế hứng chịu mây vạn nhát dao chí mạng. Anh ta đã chiến đấu với Đường Mộc Tuyết lâu như vậy, tưởng rằng đuổi Đường Mộc Tuyết ra khỏi nhà họ Đường là anh ta sẽ có được thắng lợi cuối cùng, ai biết trong nháy mắt nhà họ Đường sụp đổ, tân chủ tịch hội đồng quản trị lại là Đường Mộc Tuyết, đối thủ một sống một còn với mình. Sao có thể là Đường Mộc Tuyết được? Hợp đồng này không phải giả đấy chứ? Đường Dĩnh lộ vẻ kinh ngạc. Từ nhỏ cô ta đã không ưa Đường Mộc Tuyết, hai ngày trước cô ta đã tát vào mặt Đường Mộc Tuyết, không cần phải nói trong lòng Đường Dĩnh thoải mái như thế nào. Bây giờ, Đường Mộc Tuyết là người kế thừa ngôi vị, ngồi trên ghế chủ nhân của nhà họ Đường, mặt Đường Dĩnh trắng bệch, trong người khó chịu như vừa ăn phải ruồi. Trời ạ, thế mà Đường Mộc Tuyết lại là tân chủ tịch hội đồng quản trị. Đám con cháu nhà họ Đường kinh hãi ra đầu như muốn nổ tung. Ừng ực. Giờ phút này, có không ít người đau họng, nuốt nước miếng ừng ực. Nếu tân chủ tịch hội đồng quản trị là người khác, có lẽ còn có thể giữ bọn họ lại nhậm chức tại nhà họ Đường. Nhưng, Đường Mộc Tuyết là một thành viên trong gia tộc của họ, biết mọi thứ về họ. Nếu Đường Mộc Tuyết công khai trả đũa, tất cả bọn họ sẽ xong đời. Dương Tiêu giễu cợt, mọi người, rất kinh ngạc đúng không? Rất bất ngờ, đúng không? Người làm việc ác cuối cùng sẽ phải trả giá, xã hội con người ngay thẳng là bể dâu. Bây, giờ Mộc Tuyết là tân chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn, bà nội, bà còn không mau đứng dậy nhường chỗ đi hai. Phút một loại hơi thở khổng lồ toát ra từ người Dương Tiêu khiến cho sắc mặt của tất cả người nhà họ Đường thay đổi điên cuồng. Bọn họ biết Dương Tiêu trước mặt này không còn là phế vật nữa, Đường Mộc Tuyết cũng không còn là tên hê mặc cho bọn họ bắt nạt nữa. Tôi ti dưới loại hơi thở khổng lồ này, đội chân của bà cụ Đường trở nên yếu ớt, gần như ngã quỵ xuống. Hai mắt tối sầm lại, không ngờ rằng tân chủ tịch hội đồng quản trị lại là Đường Mộc Tuyết. Không hiểu vì sao, trong lòng bà cụ Đường lại xuất hiện một nỗi ân hận sâu sắc. Từ đầu đến cuối bà ta coi thường Đường Mộc Tuyết, đồng thời cũng coi thường đánh giá thấp Dương Tiêu. Xong rồi, bà cụ Đường biết nhà họ Đường rơi vào tay Đường Mộc Tuyết, mọi chuyện đã kết thúc. Vẻ mặt Đường Mộc Tuyết lạnh băng, nhìn đám người họ Đường đang sững sờ, hơi thở ác bị đè nén suốt 5 năm trong lòng phóng thích ra ngoài chưa từng có.
đã 5 năm, 5 năm tròn chẵn. Cô đã bị chế giễu là đồ đàn bà yêu ớt suốt 5 năm. Bây giờ cô kế thừa ngôi vị nhà họ Đường, tất cả những kẻ sâu xa trước mặt cô này cua ối cùng cũng trợn tròn mắt. Giờ này phút này, không cần nói trong lòng Đường Mộc Tuyết kích động như thế nào, không cần nói trong lòng Đường Mộc Tuyết đã phóng thích như thế nào. Cót két. Ngay sau đó, cửa phòng họp tập đoàn y dược Đường Nhân lại bị đẩy ra, bóng dáng Long Ngũ bước vào trước. Chúc mừng em dâu kế thừa ngôi vị. Long Ngũ cười nói. Nhìn thấy Long Ngũ đến, Đường Mộc Tuyết vừa mừng vừa sợ, anh dê khách sáo quá rồi. Ha 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 ha, nghe Đường Mộc Tuyết gọi mình là anh dê, Long Ngộ cười to rất sảng khoái. Theo lý mà nói, Đường Mộc Tuyết thực sự nên gọi Long Ngũ là anh dê. Mấy năm trước cô đã sớm có quan hệ tốt với Đường Vận, cô gọi Đường Vân là chị, tự nhiên cũng phải gọi Long Ngũ là anh dễ. Tuy nhiên, Dương Tiêu và Long Ngũ quen không theo lẽ thường rồi, không có nhiều nghi thức rườm rà như vậy. Đây không phải là Long Ngũ sao? Không phải cậu là đại diện của tập đoàn Tuyết Tiêu sao? Cậu tới đây làm gì? Nhìn thấy rõ người tới bà cụ Đường quát lớn. 10 năm trước, Long Ngũ là đại ca xã hội trong thành phố Trung Nguyên, thống trị vùng Trung Nguyên. Hỏi đó Long Ngũ thích Đường Vận, bị bà cụ Đường tìm cách ngăn cản, cho dù bây giờ nhìn thấy Long Ngũ, bà cụ Đường Vân không thích như cũ. Long Ngũ lại ném thêm một quả bom nặng ký, chật chật. Sao hả, bà Đường, tôi tới chúc mừng chủ tịch Đường nhà tôi, bà còn muốn lo chuyện bao đồng à? Cái gì, tới chúc mừng chủ tịch Đường nhà tôi? Đây là có ý gì? Long Ngũ đại diện cho tập đoàn Tuyết Tiêu, chẳng lẽ Đường Mộc Tuyết còn có một thân phận khác? Chính là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tuyết Tiêu. Chủ tịch Đường, không lẽ, Đường Hạo trợn to hai mắt, không nhịn được thốt lên. Long Ngũ cười đùa, đúng vậy, chủ tịch hội đồng quản trị đứng phía sau tập đoàn Tuyết Tiêu chính là em dâu đẻ ông Mộc Tuyết. Chủ tịch hội đồng quản trị đứng phía sau tập đoàn Tuyết Tiêu là Đường Mộc Tuyết. Vừa dứt lời, mọi người trong nhà họ Đường đều há hốc mồm, giống như bị sét đánh trúng vậy, tất cả đều ngơ ngác. Đường Mộc Tuyết là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn dược phẩm đứng đầu ở Trung Nguyên. Sao có thể? Hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn. Sụp đổ cực điểm. Hầu hết người nhà họ Đường đều muôn hôn mê ngất xỉu, tất cả mọi chuyện khiến bọn họ hoàn toàn không kịp cảnh giác. Choáng váng, toàn bộ người nhà họ Đường đều choáng váng. Sắc mặt của bà cụ Đường thay đổi điên cuồng, Đường Hạo và Đường Dĩnh tràn đầy thất lễ. Không ai có thể ngờ rằng Đường Mộc Tuyết không chỉ kế thừa nhà họ Đường mà còn là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tuyết Tiêu. Chẳng trách ông chủ phía sau tập đoàn Tuyết Tiêu vẫn chưa lộ diện. Hóa ra ông chủ phía sau tập đoàn Tuyết Tiêu lại là Đường Mộc Tuyết. Đúng vậy, thật sự không thể tin, được. Má ơi, dọa tôi suýt tè ra quần rồi. Chết tiệt, chúng ta thực sự đã nhìn nhầm. Đáng lẽ chúng ta không nên nhắm vào Đường Mộc Tuyết. Chết rồi, chúng ta chết chắc rồi. Đám con cháu dòng chính nhà họ Đường đều tuyệt vọng, hối hận đứt ruột. Nếu bọn họ biết Đường Mộc Tuyết giỏi như vậy, có đánh chết bọn họ cũng sẽ không nhằm vào Đường Mộc Tuyết như thế. Bây giờ thì hay rồi, bọn họ đã đắc tội chê với Đường Mộc Tuyết, bây giờ một ý nghĩ của Đường Mộc Tuyết đã có thể biến bọn họ thành chó nhà có tang. Bộp 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 bộp. Ngay sau đó, một nhóm người ập đến. Cung Minh chủ nhà của nhà họ Cung, gia tộc mạnh số 1 ở thành phố Trung Nguyên đến. Cung Minh vui vẻ chúc mừng cô Đường đã kế vị. Em dâu, chúc mừng. Kim Mập Mạp Kim Đại Trung cười to sảng khoái. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Tuyết Tiêu xuất hiện, Đường Mộc Tuyết kế vị nhà họ Đường. Giờ phút này, sóng gió khắp nơi, quân hùng đền chúc mừng. Lưu Quyền của nhà họ Lưu, chúc mừng cô Đường kế vị. Tống Công Minh của nhà họ Tống chúc mừng cô Đường kế vị. Hình Kiến của nhà họ Hình chúc mừng cô Đường kế vị. Trong chốc lát, các ông tai to mặt lớn ở thành phố Trung Nguyên kết bạn với Dương Tiêu lần lượt đến hiện trường. Nhìn thấy những ông tai to mặt lớn ở Trung Nguyên cùng nhau lần lượt đến, mọi người trong nhà họ Đường chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, miệng, kinh ngạc biên thành chữ O, như có thể nhét vừa 5-6 quả tin lớn. Cung Minh chủ nhà họ Cung, Lưu Quyên chủ nhà họ Lưu. Hai trong tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên tới. Còn có Tông Cung Minh, Hình Kiên, đây là những nhân vật tai to mặt lớn hàng đầu ở Trung Nguyên, còn có Kim Đại Trung, đây là những tồn tại siêu mạnh. Đúng vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thành phố Trung Nguyên trở trời hả? Tất cả những người này tới đây là vì Đường Mộc Tuyết. Nhiều con cháu dòng chính nhà họ Đường ngây ra như phỗng,
bọn họ bàng hoàng trước cảnh tượng này đến mức không nói nên lời. Đường Hạo, Đường Dĩnh nghẹn họng chân trôi, hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Bà cụ Đường cũng choáng váng, bà ta cũng không thể tin được tất cả mọi thứ trước mắt. Nhiều nhân vật nặng ký ở thành phố Trung Nguyên đều tới, người trong nhà họ Đường đụng phải một người trong số họ cũng khó. Bây giờ lại tập trung tại tập đoàn y dược Đường Nhân, chỉ vì tới chúc Đường Mộc Tuyết kế vị. Ân nhân, cô Đường, tôi tới rồi, xin chúc mừng. Vạn Tứ Hải nghe thấy tin cũng tới. Vạn Tứ Hải, người giàu nhất huyện Thiên Sơn, người giàu nhất bên ngoài thành phố Trung Nguyên, tỉnh Hà Nam. Nhìn thấy người tới, mọi người trong nhà họ Đường lại bàng hoàng một lần nữa. Nhóc Dương, cô Đường, chúc mừng chúc mừng. Bạch Nguyên Kiệt cũng có mặt. Thánh cỏ Bạch Nguyên Kiệt, lại nhìn thấy người đến, mọi người trong nhà họ Đường trọn tròn mất suýt rơi ra ngoài. Những ông lớn, đều là những ông lớn hàng đầu cùng một sắc mặt. Đám người nhà họ Đường đứng đâu là bà cụ Đường đâu óc trông rồng, họ hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng không nói nên lời. Nhiều người đến như này chỉ là để chúc mừng Đường Mộc Tuyết. Chuyện này. Người nhà họ Đường vô cùng hỗn loạn, bọn họ chỉ cảm thấy tất cả những chuyện này đều không chân thực. Rốt cuộc, lúc nhà họ Đường còn trong thời kỳ đỉnh cao cũng không mời được nhiều ông lớn như vậy. Trời ạ, Đường Mộc Tuyết cũng kinh ngạc. Rất nhiều ông lớn ở thành phố Trung Nguyên đến để chúc mừng cô, điều này thực sự vượt quá sự mong đợi của Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu cười dịu dàng, Mộc Tuyết, đừng ngạc nhiên, cứ tự nhiên. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết ửng hồng, cô vô cùng cảm động. Cô biết bằng năng lực của bản thân, những ông lớn này sẽ không bao giờ nhìn cô nhiều hơn chút. Hôm nay cô kế vị nhà họ Đường, không ngờ lại có nhiều ông lớn như vậy đến chúc mừng, điều này khiến Đường Mộc Tuyết vô cùng cảm động. Cót két đột nhiên, một nhân vật nặng ký khác đến. Cậu chủ nhỏ, mợ chủ, quản gia, Trịnh Thu của nhà họ Dương ở Đề Đô chính thức đến. Cái gì, y cậu chủ nhỏ, mợ chủ, mấy ngày trước. Trịnh Thu đến thành phố Trung Nguyên đưa quà cưới giá trên trời cho nhà họ Đường, chỉ cần là những ông lớn hàng đầu ở Trung Quốc đều biết tên của Trịnh Thu. Điều khiến đông đảo mọi người bị sốc là Trịnh Thu không chỉ đến, mà còn gọi cậu chủ nhỏ, mợ chủ. Vèo 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 on trong chốc lát, tất cả mọi người đưa mặt khóa chặt Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Rốt cuộc thì hai người này là nhân vật chính của ngày hôm nay. Đờ mờ, Dương Tiêu, nhà họ Dương, cậu họ Dương. Người em Dương cậu sẽ không phải là người của nhà họ Dương ở Đề Đô đây chứ? Kim Đại Trung dường như hoi đến điều gì đó bật thốt lên. Dương Tiêu cười khổ, được rồi, tôi thừa nhận, tôi đến từ nhà họ Dương ở Đề Đô. Tuy nhiên, tôi chỉ là con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô thôi, mọi người không cần ngạc nhiên đâu. Đến từ nhà họ Dương ở Đề Đô. Hít, lập tức, những ông lớn có mặt tại hiện trường không khỏi hít một hơi lạnh. Cung Minh thay đổi sắc mặt. Lưu Quyên cùng những người khác càng ngân tò te. Bọn họ đã đoán được Dương Tiêu có lai lịch phi thường, nhưng không ngờ Dương Tiêu lại xuất thân từ nhà họ Dương ở Đề Đô. Nhà họ Dương ở Đề Đô là loại tồn tại như thế nào? Đó là nhà tài phiệt hàng đầu ở trong nước, sánh ngang với các nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới, là sự tồn tại có tiếng tăm lừng lây của thiên phủ chi quốc. Quần hùng thay đổi sắc mặt, bọn họ bị sốc trước thân phận của Dương Tiêu. Dương Tiêu là cậu chủ nhỏ của nhà họ Dương ở Đề Đô. Đường Hạo kinh hãi hét lên giọng nói nghẹn ngào như vịt. Bà cụ Đường trọn tròn mắt, Dương Tiêu xuất thân từ nhà họ Dương ở Đề Đô. Không phải chứ. Lần này, tất cả mọi người trong nhà họ Đường thật sự há hốc mồm. Họ nhìn Dương Tiêu như thể đang nhìn một con quái vật. Một thằng phế, vật không hơn không kém vậy mà đến từ nhà họ Dương ở Đề Đô. Cảm giác mạnh tác động vào thị giác khiến nhiều người suýt ngất xỉu, có không ít con cháu dòng chính nhà họ Đường hai chân mềm nhũ, suýt ngã ngôi sung. Dương Tiêu là người nhà họ Dương ở Đề Đô, con cháu nhà họ Đường lại kinh ngạc. Nghĩ đến việc bọn họ nhục mạ Dương Tiêu, cậu chủ nhà họ Dương ở Đề Đô 5 năm, mọi người trong nhà họ Đường đều xanh mặt. Nhà họ Dương ở Đề Đô là bá chủ thực sự trong nước, chỉ cần một ý nghĩ cũng đủ khiến nhà họ Đường bọn họ tan thành mây khói. Nếu Dương Tiêu tức giận, muốn họ canh ba chết, chắc chắn bọn họ sẽ không xông qua canh năm. Tại đây người khiếp sợ nhất là Đường Mộc Tuyệt, gương mặt xinh đẹp của cô muôn đặc sắc bao nhiêu thì đặc sắc bấy nhiêu đó. Anh là người nhà họ Dương ở Đề Đô, gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết tái lại. Dương Tiệu cười khổ, bắt lực nói, Mộc Tuyết, chuyện đã đến nước này, anh cũng không lừa em nữa, quả thật anh là người nhà họ Dương ở Đề Đô,
nhưng mấy năm trước anh đã sớm bị nhà họ Dương ở Đế Đô trục xuất rồi, chuyện này hãy nói xô. Sự xuất hiện của Trịnh Thu đã làm lộ thân phận thứ hai của Dương Tiêu. Vốn dĩ Dương Tiêu muốn khiêm tốn tất cả, lấy được nhà họ Đường. Ai biết được thân phận cậu chủ nhỏ nhà họ Dương ở Đế Đô của Dương Tiêu lại bị lộ, càng chấn động hơn so với việc đè ờng Mộc Tuyết kế vị nhà họ Đường. Một thằng phế vật lắc mình trở thành cậu chủ nhỏ nhà họ Dương ở Đế Đô, thực sự khiến người khác chấn động. Được rồi, gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết vô cùng đặc sắc. Đường Mộc Tuyết thông minh lanh lợi, cô đã đoán được chắc chắn Dương Tiêu không phải người bình thường từ lâu. 5 năm trước, khi ông nội còn sống, không quan tâm bất cứ người nào ngăn cản gả mình cho Dương Tiêu. Khi đó Đường Mộc Tuyết thấy cực kỳ âm ức, trong lòng có vô số câu hỏi. Bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu được tại sao 5 năm trước ông nội cô lại hành động như vậy. Hóa ra chồng cô không chỉ là một quân nhân, mà còn xoát thân từ nhà họ Dương ở Đế Đô. Đường Dĩnh là người há hốc mồm nhất, nếu Dương Tiêu xuất thân từ nhà họ Dương ở Đế Đô, vậy chẳng phải quà cưới giá trên trời kia là đưa cho Đường Mộc Tuyết, mà không phải đưa cho cô ta Đường Dĩnh sao? Có phải có nhầm lẫn gì không? Trịnh Thu, ông nội Trịnh, ông có nhầm không? Đường Dĩnh sắp nổi điên rồi. Trịnh Thu thầy thế mà Đường Dĩnh lại đeo quà cưới của nhà họ Dương ở Đế Đô chuẩn bị cho Đường Mộc Tuyết, không khỏi chán ghét, nhầm lẫn. Sao có thể nhầm được? Món quà cưới này là do bà chủ nhà họ Dương ở Đế Đô bảo tôi đích thân đã tới, đừng tự cho mình là đúng. Đây là chuẩn bị cho mợ chủ, loại người bình thường thấp hèn như cô, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của nhà họ Dương ở Đế Đô tôi được. Âm ầm. Trịnh Thu nói những lời như sấm rền vang đội, Đường Dĩnh không thể tin được, vẻ mặt tuyệt vọng loạng choạng ngã bệt xuống. Sao có thể, chuyện này làm sao có thể, không phải người nhà họ Dương ở Đế Đô thích tôi hả, Đường Dĩnh lẩm bẩm một mình ngồi suy sụp xuống với đôi mắt đờ đẫn. Bà cụ Đường cũng suy sụp, trong lòng bà ta suy sụp giống như sông Hoàng Hà vỡ đê. Cậu xuất thân từ nhà họ Dương ở Đế Đô. Bà cụ Đường nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt phức tạp. Nhìn về phía bà cụ Đường, trong mắt Dương Tiêu bắn ra tia sáng mạnh, tựa như chim ưng, khiếp hồn vía. Đúng vậy, tôi xuất thân từ nhà họ Dương ở Đế Đô bà nội, rất bất ngờ đúng không? Hôm qua các người nhìn nhầm Dương Tiêu tôi, nhưng hôm nay thì sao? Các người vẫn nhìn nhầm Dương Tiêu tôi như cũ, nhưng tôi vẫn là tôi. Bây giờ, các người sẽ cảm thấy hối hận không kịp vì những gì mà các người đã làm trong 5 năm của. Nói cho các người biết, từ nay về sau, tôi, Dương Tiêu, sẽ không phải phế vật vô dụng nữa. Một luồng hơi hở lên mặt bắt nạt người tỏa ra từ cơ thể Dương Tiêu, tất cả khuôn mặt của mọi người nhà họ Đường đều trở nên tái nhợt. Vẻ kiêu hãnh khi xưa hoàn toàn bị lu mờ trước mặt Dương Tiêu. Bà cụ Đường run lên, khuôn mặt già nua cứng lại, cả người như hóa đá. Hai mắt Đường Hạo, Đường Dĩnh ngớ ra, cảnh tượng trước mắt bừng tỉnh như mộng, khiến người khác tuyệt vọng và sụp đổ. Đám người nhà họ Đường đều hoảng sợ, thậm chí có không ít người lâm bâm trong lòng. Má nó, cậu ta đâu phải phế vật đâu. Nếu biết cậu xuất thân từ nhà họ Dương ở Đế Đô chúng tôi đã sớm cúng bái cậu như tổ tông rồi. Nhưng thật đáng tiếc, bọn họ biết mọi chuyện đã quá muộn. Trước mặt nhà họ Dương ở Đế Đô to lớn, một người họ Đường hoàn toàn không thể chịu nổi một đòn. Bây giờ, ngay cả toàn bộ tập đoàn y dược Đường Nhân cũng trở thành đồ trong tay của người khác, mà bọn họ sắp trở thành chó nhà có tang. Lúc này đám người nhà họ Đường mới thật sự nhận ra, bọn họ thực. Sự ứng nghiệm với câu nói của người xưa, nay khác xưa khác, đừng khinh thiếu niên nghèo mặc kệ giờ phút này rất nhiều người nhà họ Đường hối hận đứt ruột. Nhưng đáng tiếc không có thuốc hồi hận. Do đây, Dương Tiêu là người tối cao, trở thành sự tồn tại mà họ ngửa mặt trông lên cả đời. Cậu chủ nhỏ của nhà họ Dương ở Đế Đô, thân phận như vậy quả thực rất đáng ghen tị. Giờ phút này, tất cả người nhà họ Đường đều câm như hên, dưới hơi thở không lỗ của Dương Tiêu bọn họ đâu dám lên tiếng. Dương Tiêu nhìn Đường Mộc Tuyết nghiêm mặt nói, Mộc Tuyết, mấy năm qua nhà họ Đường nợ em, hôm nay... Anh Dương Tiêu sẽ giúp em lây lại từng thứ một. Đầu tiên, ánh mắt của Dương Tiêu sáng quắc khóa chặt Đường Dĩnh đang bỏ dậy. Anh muốn làm gì? Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, lông tơ toàn thân Đường Dĩnh dựng đứng. Giờ phút này, Dương Tiêu ở trước mặt tạo cho Đường Dĩnh cảm giác không giống người chút nào, mà là một con dã thú có thể lây mạng nhỏ của cô ta bất cứ lúc nào. Lần này, Dương Tiêu không nhìn Đường Mộc Tuyết, giọng điệu năng nê, Mộc Tuyết, anh biết em vẫn luôn tốt bụng. Có những chuyện hãy để anh tự mình làm thay Imo. Nói xong, Dương Tiêu đi chậm về phía Đường Dĩnh.
Dương Tiêu, anh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Đường Dĩnh khó khăn nuốt nước bọt, sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo lui về phía sau. Trái! Vừa mới đến gần Đường Dĩnh, Dương Tiêu đột nhiên tát vào mặt Đường Dĩnh một cái nặng nề, mặt Đư Bì Dĩnh đau xót, suýt ngất xỉu. Anh dám đánh tôi? Hai mắt Đường Dĩnh như sắp nứt ra, sự hoảng sợ trong lòng dần biến thành tức giận. Chó gấp cũng sẽ nhảy tường, chưa kể Đường Dĩnh còn bị Dương Tiêu đánh. Hải, nhìn thấy Dương Tiêu thê mà đánh Đường Dĩnh, kèm theo một tiếng tát rõ ràng rơi xuông, trong lòng đám người nhà họ Đường chấn động, như thê có một nhát búa nặng nề đập vào tim họ. Ai có thể ngờ rằng Dương Tiêu chẳng nói lời nào đã bước tới tát vào mặt Đường Dĩnh. Trong mắt Dương Tiêu tràn đầy căm hận, cùng một dòng tộc nhưng lại không quan tâm niệm tình người. Cùng tộc, bát nhân bát nghĩa, nhiều lần không biết đúng sai, nhắm vào Mộc Tuyết, nên đánh. Phẫn nộ, cảm giác tức giận mãnh liệt từ trong người Dương Tiêu từ từ bay lên. Nghĩ đến cái tát trên mặt Đường Mộc Tuyết hai ngày trước, lòng Dương Tiêu thật sự rất đau. Đôi mắt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết mở to, không thể tin được che đôi môi đỏ mọng gợi cảm, cô không ngờ Dương Tiêu lại mạnh mẽ đến vậy. Cung Minh cùng các đại gia kinh nai ở thành phố Trung Nguyên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng vui sướng tràn trề. Tất cả bọn họ đều nghe nói Đường Mộc Tuyết bị Đường Dĩnh tùy ý làm nhục, bị Đường Dĩnh tát vào mặt. Lúc này, Dương Tiêu giúp Đường Mộc Tuyết báo thù rửa hận, trông có vẻ xúc phạm người có văn hóa, nhưng lại hả lòng hả dạ. Đúng vậy, thân là đàn ông nhất định phải đầu đội trời chân đạp đất. Vợ bị nhục, đàn ông sao có thể nén giận. Bọn họ không đánh đập con gái, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không đánh đập phụ nữ đanh đá. Trong mắt mọi người, Đường Dĩnh hoàn toàn là hình ảnh của người đàn bà đanh đá. Đánh hay lắm, Long Ngũ là người phân chấn nhất. Anh ấy đã tận mắt nhìn thấy cái tát in hắn trên mặt Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu là anh em của anh, Đường Mộc Tuyết là em dâu của anh, Long Ngũ rất muốn đích thân hung hăng đánh Đường Dĩnh. Nhìn thấy Đường Dĩnh bị đánh, đám con cháu nhà họ Đường càng hoảng sợ, sững sờ ngay cả răm cũng không dám thả, sợ bị Dương Tiêu tìm gây chuyện. Cảm thấy gò má đau nhói, Đường Dĩnh vô cùng chật vật tức sủi bọt mép trừng mắt nhìn Dương Tiêu, đồ khốn kiếp dám tát tao. Tao liều mạng với mày. Vẻ mặt Đường Dĩnh đầy đau đớn cùng tức giận, thân thể không ngừng run rẩy, cô ta quát lên, như con chó điên lao về phía Dương Tiêu. Bọn họ không đánh đập con gái, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không đánh đập phụ nữ đanh đá. Trong mắt mọi người, Đường Dĩnh hoàn toàn là hình ảnh của người đàn bà đanh đá. Đánh hay lắm, Long Ngũ là người phân chấn nhất. Anh ấy đã tận mắt nhìn thấy cái tát in hắn trên mặt Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu là anh em của anh, Đường Mộc Tuyết là em dâu của anh, Long Ngũ rất muốn đích thân hung hăng đánh Đường Dĩnh. Nhìn thấy Đường Dĩnh bị đánh, đám con cháu nhà họ Đường càng hoảng sợ, sững sờ ngay cả răm cũng không dám thả, sợ bị Dương Tiêu tìm gây chuyện. Cảm thấy gò má đau nhói, Đường Dĩnh vô cùng chật vật tức sủi bọt mép trừng mắt nhìn Dương Hai, đồ khốn kiếp dám tát tao. Tao liều mạng với mày. Vẻ mặt Đường Dĩnh đầy đau đớn cùng tức giận, thân thể không ngừng run rẩy, cô ta quát lên, như con chó rỉa lao về phía Dương Tiêu. Dĩnh một cái nữa. Mộc Tuyết là chị của cô lại hùng hô dọa người mười mấy năm, càng ra tay đôi mặt với Mộc Tuyết, nên đánh. Sau ba cái tát, đầu Đường Dĩnh suýt nữa bị Dương Tiêu đánh biến thành đầu heo, hốc mắt cô ta tràn đầy tơ máu. Nhìn chằm chằm Đường Dĩnh đang vô cùng chật vật, hầu hết tất cả mọi người có mặt đều tỏ ra thương cảm. Ác giả ác báo, Đường Dĩnh ra nông nỗi này, tất cả đều là gieo gió gặt bão. Anh thân là cậu chủ nhỏ nhà họ Dương ở Đề Đô, lại ra tay đánh phụ nữ, anh không sợ chuyện ra ngoài sẽ bị ngàn người chỉ trỏ hả? Đường Dĩnh tức đến mức phổi sắp nổ tung. Dương Tiêu tự diêu, cậu chủ nhỏ nhà họ Dương ở Đề Đô. Vừa nãy tôi đã nói, tôi chỉ là con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô mà thôi. Tôi, Dương Tiêu còn sống, sẽ không cần nhìn người khác nghĩ gì về tôi. Đường Dĩnh nói cho cô biết, Mộc Tuyết là vợ của tôi không cho phép bất kỳ người nào ức hiếp. Mộc Tuyết lòng dạ tốt bụng sẽ không đánh cô, nhưng không có nghĩa là Dương Tiêu tôi nhu nhược bất tài, thật sự vô dụng. Đúng vậy, Dương Tiêu hoàn toàn không quan tâm đến cái nhìn của người khác. Cái nhìn của người khác là nhảm nhí, vợ của mình bị tát vào mặt, làm chồng trơ mắt nhìn vợ bị đánh nhưng thờ ơ. Không cần nói người khác sẽ coi thường mình, sợ rằng ngay cả bản thân mình cũng coi thường chính mình. Tức giận vì Hồng Nhan, vì Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu có thể làm tất cả mọi chuyện. Cái tát rơi trên người Đường Mộc Tuyết, nhưng lòng Dương Tiêu lại đau. Như lúc trước Dương Tiêu đã nói, hãy nắm tay anh, Dương Tiêu sẽ cho em cả thế giới.
Đôi mắt đẹp của Đường Mộc Tuyê đã phủ một lớp sương, cô thật sự không ngờ Dương Tiêu lại có thế nổi loạn với Đường Dĩnh. Đám người nhà họ Đường cảm nhận được sự tức giận tàn bạo trên người của Dương Tiêu, tất cả đều không rét mà run, hoàn toàn sợ hãi trước thủ đoạn xâm xét của Dương Tiêu. Dương Tiêu liếc nhìn xung quanh, hầu hề không có ai trong nhà họ Đường dám nhìn thẳng vào mắt Dương Tiêu. Đường Hạo bị dọa sợ, sợ sẽ có kết cục giống Đường Dĩnh. Bà cụ Đường như quả bóng xì hơi, nét mặt già nua vô cùng tái nhọt, không còn chút máu. Ngay sau đó, Dương Tiêu chỉ vào Đường Mộc Tuyết không tức mà uy, mọi người, bây giờ Đường Mộc Tuyết muốn trở thành chủ của nhà họ đó gờ, ai đồng ý? Ai phản đối? Cái gì, để Đường Mộc Tuyết trở thành chủ nhà họ Đường? Vừa dứt lời, không kém gì tiếng sám nô, sắc mặt của đám con cháu nhà họ Đường thay đổi lớn. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi lời này vừa dứt, đám con cháu dòng chính nhà họ Đường Vân không khỏi kinh ngạc. Bịch bịch. Nghe vậy, Đường Hạo đau lòng ngồi bệt xuông mông đau nhức. Anh ta mờ mịt luống cuống, chiến đấu với Đường Mộc Tuyết suốt 5 năm, ngay lúc anh ta cho rằng trục xuất được Đường Mộc Tuyết ra. Khỏi nhà họ Đường, anh ta sẽ có thể ngồi chắc vị trí chủ nhà họ Đường. Không ngờ người chiến thắng cuộc sông, cuối cùng Vân là Đường Mộc Tuyết. Thua. Lần này anh ta thật sự thua rồi. Dương Tiêu hoàn toàn không để ý tới Đường Hạo đang sâu hổ, anh cười khây, xem ra, Mộc Tuyết trở thành người đứng đầu nhà họ Đường không ai có ý kiến gì cả. Hầu hết con cháu nhà họ Đường đều cười chua xót, bây giờ nhà họ Đường đã bị Dương Tiêu mua lại, trong hợp đồng thu mua còn ghi tên Đường Mộc Tuyết. Việc Đường Mộc Tuyết trở thành người đứng đầu nhà họ Đường là điều chắc chắn, bọn họ muốn phản đối có lòng mà không có lực. Sau đó, ánh mắt Dương Tiêu lướt về phía bà cụ Đường đang ngồi trên ghế chính, bà nội, thời đại thuộc về bà đã qua rồi. Vị trí này không còn thuộc về bà nữa. Hiện tại có phải bà nên thoái vị rồi không? Dương Tiêu nén lại lửa giận trong lòng, nếu không phải anh có phẩm sát tốt, anh đã măng chửi bà cụ Đường từ lâu rồi. Những năm qua, bà cụ Đường là bề trên, nhưng già không nên già, nhiều lần dung tủng Đường Hạo và Đường Dĩnh làm nhục Đường Mộc Tuyết, hoàn toàn không có sức thuyết phục. Trên trán bà cụ Đường toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng sụp đổ cực độ. Đánh chết bà ta cũng không ngờ người cuối cùng sẽ kế thừa nhà họ Đường lại là Đường Mộc Tuyết, đã về Nam Ngư. Giúp đỡ Đường Mộc Tuyết kế vị còn là phế vật Dương Tiêu vào ở dê nhà họ Đường suốt 5 năm. Bà cụ Đường hiểu tình hình chung đã qua, hôm nay vị trí này bà ta không muốn cho cũng phải cho. Dưới ánh mắt của mọi người, bà cụ Đường thất vọng run rẩy đứng dậy khỏi ghế chính, thở dốc nhìn Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, chúng ta đều là người nhà họ Đường, tôi có thể để vị trí này cho cô, nhưng cầu xin cô đừng đuôi tận giết tuyệt, những người ngồi đây đều là họ hàng của cô. Đám con cháu nhà họ Đường lần lượt lộ ra vẻ đau khổ nhìn về phía Đường Mộc Tuyết. Em gái Mộc Tuyết, tôi biết sai rồi, những năm qua tôi không nên nhằm vào cô. Tôi bị ma quỷ ám, xin lỗi. Đúng vậy Mộc Tuyết, bây giờ bác cả mới nhận ra, Mộc Tuyết cháu mới là lựa chọn phù hợp cho vị trí chủ nhà họ Đường. Xin lỗi Mộc Tuyết, quả thật 2 năm qua chú hai có thành kiến với cháu, nhưng năng lực của cháu được nhà họ Đường công nhận là mạnh nhất. 2 ngày trước bà nội trục xuất cháu, tôi muốn đứng ra nói thay cháu, nhưng tôi nào dám cãi lời đám người bà cụ, mong Mộc Tuyết đừng trách chú hai vô tình. Lúc này, đám con cháu dòng chính nhà họ Đường lần lượt đứng ra xin lỗi, hồi lỗi. Bọn họ hiểu sâu sắc một khi rời khỏi nhà họ Đường, họ không khác gì chó nhà có tang. Sau sự kiện hôm nay, bọn họ đã được định sẵn trở thành trò cười trong mắt mọi người. Giờ phút này, đám con cháu nhà họ Đường biết rất rõ, vì miếng cơm của bản thân, bọn họ không thê không nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cúi đầu hạ thấp kiêu ngạo. Dương Tiêu cười lạnh nói với bà cụ Đường, bà nội, bà đang uy hiếp Mộc Tuyết thương hiệu đã đăng ký bảo hộ nói cho bà biết, vị trí này hồi. Nay bà phải cho, không cho cũng phải chôn. Nói xong. Trên người Dương Tiêu tỏa ra một loại hơi thở lạnh lẽo bao trùm toàn bộ phòng họp của nhà họ Đường. Đây là tôi hậu thư của Dương Tiêu dành cho bà cụ Đường, bao năm qua bà cụ Đường đã trà đạp sâu sắc lên tôn nghiêm của anh và Đường Mộc Tuyết. Bây giờ bà cụ Đường còn bảo vệ tự tôn đáng thương cuối cùng của mình, thật nực cười. Mộc Tuyết, bà cụ Đường vội nói. Đường Mộc Tuyết nhíu mày thật sâu, cuối cùng cô gật đầu nói, bà nội, tôi hứa với bà sẽ giữ những người nhà họ Đường lại. Nghe vậy. Đám con cháu dòng chính nhà họ Đường như được miễn tội chết. Tốt quá rồi, tôi biết ngay em gái Mộc Tuyết có tấm lòng bao dung mà, không hề so đo với chúng ta. Đúng, vừa nhìn đã biết Mộc Tuyết là người có tấm lòng bao dung mà,
sao có thể so đo với chúng ta? Mạnh mẽ, Mộc Tuyết rất mạnh, không biết so với Đường Hạo mạnh hơn bao nhiêu lần, ở trước mặt Mộc Tuyết, Đường Hạo mới là phôi thai thô kệch không lên được sân khấu. Bị đám người nhà họ Đường chế giễu, từng câu từng chữ như mũi dao sắc bén đâm vào tim Đường Hạo uất ức suýt hộc máu. Ngày thường, đám con cháu dòng chính nhà họ Đường này giống như con chó lây lòng anh ta, hiện tại tất cả đều trở mặt nhanh hơn lật sách, Đường Hạo tức đến mức mũi sắp bốc khói. Nghe thấy lựa chọn của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu không khỏi hơi kinh ngạc. 5 năm qua, 5 năm trọn vẹn, Đường Mộc Tuyết vẫn tốt bụng như vậy. Giữ lại mấy người nhà họ Đường này cũng không sao, dù sao đám người này vẫn là người hiểu rõ nhà họ Đường nhất. Chỉ cần sau này đám con cháu dòng chính nhà họ Đường này cẩn trọng, không tranh giành quyền lực thì mọi chuyện đều dễ nói. Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu, khẽ căn răng. Dương Tiêu hiểu ý của Đường Mộc Tuyết, mặc dù đã giữ lại đám con cháu nhà họ Đường này, nhưng ba người kia kiên quyết không được ở lại. Đường Mộc Tuyết tốt bụng không có nghĩa là cô tốt bụng mềm yêu. Bà cụ họ Đường, Đường Hạo và Đường Dĩnh phải bị đuổi khỏi nhà họ Đường. Nếu giữ ba người này ở lại, thì sau này vẫn chưa biết nhà họ Đường sẽ tạo ra sóng gió gì. Ánh mắt Dương Tiêu lạnh thấu xương, nếu Đường Mộc Tuyết không nói ra được, vậy thì anh Dương Tiêu sẽ nói. Dương Tiêu nhìn về phía Đường Hạo trước, tôi tuyên bố, Đường Hạo chính thức bị trục xuất khỏi nhà họ Đường, Đường Hạo, mời. Trục xuất tôi khỏi nhà họ Đường. Rất nhẫn tâm, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết, đôi cầu nam nữ các người thật tàn nhẫn. Tim Đường Hạo như bị kim đâm, đau đớn vô cùng. Hai mắt anh ta tràn đầy tơ máu gớm ghiếc, vì vị trí người đứng đầu nhà họ Đường, anh ta đã đấu với Đường Mộc Tuyết 5 năm. Ai có thể ngờ rằng ngay lúc vị trí ể người đứng đầu nhà họ Đường sắp rơi vào tay, nhà họ Đường lại lật trời. Bóp! Đường Hạo vừa dứt lời, một vệ sĩ mặc vest, đeo kính râm của nhà họ Dương ở Đề Đô đứng sau Trịnh Thu bước tới đánh vào ngực Đường Hạo. Đường Hạo làm sao có thể chịu được sức lực này, cơ thể của anh ta bị đánh văng xa mây mét như diều đứt dây. Sỉ nhục cậu chủ nhỏ, mợ chủ của nhà họ Dương ở Đề Đô, tìm chết. Vệ sĩ tức giận mắng. Dương Tiêu xua tay, quản gia của nhà họ Dương ở Đề Đô ra hiệu cho vệ sĩ, không cần tiếp tục ra tay. Dương Tiêu nhìn chằm chằm Đường Hạo đang chật vật không chịu nổi, trận cờ này, anh đã thua từ lâu rồi. Đường Hạo, nếu còn không đi, tôi bảo đảm khiến anh không thể rời nhà họ Đường. Nghĩ đến Đường Hạo sỉ nhục anh và Đường Mộc Tuyết bao năm qua, nghĩ đến chuyện anh và Đường Mộc Tuyết suýt nữa chết dưới tay Đường Hạo ở Tây Song Bản Nạp, không cần nói Dương Tiêu căm hận Đường Hạo đến mức nào. Ha 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 hai tốt, tốt lắm, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết, hôm nay Đường Hạo tôi thua, nhưng sẽ có một ngày trở lại. Đợi đấy, các người chờ đấy cho tôi, nỗi nhục mà các mang đến cho tôi, Đường Hạo tôi nhất định sẽ trả lại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Đường Hạo nghiền răng nghiền lợi điên cuồng, ôm ngực đứng dậy lao ra khỏi phòng họp. Trước khi đi, Đường Hạo lại hung ác trừng mắt nhìn Dương Tiêu, ánh mắt thực sự căm hận như gian độc. Đường Dĩnh, mời, Dương Tiêu lại nhìn Đường Dĩnh. Đường Dĩnh câm như hến, bị Dương Tiêu tát ba cái, Đường Dĩnh hoàn toàn mắt đi vẻ kiêu ngạo, không cam lòng rời khỏi tập đoàn y dược Đường Nhân như chó nhà có tang. Cuối cùng, Dương Tiêu nhìn bà cụ Đường. Giọng điệu của anh nhã nhặn nhưng xen lẫn sự độc đoán mạnh mẽ, ánh mắt như ngọn đuốc, Dương Tiêu ngang tàng nói, bà nội, đã không còn sớm. Bà về dưỡng lão đi. Không còn sớm nữa, về dưỡng lão đi. Nghe đến đây, thân thể bà cụ Đường run rẩy, tim như có nhát búa nặng nề bổ vào, trong chốc lát cả người như mất hồn. Đường Hạo, Đường Dĩnh là cháu trai, cháu gái ruột của bà ta bị Dương Tiêu đuổi ra khỏi nhà, bà ta hiểu Dương Tiêu sẽ không giữ bà lại. Kết quả là bà cụ Đường run rẩy ra khỏi tập đoàn y dược Đường Nhân. Bóng lưng bà ta thê lương, lá mùa thu đang rơi, điều hưu lạ thường. Lúc này, bà cụ Đường thực sự giống như già đi hàng chục tuổi. Ra khỏi tập đoàn y dược Đường Nhân, bà cụ họ Đường lưu luyên quay lại nhìn tập đoàn y dược Đường Nhân. Dù sao đây cũng là tâm huyết của toàn bộ nhà họ Đường bà ta, nay lại đổi chủ, trong lòng bà ta vô cùng nặng nề. Sau khi nhìn về phía tập đoàn y dược Đường Nhân với ánh mắt phức tạp, bóng dáng cô đơn của bà cụ Đường mới càng lúc càng xa. Bịch! Không biết đã đi bao xa. Mắt bà cụ Đường đột nhiên tôi xâm lại ngã xuống đát. Bà ơi, nhìn thấy bà cụ Đường ngã trên mặt đát, đám đông đi qua kêu lên. Theo sau Đường Hạo, Đường Dĩnh, bà cụ Đường rời đi, Dương Tiêu dịu dàng nhìn Đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, đi đi. Vâng, Đường Mộc Tuyết hít sâu một hơi, nén lại cảm giác kích động trong lòng,
đi chậm về phía ghế chính nhà họ Đường ngồi xuống. Ngay lúc cô ngồi xuống, Đường Mộc Tuyết chỉ cảm thấy tất cả những chuyện này dường như chỉ là mơ, không thể tin nổi. Đã từng, cô ước ao một ngày nào đó có thể ngồi vào vị trí chủ nhà họ Đường biết bao nhiêu. Ngay giây phút bị bà cụ Đường trục xuất, Đường Mộc Tuyết chỉ cảm thấy cả đời này cô vô duyên với vị trí chủ nhà nhà họ Đường. Điều mà cô không bao giờ ngờ tới là Dương Tiêu lại nâng đỡ cô lên vị trí chủ nhà nhà họ Đường. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết đã ngồi xuống, đám con cháu nhà họ Đường nhanh chóng đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trang. Một người trung niên dẫn đầu nói, Đường Nguyên nhà họ Đường ra mắt chủ nhà. Đường Huấn nhà họ Đường ra mắt chủ nhà. Một người trung niên khác nói. Đường Thiền nhà họ Đường ra mắt chủ nhà. Chúng tôi ra mắt chủ nhà. Chúng tôi ra mắt chủ nhà. Trong phút chốc, tất cả con cháu nhà họ Đường thể hiện lòng tôn kính, đồng thanh hô lên. Giờ phút này, phòng họp của nhà họ Đường như thủy triều dâng cuồn cuộn, giọng điệu của từng người âm vang có lực, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Đường Mộc Tuyết. Như thế, Đường Mộc Tuyết là chủ nhà vĩ đại trong lòng bọn họ, vị trí chủ nhà này chỉ có Đường Mộc Tuyết mới đủ tư cách đảm nhận. Cảm nhận được sự chiêm ngưỡng của mọi người, ánh mắt Đường Mộc Tuyết léo lên một tia gợn sóng. Vẻ mặt cô vô cùng cảm động, cô hiểu sâu sắc tất cả những điều này là do Dương Tiêu mang đến cho cô. Dương Tiêu cười dịu dàng gật đầu với Đường Mộc Tuyết, Đường Mộc Tuyết hiểu ý nở nụ cười, cười tươi như hoa. Tin tức về việc Đường Mộc Tuyết kế vị như mọc cánh bao phủ toàn bộ thành phố Trung Nguyên. Ngay sau tin tức truyền ra, vô số người đã bị sốc. Không phải chứ, thu mua nhà họ Đường là Dương Tiêu, người đứng đầu nhà họ Đường hiện tại là Đường Mộc Tuyết người đẹp số 1 ở Trung Nguyên. Ông Thiết, thật 100%. Dương Tiêu bị lộ thân phận là câu chủ nhỏ của nhà họ Dương ở Đề Đô, kinh hoàng toàn trường. Ngay cả Trịnh Thu quản gia nhà họ Dương ở Đề Đô cũng đích thân đến, đám người cung minh. Các chủ nhà nhà giàu lân lượt tới chúc mừng. Trời ạ, này quá trâu bò rồi phải không? Hơn nữa, bây giờ đã xác nhận, ông chủ đứng sau tập đoàn Tuyết Tiêu là Dương Tiêu, chủ tịch hội đồng quản trị là Đường Mộc Tuyết. Đờ mờ, trâu bò thế. Dương Tiêu xuất thân từ nhà họ Dương ở Đề Đô, Đường Mộc Tuyết kê vị nhà họ Đường, muôn hợp nhật tập đoàn Y Dược Đường Nhân và tập đoàn Tuyết Tiêu, điều này đã gây ra một trận náo động lớn ở Trung Nguyên. Hiển nhiên, không ai ngờ rằng phế vật Dương Tiêu bị lăng nhục suốt 5 năm, lại có lai lịch lớn như vậy. Không ai ngờ rằng chồng của Đường Mộc Tuyết hoàn toàn không phải phế vật, mà là rông giữa dòng người. Đường Mộc Tuyết đã ngồi vững trên cương vị người đứng đầu nhà họ Đường, kiện toàn lại nhà họ Đường. Tập đoàn Tuyết Tiêu và tập đoàn Y Dược Đường Nhân hợp nhất chỉ là chuyện sớm muộn, Dương Tiêu sẽ không can thiệp nữa. Theo lời của anh đã nói, chỉ cần Đường Mộc Tuyết mong muốn tập trung vào thương chư. Ông, anh sẽ để Đường Mộc Tuyết trở thành người mạnh nhất trên trái đất. Nếu Đường Mộc Tuyết không muốn, anh bằng lòng năm tay Đường Mộc Tuyết, cho cô cả thế giới. Đồng thời cùng lúc đó, bên trong run tâm đảo nhỏ bên Hồ Nhạn Minh. Trịnh Thu, quản gia lớn của nhà họ Dương ở Đề Đô vui mừng nói, quả thật mấy năm qua cậu chủ nhỏ đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Người đều phải trưởng thành. Dương Tiêu thấp giọng nói. Trịnh Thu càng vui mừng hơn. Cho dù Dương Tiêu tát Đường Dĩnh 3 cái tát, hay là để bà cụ Đường về dưỡng lão, đều thể hiện hết bản chất nhiệt tình của một người đàn ông rất tỉnh tế. Trịnh Thu thở dài, cậu chủ nhỏ thật sự không muốn trở về Đề Đô. Ông nội Trịnh, bố tôi đã mất tích nhiều năm, ông nhìn tôi trưởng thành, ông biết tính cách của tôi. Nhà họ Dương ở Đề Đô nợ tôi, nợ mẹ tôi sẽ về đòi lại, nhưng không phải bây giờ. Dương Tiêu nắm chặt tay, trong mắt tràn đầy lửa giận. Anh không khỏi nhớ lại cảnh tượng năm đó bà cụ tàn nhẫn nuôi anh đi, còn Dương Bân Hàn người anh trai cùng cha khác mẹ của anh thì cười điên cuồng. Cả nhà họ Dương ở Đề Đô đều cười lớn, cười. Anh giống chó hoang không nhà để về, mà sau khi mẹ anh gả cho bố anh, không được bà cụ chào đón, bị Dương Bân Hàn nhắm vào mọi lúc, ăn cơm thì phải ăn cùng người giúp việc nhà họ Dương. Dương Tiêu không tức giận thì đó là giả. Nhiều năm qua, mỗi khi Dương Tiêu nghĩ đến điều này, anh không khỏi muôn dùng kiếm xông vào nhà họ Dương ở Đề Đô, bắt những kẻ đã xúc phạm mẹ con anh, khiến những người này ăn năn sâu sắc. Chỉ là, trước mắt thực lực của Dương Tiêu còn chưa khôi phục hoàn toàn, mà trong Đề Đô hỗ nằm rồng núp. Không chỉ có người nhà họ Dương ở Đề Đô nhìn chằm chằm anh, còn có những cao thủ từ các quốc gia khác nhau đang ân náu ở Đề Đô. Dương Tiêu biết rõ, lần này thân phận bại lộ, e rằng không bao lâu nữa thân phận lưỡi dao sắc bén của đất nước cũng sẽ lộ ra trước mặt mọi người. Một khi thân phận lưỡi dao sắc bén của đất nước lộ ra,
thì thân phận chủ của Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới cũng sẽ trồi lên mặt nước. Trước khi toàn bộ sức mạnh của mình chưa khôi phục hết, chưa học hết tâm pháp chí cao của Long Môn, Dương Tiêu phải ân nhẫn một thời gian. Chuyện này là trách nhiệm của anh, đồng thời cũng là vì Đường Mộc Tuyết. Vốn không có tội lại vì Mang Ngọc mà mắc tội. Năm đó, khi làm nhiệm vụ Dương Tiêu đã xúc phạm biết bao nhiêu người. Bây giờ anh là Long chủ tín nhiệm của Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, rất nhiều kẻ thù của Long Môn đang giáo giết muốn tiêu diệt tân Long chủ ngay lập tức. Để có một tương lai tốt đẹp hơn, Dương Tiêu chỉ đành tạm thời khiêm tốn. Tuy nhiên, thời hạn 3 tháng sắp đến, hết thời hạn 3 tháng, sức lực của anh trở lại, học được tâm pháp Long Môn. Lúc đó sẽ không sợ gì nữa, có thể quét địch tứ phương, trở thành chống lưng vững chắc nhất của Đường Mộc Tuyết. Được rồi, cậu chủ nhỏ, tôi sẽ không ép buộc cậu, nhưng sợ là bên bà chủ không cho cậu quá nhiều thời gian. Trịnh Thu nói lời thành khẩn. Dương Tiêu nghiêm nghị nói, ông nội Trịnh yên tâm, chờ khi tôi trở về nhà họ Dương ở Đế Đô, sẽ chào hỏi khắp nơi. Vâng, tôi rất mong chờ ngày cậu chủ nhỏ mạnh mẽ trở về. Trịnh Thu không khuyên nữa. Ông nhìn Dương Tiêu trưởng thành, tính cách của Dương Tiêu cũng không thay đổi nhiều so với năm đó. Trai toàn bộ nhà họ Dương ở Đế Đô, Trịnh Thu thực sự hiểu rõ Dương Tiêu nhất. Nghĩ đến dáng vẻ tàn nhẫn của bà cụ và dáng vẻ xấu xí của Dương Bân Hàn, người anh cùng cha khác mẹ, Dương Tiêu không kìm được nắm chặt tay. Lúc này, thân hình Dương Tiêu thẳng như kiếm, trong mắt lóe ra tia sáng lạnh, những người ở nhà họ Dương ở Đế Đô cứ yên tâm, đợi ngày Dương Tiêu tôi trở về nhất định sẽ chào hỏi khắp nơi. Trước khi rời Trung Nguyên, quản gia Trịnh Thu của nhà họ Dương ở Đế Đô đã làm một việc, đó là tìm Đường Dĩnh lấy lại quà cười giá trên trời. Đồ trang sức vẫn còn đó, nhưng gạch dưới Đường Dĩnh đã tiêu gần hết số tiền mặt. Mặt mày Đường Dĩnh trắng bệch nói với Đường Hạo, anh, thật sự phải đưa ra hết cho bọn họ sao? Dĩnh Dĩnh, chúng ta đã không còn chỗ nào để đi, đưa cho bọn họ đi. Nếu không đưa, một khi nhà họ Dương ở Đế Đô làm khó, cũng đủ khiến xí ớt ta thịt nát xương tan. Vẻ mặt Đường Hạo hoảng sợ. Kèm theo thân phận cậu chủ nhỏ nhà họ Dương ở Đế Đô bị lộ, theo sau Đường Mộc Tuyết đã trở thành người đứng đầu nhà họ Đường. Thời đại thuộc về anh ta, Đường Hạo giờ đã qua, hào quang năm xưa cũng không còn nữa. Kết thúc rồi, mọi thứ đều kết thúc. Ngay từ đầu đã định sẵn bọn họ sẽ thất bại. Đường Hạo ngây thơ nghĩ rằng trục xuất Đường Mộc Tuyết khỏi nhà họ Đường, anh ta sẽ là người thắng lớn nhất trong ván cờ này. Ai biết rằng đạo cao một thước, mà cao một trượng, trong ván cờ này anh ta đã thua hoàn toàn. Chết tử tế còn hơn sống lại, tuy rằng thua Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết nhưng Đường Dĩnh không muốn chết. Nghĩ đến nhà họ Dương ở Đế Đô một khi tức giận, muốn hai anh em bọn họ bóc hơi khỏi thế giới cũng là chuyện dễ dàng. Đường Dĩnh không khỏi nắm chặt tay, hung hăng trừng mắt nói, anh, em thật sự không cam lòng. Đường Dĩnh em có gì mà không bằng Đường Mộc Tuyết, tại sao Đường Mộc Tuyết lại may mắn như vậy? Đừng nói nữa Dĩnh Dĩnh, giữ được núi xanh không lo không có củi đốt, anh không tin đời này chúng ta sẽ không có cách nào giẫm đạp Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Đường Hạo vô cùng tức giận. Anh ta thầm thề trong lòng, sớm muộn gì sẽ có một ngày anh ta sẽ trở thành ngư tối cao, sẽ để Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết quỳ trước mặt anh ta như chó vẫy đuôi với chủ. Nỗi nhục mà hôm nay Đường Hạo tôi phải nhận, Đường Hạo tôi nhớ kỹ, tương lai Đường Hạo tôi sẽ trả lại gấp nghìn lần, gấp vạn lần. Đường Dĩnh nghẹn uất nước mắt chảy dài, cô ta rất không cam lòng lần lượt cởi bỏ đồ trang sức trên người mình. Trong thời gian này, Đường Dĩnh coi mình là quý cô sắp gả cho một gia đình giàu có. Tuy nhiên, hiện thực lại là một đòn giáng mạnh vào Đường Dĩnh, khiến đầu óc Đường Dĩnh ong ong, chẳng khác gì rơi xuống vực sâu không đáy. Đường Dĩnh lau nước mắt, ánh mắt phẫn hận như dần độc, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết, hai người chờ đó cho tôi, chỉ cần Đường Dĩnh tôi còn sống hai người chưa xong với tôi đâu. Thời gian của tôi rất có hạn, quản gia Trịnh Thu lạnh lùng nói. Đường Hạo sợ Trịnh Thu tức giận, anh ta thúc giục, Dĩnh Dĩnh, nhanh lên, đừng lề mề nữa. Đáng ghét, Đường Dĩnh điên cuồng cùng cực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đường Dĩnh thật sự rất muốn cào xước những đồ trang sức này, đáng tiếc có Trịnh Thu đứng quan sát, cô ta không thể hành động. Cuối cùng, Đường Dĩnh mang theo nỗi hận trả lại đồ trang sức, tiền quả 100 triệu tệ chỉ cần đem bất động sản và xe hơi ra. Nhưng những thứ này vẫn không đủ. Dưới thái độ nhìn nửa con mắt của Trịnh Thu, Đường Dĩnh thế chấp toàn bộ đồ có giá trị trong tay. Thậm chí Đường Hạo còn phải bán nhà mới miễn cưỡng lắp đầy chỗ hồng. Đã đến nước này, hai anh em Đường Hạo và Đường Dĩnh tuyên bố phá,
sản, bọn họ nghèo kiệt xác, tinh thần sa sút không băng chó hoang. Trịnh Thu rời đi cũng không chuyên quà cưới cho Đường Mộc Tuyết nữa. Ông hiểu rất rõ, hàng qua tay không thể đây đi tặng được nữa. Chờ ngày sau nhà họ Dương ở Đế Đô sẽ đưa cho Đường Mộc Tuyết một phần quà cưới còn long trọng hơn món quà giá trên trời này. Nhìn chằm chằm xe của Trịnh Thu đang đi từ từ về phía Đế Đô, Đường Hạo và Đường Dĩnh đều buồn bực, tức giận cực điểm. Rung rung. Đúng lúc này, điện thoại của Đường Hạo vang lên. Xin chào, anh có phải là người nhà của bà Đường không? Bà Đường sắp qua đời rồi, các người mau, đến xem đi. Là bên bệnh viện gọi đến. Vẻ mặt Đường Hạo thay đổi lớn, cái gì? Bà nội sắp qua đời. Nhà dột còn gặp mưa, nào ngờ hai anh em bọn họ vừa phá sản, bà nội lại sắp không chống đỡ ni. Bà nội, bà ấy, Đường Dĩnh cũng thay đổi sắc mặt. Trong nháy mắt, hai anh em bọn họ đâu dám do dự vội vàng chạy tới bệnh viện. Đường Mộc Tuyết kế vị, nắm quyền phụ trách của nhà họ Đường. Không thể không thừa nhận Đường Mộc Tuyết là một người phụ nữ nhưng không kém cạnh đồng mày râu. Chỉ trong một ngày, dưới sự lãnh đạo của Đường Mộc Tuyết, toàn bộ hoạt động nội bộ của nhà họ Đường đã trở lại bình thường. Tất cả con cháu dòng chính nhà họ Đường đều làm việc chăm chỉ, không dám lười biếng. Cùng lúc đó, Đường Mộc Tuyết và Long Ngũ gặp nhau, hai người quyết định hợp nhất tập đoàn Tuyết Tiêu và tập đoàn Y Dược Đường Nhân. Đến nước này, ở thành phố Trung Nguyên chỉ còn lại tập đoàn Tuyết Tiêu, không có Đường Nhân. Mặc dù trước đây nhà họ Đường xa hoa lãng phí thịnh hành, nhưng sau khi Đường Mộc Tuyết lên năm quyền quả thật đã thay đổi rất nhiều. Mấy người nhà họ Đường có lòng câu tiến được Đường Mộc Tuyết đề bạt. Đường Mộc Tuyết cũng không hồ đồ, tuy rằng tạm thời giữ những người nhà họ Đường này ở lại, nhưng cuối cùng có thể tiếp tục nhậm chức tại nội bộ hay không còn tùy thuộc vào năng lực của họ. Có tài có đức thì ưu tiên, còn đức không có tài thì xếp thứ hai, có tài mà không có đức thì kiên quyết không trọng dụng. Sau khi sáp nhập, Đường Mộc Tuyết là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn Tuyết Tiêu, và Long Ngũ là đại diện pháp luật và tổng giám đốc của công ty. Dương Tiêu định đưa một phần cổ phần của tập đoàn Tuyết Tiêu cho Long Ngũ, nhưng Long Ngũ nhất quyết không nhận. Long Ngũ, hiểu bây giờ không phải là lúc chia cổ phần, trong tương lai, khi tập đoàn Tuyết Tiêu lớn mạnh, lợi ích của mình sẽ không thể thiếu. Trong lòng Long Ngũ, Dương Tiêu là một người đàn ông thăng thân cương nghị, là người anh em sông chê của anh, có tiền hay không cũng không sao. Hiện tại anh có thể ở bên Đường Vận, như vậy anh đã thấy rất mãn nguyện. Nếu không phải Dương Tiêu đưa Lý Thần Chiên đến kịp, e rằng anh và Đường Vận đã định sẵn trở thành một đôi uyên ương liều mạng rồi. Trạng vạng trở về nhà, Đường Mộc Tuyết mệt mỏi cả thê chất lần tỉnh thần, lần đầu tiên dẫn đầu cả một tập đoàn, áp lực không nhỏ. Dương Tiêu bưng một chậu nước ấm rửa chân đến, cười dịu dàng, Mộc Tuyết, mệt rồi phải không? Nào, ngâm chân đi. Cảm ơn, Đường Mộc Tuyết cười dịu dàng. Sau khi chấn chỉnh nhà họ Đường một ngày, cô thật sự rất mệt mỏi. Dương Tiêu ngồi, xuống xuống, giúp Đường Mộc Tuyết cởi giày, đặt bàn chân ngọc trắng như tuyết của cô vào trong chậu. Nhìn người đàn ông trước mặt, trong mặt Đường Mộc Tuyết tràn ngập vẻ mê mại. Tuy nhiên, Đường Mộc Tuyết vẫn tò mò hỏi, anh thật sự là người nhà họ Dương ở Đế Đô à? Coi là vậy đi, Dương Tiêu cười nhạt. Anh đã hiểu từ lâu sớm muộn gì Đường Mộc Tuyết cũng sẽ biết chuyện này, cho nên Dương Tiêu không còn giấu giếm nữa. Sau khi xác nhận lại, Đường Mộc Tuyết không khỏi bị sốc nặng trong lòng. Nhà họ Dương ở Đế Đô là một trong 10 đại gia hàng đầu trong nước. Sánh ngang với một nhà tài phiệt tầm cỡ thế giới, có tài sản kếch xù. Cho dù là nhà họ Cung gia tộc mạnh nhất Trung Nguyên đứng trước mặt nhà họ Dương ở Đế Đô cũng không chịu nôi một đòn. Ai có thể ngờ rằng, Dương Tiêu đã chịu tủi nhục 5 năm, lại sinh ra trong nhà họ Dương ở Đế Đô. Biết được điều này, trong lòng Đường Mộc Tuyết vô cùng đau lòng. Sinh ra trong nhà họ Dương ở Đế Đô, nhưng cuối cùng lại vào nhà họ Đường, rốt cuộc trong quá trình đó anh đã trải qua những gì? Nhìn người đàn ông trước mặt chịu đủ mọi bề dâu, Đường Mộc Tuyết cảm thấy rất khó chịu. Cô có thể nghĩ Dương Tiêu đã trải qua nỗi nhục nhã như thế nào, sự sỉ nhục đó có lẽ còn mạnh hơn khi ở nhà họ Đường gấp ngàn lần. Đường Mộc Tuyết thông minh lanh lợi, cô không còn hỏi nữa, cô biết nếu tiếp tục hỏi thì sẽ chỉ lộ ra vết sẹo của Dương Tiêu khi đó. Bây giờ, Đường Mộc Tuyết chỉ muốn dùng hơi âm của trái tim mình để chữa lành vết sẹo của người đàn ông trước mặt. Hít sâu một hơi. Đường Mộc Tuyết sỉ mê nhìn Dương Tiêu căn răng, Dương Tiêu, đêm nay vì em cởi áo nới thắt lưng đi. Cái gì, vì Đường Mộc Tuyết cởi áo nới thắt lưng? Không,
không lẽ đêm nay cuối cùng bọn họ cũng tu thành chính quả? Nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp đầy e thẹn như thiếu nữ của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu không khỏi nuốt nước bọt. Mặc dù hoa hồng đẹp nhưng cần phải có lá xanh mới nở được, trong khi vẻ đẹp của Đường Mộc Tuyết là thuận khiết và tự nhiên, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Trong chốc lát, bị Dương Tiêu nhìn chăm chú, Đường Mộc Tuyết siết chặt góc quần áo. Đợi lát nữa, anh phải nhẹ nhàng một chút. Mặt Đường Mộc Tuyết đỏ bừng. Trong khoảng thời gian này những việc trải qua thay đổi rất nhanh, Đường Mộc Tuyết đã yêu Dương Tiêu rất sâu sắc, tình yêu đó đã ghim sâu vào trong xương của cô, không thể tách rời. Dương Tiêu không tự chủ được nữa bố nhào về phía Đường Mộc Tuyết. Đã 5 năm, dòng dã 5 năm. Sau những thay đổi bất ngờ, cuối cùng anh cũng có thể cá nước thân mật với Đường Mộc Tuyết, đây là điều mà Dương Tiêu mơ ước tha thiết. Chợt đèn vụt tắt, một đôi nam nữ trẻ tuổi giải tỏa cảm xúc mạnh mẽ của giới trẻ. Để tránh bị quấy rầy, lần này Dương Tiêu còn đặc biệt tắt điện thoại. Tuy nhiên, điều khiến Dương Tiêu suy sụp là đã có chuyện xảy ra. Bang bang ghi. Ngay khi cả hai sắp đóng góp cho thế hệ tiếp theo của nhân loại, cánh cửa biệt thự đột nhiên bị đẩy ra. Cậu Hoa, đây là chỗ ở của anh Dương và cô Đường, không được phép tự ý xông vào. Một giọng nói vang dội vang lên. Ngay sau đó, giọng điệu tương đối non nớt vang lên khắp. Biệt thự, anh Dương, anh đang ở đâu? Tôi là Hoa Chiên Bác, chị của tôi xảy ra chuyện rồi. Gì, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc lại bị ép buộc dừng lại. Trong đêm đen Đường Mộc Tuyết xấu hổ không thôi, mà Dương Tiêu trợn to hai mắt, trong lòng suy sụp tột đỉnh. Má nói ông trời ơi, ông có cần chơi tôi như thế này không? Mỗi lần đến thời khắc máu chốt nhất lại dùng beng lên, định cho tôi cả đời này làm lão sử nam hả? Cậu Hoa, đây là khu biệt thự bên Hỗ Nhạn Minh, không chịu nổi sự ngang tàng của cậu, cậu mau đi ra ngoài, nếu không thì trách chúng tôi đuổi cậu đi. Hoa Triển Bác lại lo lắng hét lên, Dương Tiêu anh Dương, anh đang ở đậu. Chị gái tôi xảy ra chuyện lớn, rất gấp. Anh, Dương Tiêu mở miệng, tỏ vẻ được sinh không thể yêu thương. Đường Mộc Tuyết ngượng ngùng vội vàng nói, mau đứa ân dậy đi, nếu để người ta xông vào sẽ không hay ho đâu. Ai, xuyên tim. Không, là xuyên sắt. Dương Tiêu cười khổ nhanh chóng mặc quần áo, bước ra khỏi phòng. Vào lúc này, một tá nhân viên bảo vệ và Hoa Chiên Bác, em trai của Hoa Mộ Tranh đã đứng sẵn trong sảnh lớn. Anh Dương, Hoa Chiên Bác vội vàng hét lên. Nhân viên bảo vệ đứng đầu không khách sáo nữa phất tay, lên. Đợi đãi. Ngay khi nhóm nhân viên bảo vệ muốn ném Hoa Chiên Bác ra ngoài, Dương Tiêu đã mở cửa phòng bước ra. Anh Dương, nhìn thấy Dương Tiêu. Nhóm nhân viên bảo vệ đều tỏ vẻ tôn kính. Nhìn thấy Dư Ân Tiêu bước ra, Hoa Triển Bác như vớ được cọng rơm cứu mạng vội vàng nói, anh Dương, cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện. Chị tôi xảy ra chuyện rồi, vừa nãy tôi gọi cho anh nhưng vẫn luôn không gọi được nên đã tự ý xông vào. Anh Dương, anh xem, nhân viên bảo vệ đứng đầu nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu xua tay, mọi người vất vả rồi, tôi quen cậu Hoa, ngại quá. Không ngại, anh Dương. Nhóm nhân viên bảo vệ rất biết ý lập tức rút lui. Khi nhân viên bảo vệ rời đi, Hoa Triển Bác sốt sắng nói, anh Dương, anh nhất định phải cứu chị gái tôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng vội, nói từ từ. Dương Tiêu ý thức được đã xảy ra chuyện lớn. Nếu không Hoa Triển Bác sẽ không có năng đột nhập vào biệt thự trên đảo nhỏ ở trung tâm Hồ Nhạn Minh. Triển Bác nóng lòng đến mức sắp khóc, sáng nay Bạch Quỳnh. Cậu chủ nhà họ Bạch mạnh nhất Giang Nam đã cho người ra tay bắt cóc chị gái tôi. Ô, còn có chuyện như vậy? Dương Tiêu phá lệ kinh ngạc. Chiên Bác tức giận nói, đúng vậy, anh Dương, lúc sáng chúng tôi cũng không biết nhóm người này là ai. Bây giờ mới biết, trước khi bị bắt cóc chị tôi đã gửi tin nhắn cho tôi. Tin nhắn gì? Vẻ mặt Dương Tiêu dần dần u ám. Hoa Mộ Tranh là một người phụ nữ có IQ cao, không thể dễ dàng bị bắt cóc. Nếu thực sự bị bắt cóc, thì đó thực sự đã xảy ra chuyện lớn. Hoa Triển Bác lấy điện thoại di động ra đưa cho Dương Tiêu, trên điện thoại chỉ có một chữ, là chữ Dương. Dường như sự việc xảy ra đột ngột, Hoa Mộ Tranh còn không kịp kêu cứu, chỉ gửi được một chữ Dương. Hoa Triển Bác không thông minh bằng chị gái Hoa Mộ Tranh, nghĩ hồi lâu mới hiểu, người duy nhất mà chị gái biết chỉ có Dương Tiêu là họ Dương. Dương Tiêu nhíu mày, Bạch Quỳnh bắt cóc chị cậu làm gì? Anh bia Hoa Mộ Tranh và Bạch Quỳnh được phụ huynh hai bên định hôn ước từ nhỏ, nhưng Hoa Mộ Tranh không bằng lòng. Bạch Dương quấn quýt lầy Hoa Mộ Tranh, lần trước nhìn thấy Bạch Quỳ NS là trong bữa tối từ thiện của con thị Tô Thiên Lung,
Đêm đó, tất cả danh tiếng của Bạch Quỳnh đều bị mình nghiền ép, cuối cùng hạ thuốc kích tình lại bị Tạ Quần uống nhầm, hai người quân lấy nhau, cảnh tượng vô cùng sâu hồ. Không ngờ, không bao lâu sau Hoa Mộ Tranh đã bị Bạch Quỳnh bắt cóc. Một giờ trước Bạch Quỳnh đã gửi thiệp mời tới, ngày mai Bạch Quỳnh cứng rắn muốn kết hôn với chị gái tôi. Thiệp cưới đã được phát khắp vùng Giang Nam, Hoa Chiên Bác tức giận nói. Cậu ấy biết chị gái của mình vẫn luôn không thích Bạch Quỳnh, nhưng bố mẹ cậu lại chấp thuận cuộc hôn nhân này. Đối mặt với áp lực của gia đình, cộng thêm bây giờ Bạch Quỳnh lại cứ thế bắt chị đi, đây rõ ràng là muốn ép cưới. Dương Tiêu kinh ngạc nói, ngày mai kê hôn, Bạch Quỳnh này thật sự dám làm âu. Rõ ràng là Dương Tiêu cũng không ngờ Bạch Quỳnh sẽ bắt cóc Hoa Mộ Tranh, nhất quyết ép cưới. Nếu Hoa Mộ Tranh vẫn còn ở Trung Nguyên thì mọi chuyện đều dễ nói. Bây giờ Hoa Mộ Tranh bị bắt cóc tới Giang Nam, chuyện này có chút phiền phức. Anh nợ Hoa Mộ Tranh một ân huệ, lúc trước đã đồng ý với Hoa Mộ Tranh sẽ đóng giả làm bạn trai của cô, anh không thể bỏ qua chuyện này. Anh Dương, chị tôi luôn tin tưởng anh, xin anh lần này hãy cứu chị tôi, anh không thể cứ nhìn chị tôi rơi vào hồ lửa được. Hoa Chiến Bác lo lắng nói. Dương Thiêu gật đầu, đã muộn, cậu trở về đi. Chị gái cậu đã từng giúp, tôi sẽ không thây chết không cứu. Sáng mai tôi sẽ đích thân đến Giang Nam, chờ tin tốt của tôi. Anh Dương, mọi chuyện trông cậy vào anh. Bố mẹ tôi chấp thuận cuộc hôn nhân này, rất xin lỗi, tôi không tê thể giúp anh được chuyện gì. Hoa Triển Bác chán nản nói. Dương Tiêu vỗ vai Hoa Triển Bác, không sao, về đi. Cùng lúc đó, tại một quốc gia nào đó ở châu Âu, một người đàn ông mặc vest, đi giày da đứng trên tòa nhà cao hơn 100 mét, ngoại hình rông Dương Tiêu 9 phần. Người này là Dương Bân Hàn, anh trai cùng cha khác mẹ của Dương Tiêu. Dương Tiêu à Dương Tiêu, em trai tột của tôi còn tưởng cậu đã chết rồi ôi cơ, nhưng không ngờ cậu vẫn còn sống. Cậu không những còn sống, cậu còn trở thành thằng ở rễ, vô dụng như hồi đó. Đáng tiếc, tôi phải có được quyền lực của nhà họ Dương ở Đề Đô. Bà cũng mơ tưởng muôn hồi trợ cậu trở thành chủ của nhà họ Dương ở Đề Đô. Cậu đã chưa chết, vậy tôi sẽ đích thân tiến cậu về Tây Thiên. Gương mặt điển trai của Dương Bân Hàn phủ đầy mây mù, đôi mắt sắc bén giống như bác sĩ mỉm cười lấy tim người, khiến người ta rùng mình. Sắp xếp nhân lực cho tôi, đặt vé đến Thân Nguyên trong nước, tôi sẽ tự tay làm thịt tên rác rưởi Dương Tiêu này. Dương Bân Hàn cười dữ tợn, trong tay cầm một con dao găm, cười âm hiếm liếm đầu lưỡi. Dương Tiêu không hề hay biết vị trí của mình đã bị lộ, người anh trai cùng cha khác mẹ của mình đang hung hăng đe dọa muôn dê mình. Trong nháy mắt, trên bầu trời thành phố Trung Nguyên bao phủ mây đen, một cơn bão sắp ập đến. Vâng, cậu chủ cải nữ thư ký đáp lại ngay lập tức. Dương Bân Hàn cười âm hiểm, em trai tốt, xin lỗi nha, Dương Bân Hàn tôi nhất định phải kế thừa gia nghiệp 100 năm của nhà họ Dương ở Đê Đô. Yên tâm, khi cậu xuống địa ngục, vào mỗi dịp lễ thanh minh tôi sẽ đót tiền giấy cho cậu. Một giờ trước, Dương Bân Hàn đã nhận được tin của tình báo ở nhà họ Dương ở Đề Đô báo cáo. Dương Tiêu cậu chủ nhỏ nhà họ Dương ở Đề Đô bị đuổi khỏi nhà nhiều năm trước xuất hiện ở Trung Nguyên, lại được bà cụ yêu ái, có ý định muốn đưa cậu ta về nhà. Khi Dương Bân Hàn nghe thấy điều đó, làm sao có thể chịu được? Cả đời bà cụ sinh được 7 người con, ngoại trừ bố của anh ta, 6 người còn lại đều là con gái. Điều này không gây nguy hiểm cho anh ta. Điều đáng nói là lúc đầu bố và mẹ anh ta cưới nhau vì liên hôn kinh doanh, bố anh ta chẳng yêu thích gì mẹ anh ta cả. Mẹ anh ta u uất thành bệnh, chết trẻ. Sau đó, bố anh ta đi dã ngoài chưa đầy 1 năm, mang về một người phụ nữ, đó là mẹ ruột của Dương Tiêu, mẹ kế của Dương Bân Hàn. Đối với bố mình, Dương Bân Hàn chưa bao giờ có ấn tượng tốt về ông. Mẹ ruột của anh ta kết hôn kinh doanh thì sao? Bố anh ta đã không làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một người đàn ông. Từ nhỏ Dương Bân Hàn đã ghét bố mình, cũng ghét mẹ của Dương Tiêu. Theo quan điểm của anh ta, nếu không có mẹ của Dương Tiêu, mẹ anh ta sẽ không bao giờ u uất, càng sẽ không có khả năng mắt sớm, càng sẽ không có thằng nghiệt chủng Dương Tiêu này. Kể từ khi Dương Tiêu sinh ra, Dương Bân Hàn thân là người anh cùng cha khác mẹ đã không ngừng bắt nạt Dương Tiêu, càng ức hiếp mẹ ruột của Dương Tiêu. Sau khi Dương Tiêu sinh ra, bố của anh ta đột nhiên mất tích, Dương Bân Hàn dùng những lời lẽ tỉnh vi của mình, được bà cụ hết mực yêu thương. Kể từ đó, Dương Bân Hàn đã sớm tính kê đuôi Dương Tiêu ra khỏi nhà họ Dương ở Đề Đô. Khi đó, Dương Tiêu còn nhỏ, lại còn trong một đêm tuyết rơi. Trong mắt Dương Bân Hàn,
lẽ ra Dương Tiêu đã bị chết cóng chết đói trên phố từ lâu, nhưng anh ta không ngờ nhiều năm sau Dương Tiêu vẫn còn sống. Đáng ghét nhất là bây giờ bà cụ lại thật sự định đưa Dương Tiêu từ Trung Nguyên trở về nhà họ Dương ở Đê Đô. Trò đùa quốc tế gì đây? Cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ khiến Dương Bân Hàn muốn đích thân tiêu diệt Dương Tiêu. Chỉ cần Dương Tiêu chết, quyền lực của nhà họ Dương ở Đề Đô chỉ có thể rơi vào tay anh ta Dương Bân Hàn. 2 năm trước, Dương Bân Hàn đã triển khai ngành công nghiệp của nhà họ Dương ở Đề Đô ở nước ngoài, từng bước kiểm soát quyền lực của các doanh nghiệp ở nước ngoài vào trong tay mình. Bà cụ nhà họ Dương ở Đề Đô biết được đã vô cùng tức giận. Dương Bân Hàn biết mình đã xâm phạm nghiêm trọng đến điểm mấu chốt của bà cụ. Bà cụ vẫn luôn là người cô chấp, không muốn ai nhớ mong về quyền lực của nhà họ Dương ở Đề Đô. Đáng tiếc Dương Bân Hàn đã không chờ được nữa. Bà cụ già thân thể vẫn khỏe mạnh, không biết lúc nào mới cưỡi hạc về Tây Thiên. Anh ta đã sắp 30, lại đợi 20 năm nữa, anh ta đã gần 50 tuổi. 50 tuổi, thừa hưởng quyền lực của nhà họ Dương ở Đề Đô, thì anh ta khác gì với ông già họm hẹp. Lúc đó, anh ta đã có tuổi, không hề có vốn liêng tùy ý phóng khoáng. Vì thế, Dương Bân Hàn không ngừng sắp đặt, muốn kiểm soát quyền lực của nhà họ Dương ở Đề Đô trong tay mình. Đáng tiếc, tham vọng hoang dã như sói của anh ta đã bị bà cụ kịp thời phát hiện, tìm được Dương Tiêu đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô. Dương Tiêu, năm đó tôi không tự tay giết cậu, bây giờ giết cậu cũng chưa muộn. Dương Bân Hàn nắm chặt con dao găm. Như thể Dương Tiêu đã quỳ xuống trước anh ta, giống như chó chết mặc cho anh ta sâu xé. Thành phố Trung Nguyên, biệt thự bên Hồ Nhạn Minh. Đường Mộc Tuyết đã mặc xong bộ đồ ngủ, bước vào phòng khách hỏi, Dương Tiêu, người vừa tìm anh hình như là Hoa Triển Bác, cậu chủ của nhà họ Hoa một trong 10 đại gia hàng đầu ở Trung Nguyên đúng không? Ừ, Dương Tiêu gật đầu. Đường Mộc Tuyết ngạc nhiên, sao nửa đêm nửa hôm cậu Hoa kia lại xông vào nhà mình? Một lời khó nói hết, Dương Tiêu cười khổ. May mắn, tình hình chung của nhà họ Đường đã ổn định, Đường Mộc Tuyết đã trở thành người đứng đầu nhà họ Đường. Nếu đột nhiên xảy ra chuyện như thế này trước khi mình chưa lây được nhà họ Đường thì thật là máu chó. Đường Mộc Tuyết rất thông minh, có thể thầy được Dương Tiêu có lời khó nói. Cô tin tưởng Dương Tiêu, cười nói, anh muốn làm gì thì cứ đi làm đi, em sẽ ủng hộ anh hết mình. Cảm ơn Mộc Tuyết đã thông cảm. Dương Tiêu cười dịu dàng. Bị Hoa Chiên Bác làm phiền, biết được Hoa Mộ Tranh đã bị bắt đến tỉnh Giang Nam bên cạnh, Dương Tiêu đâu còn quan tâm đến chuyện vui vẻ với Đường Mộc Tuyết. Vừa nãy Đường Mộc Tuyết đã động tình, đổ nhiều mồ hôi, cô đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Mệt mỏi một ngày, bị ép buộc dừng lại, hứng thú ban nãy của Đường Mộc Tuyết cũng biên mật. Đúng lúc này, bên trong nhà họ Bạch, gia tộc mạnh nhất thành phố Giang Nam, tỉnh Giang Nam. Bạch Quỳnh, cậu chủ nhà họ Bạch đã uống rất nhiều rượu, xông vào phòng nhốt Hoa Mộ Tranh, nhìn Hoa Mộ Tranh đang lạnh mặt, Bạch Quỳnh nở một nụ cười sâu. Mộ Tranh, dáng vẻ quyền rũ của em vẫn đẹp như vậy. Bây giờ em đã là của anh, đêm nay em là người của anh đi. Bạch Quỳnh cười sâu xa, lao về phía thân thê xinh đẹp của Hoa Mộ Tranh. Bạch Quỳnh còn chưa kịp đên gân Hoa Mộ Tranh, Hoa Mộ Tranh đã lập tức lấy ra một cái nĩa, chĩa vào cô họng mình. Bạch Quỳnh, nếu anh dám tiên lên một bước, có tin hay không, tôi sẽ lập tức chết trước mặt anh. Cái gì, Hoa Mộ Tranh, em? Thấy Hoa Mộ Tranh thế mà làm thật, vẻ mạ của Bạch Quỳnh đột nhiên thay đổi. Con say của anh ta cũng đột nhiên biến mất rất nhiều. Bạch Quỳnh, tôi đã nói tôi không thích anh, ôi có bạn trai rồi. Hoa Mộ Tranh lạnh lùng nói. Trong tình thế khó khăn như vậy, Hoa Mộ Tranh vẫn bình tĩnh thản nhiên, không hề sợ hãi. Nghe vậy, Bạch Quỳnh thẹn quá hóa giận, em có bạn trai. Bạn trai của em là Dương Tiêu, đúng không? Mộ Tranh, em và anh đã được sắp xếp có hôn ước từ nhỏ, chuyện này không do em quyết định. Anh cũng nói rõ ràng cho em biết. Trong mắt anh Dương Tiêu là đồng cứt. Chỉ cần ngày mai anh ta dám tới Giang Nam, anh sẽ khiến anh ta đầu một chỗ thân một chỗ. Nhớ lại việc bị đuổi mà Dương Tiêu mang đến cho mình, Bạch Quỳnh đã có ý định muôn bóp cô Dương Tiêu cho đến chết. Lần gặp mặt đầu tiên bị Dương Tiêu thiết kế ăn một bà tai của Hoa Mộ Tranh. Sau đó trong buổi tối tiệc từ thiện của Tô Thiên Lung Thiên Hậu Châu Á trẻ tuổi bị Dương Tiêu bẩy một hó. Bây giờ nhớ lại việc Tạ Quần uống nhầm thuốc kích tình trở nên điên cuồng đè ép anh ta. Liên tục xé rách quần áo của anh ta, Bạch Quỳnh không rét mà run. Sự việc đó đã để lại một bóng ma tâm lý không thể xóa khỏi lòng Bạch Quỳnh. Thật không, vậy anh cũng quá coi thường Dương Tiêu rồi, Hoa Mộ Tranh khinh thường nói. Bạch Quỳnh nghe thấy thế, anh ta tức giận sắp bùng nổ.
Bị người phụ nữ được định là của mình, đã bị nhốt còn nghĩ đến người đàn ông khác, thật sự là một nỗi nhục. Bạch Quỳnh Tiền thêm một bước, nghĩa trong tay Hoa Mộ Tranh cách cô hỏng cô gần hơn, trong nháy mắt chiếc cỗ trắng như tuyết của cô tràn đầy tơ máu. Bạch Quỳnh tức giận, tốt tốt tốt, Mộ Tranh, đêm nay anh sẽ không so đo với em, ngày mai em đã được định sẵn là người phụ nữ của anh. Bạch Quỳnh nói xong lập tức rời khỏi phòng, đá vào người gác cửa, tức giận nói, tại sao trong tay cô ấy lại cầm cái nĩa? Cậu chủ, là dụng cụ ăn tối, tôi cũng không ngờ cô Hoa lại cực đoan như vậy. Người gác cửa khóc không ra nước mắt. Bạch Quỳnh nghe vậy lập tức chửi, đờ mờ, tức chết tôi. Dương Tiêu đúng không, ngày mai anh dám tới quê rồi tiệc cưới của ông đây, mẹ nó tôi sẽ tự tay giết chết anh. Khi Bạch Quỳnh đã hoàn toàn rời đi, đôi mắt không chịu thua kém của Hoa Mộ Tranh đã phủ đầy sương. Dù thông minh đến đâu thì đến tột, cùng cô vẫn là một người phụ nữ yêu đuôi. Nếu kết hôn với Bạch Quỳnh, cô thực sự sống không bằng chết. Nhìn bầu trời bao la đầy sao, đôi mắt phủ sương của Hoa Mộ Tranh tỏa ra tia sáng hy vọng. Người tôi thích là một anh hùng nổi tiếng thế giới, khi tôi gặp, chuyện sắp rơi xuống vực sâu, anh ấy sẽ giẫm lên những đám mây đầy màu sắc cứu tôi thoát khỏi đau khổ. Dương Tiêu, anh còn nhớ lời hứa anh đã hứa với tôi không? Dương Tiêu, ngày mai anh nhất định sẽ đến tiệc cưới cứu tôi ra khỏi biển khổ, đúng không? Ngày hôm sau Dương Tiêu dậy sớm, tắm rửa xong Đường Mộc Tuyết cũng đã dậy. Mộc Tuyết, hôm nay anh đi Giang Nam, nếu không có việc gì, đêm nay anh trở về. Dương Tiêu lên tiếng chào hỏi. Đường Mộc Tuyết vừa ngủ dậy dịu dàng mà điềm tĩnh, cô cười nhẹ nhàng, chú ý an toàn, em ở nhà đợi NHTL. Dương Tiêu mỉm cười gật đầu, đi ra ngoài đương nhiên cần phải nói với Đường Mộc Tuyết, tránh cho đừa, ân Mộc Tuyết không tìm thấy mình sẽ thấy lo lắng. Ăn sáng xong, Dương Tiêu đến bến xe sớm mua vé đi Giang Nam. Lần này, Dương Tiêu không lái xe mà chọn đi xe buýt. Lái xe mục tiêu quá lớn, lần trước trong buổi tiệc tối từ thiện Bạch Quỳ NS đã bị mình chơi một vô, còn không biết Bạch Quỳnh sẽ trả đũa mình như thế nào. Tất cả cứ yên lặng mà làm. Bạch Quỳnh, hy vọng anh không quá đáng, nếu cô Hoa bị một chút thương tổn gì, tôi sẽ khiến anh cảm thấy hối hận khi có mặt trên thế giới này. Đôi mắt Dương Tiêu lóe lên tia sáng lạnh. Anh đã nợ Hoa Mộ Tranh mấy ân huệ này Dương Tiêu cần phải trả. Xe buýt vừa khởi hành, một bóng người đứng trong đám đông ở nhà ga cười đùa, từ từ lây điện thoại ra thấp giọng nói, mục tiêu đã hành động. Dương Tiêu, mẹ nó anh thật sự dám tới. Sau khi nhận được tin tức, Bạch Quỳnh ở thành phố Giang Nam mắt nhủ muôn tóe lửa. Nghĩ đến sự sỉ nhục mà Dương Tiêu đã mang đến cho mình, vẻ mặt Bạch Quỳnh tân nhẫn, tốt tốt. Tốt, ảnh đã dán tới thì ông đây sẽ tiễn anh về Tây Thiên. Người đâu, mời tứ đại thần bắn tỉa Giang Nam tới. Vâng, cậu chủ, quản gia nhà họ Bạch lập tức đáp lại. Cùng lúc đó, trong bệnh viện nhân dân số 1, bà cụ Đường hôn mê gần một ngày, mệt mỏi mở mắt ra. Thấy bà cụ Đường mở mắt, Đường Hạo và Đường Dĩnh vui mừng nói, bà nội. Hạo Hạo, Dĩnh Dĩnh, nhìn cháu trai cháu gái mình, bà cụ Đường vô cùng yêu ớt. Bà nội, cháu ở đây. Đường Hạo bước nhanh tới, nắm tay bà cụ Đường. Đường Dĩnh cũng bước tới, quan tâm hỏi, bà nội, bà thấy khá hơn chưa A2? Nếu là bình thường, Đường Hạo và Đường Dĩnh sẽ không hề quan tâm đến sống chết của bà cụ Đường. Chỉ là hiện tại hai người đã khốn khó, chỉ có thể đi theo bà cụ Đường. Chỉ cần bà cụ Đường không chết, bà ta vẫn là bề trên của Đường Mộc Tuyết. Có thể diện của bà cụ Đường. Ít nhật Đường Mộc Tuyết sẽ không làm mọi chuyện đến bước đường cùng. Tình huống bên ngoài thế nào rồi? Sắc mặt bà cụ Đường tái nhọt hỏi. Đường Hạo vô cùng chán nản nói, bà nội, xong rồi, chúng ta xong đời rồi, tình hình chung đã qua, con cháu dòng chính nhà họ Đường đều về phe Đường Mộc Tuyết. Thậm chí, rất nhiều người ở Trung Nguyên vỗ tay tán thưởng, dường như Đường Mộc Tuyết kê vị mới là sự kỳ vọng của mọi người. Bây, giờ chúng ta không chỉ phá sản. Mà còn gánh trên vai món nợ khổng lồ của Lý Minh Hiên. Nhắc lại chuyện họ còn nợ Lý Minh Hiên 600 triệu tệ, mắt bà cụ Đường tối lại suýt ngất lần nữa. 600 triệu tệ, 600 triệu tệ tròn chẵn. Trong thời kỳ đỉnh cao nhà họ Đường có định giá thị trường chỉ gần 100 triệu tệ. Giờ họ không chỉ như chó nhà có tang mà còn gánh thêm khoản nợ không lỗ, bà cụ Đường gần như không thở nổi. Còn nữa bà nội, quà cưới của cháu cũng bị Chính Thu quản gia. Nhà họ Du Hy ở Đề Đô mang đi rồi, không những thế, tất cả nhà cửa của chúng ta đều bị thế chấp.
giờ phút này ngay cả nhà chúng ta cũng không có, bà nội, bà nói xem bây giờ chúng ta phải làm thế nào. Hai mắt Đường Dĩnh phủ một tầng sương. Bọn họ từng không lo cơm ăn áo mặc, vinh quang đẹp đẽ, nhưng bây giờ thật sự không băng chó hoang. Cái gì, còn có chuyện như vậy? Bà cụ Đường trơn to hai mặt. Vẻ mặt Đường Hạo như đưa đám, đúng vậy, bà nội, chúng ta xong rồi, đều kết thúc. Phụ ti. Trong tích tắc, bà cụ Đường cảm thấy tức ngực, nôn ra một ngụm máu. Thằng nhãi danh ức hiếp tôi. Bà cụ Đường bi thương hét lên. Ngay sau đó, thân thể già nua của bà ta ngồi bật dậy, rồi đột ngột ngã quỵ xuống, hai mặt mở to, hơi thở gấp gáp. Đường Hạo và Đường Dĩnh cực kỳ hoảng sợ, bà nội. Đôi mắt già nua của bà cụ Đường mở to, xen lẫn sự oán hận sâu sắc. Bà nội, không còn sớm nữa, bà về dưỡng lão đồ một giây trước khi bà cụ Đường qua đời, bà ta không khỏi nhớ lại câu nói mà Dương Tiêu đã nói với mình. Ngay sau đó, hai mắt bà Đường trở nên vĩnh hằng, không còn thở được nữa. Bà nội, thầy, bà cụ Đường qua đời, Đường Hạo và Đường Dĩnh không nhịn được nữa kêu la thảm thiết. Bà cụ Đường cứng cỏi khí phách một đời vì che chở cho con cháu của mình, lựa chọn sai đại cục, dẫn đến tuổi già tàn lụi ủ ê có kết cục bị thảm. Với cái chết của bà cụ Đường, cuộc chiến gia tộc này mới chính thức vén màn. Dương Tiêu cũng không ngờ vì mình mà bà cụ Đường đang sông sờ sờ tức đến mức qua đời. Anh cũng không ngờ bà cụ Đường qua đời, Đường Mộc Tuyết lên nắm quyền, sóng gió thật sự mới sắp ập đến. A An, nhìn thấy bà cụ Đường qua đời, Đường Hạo hét thảm thiết, vang vọng khắp bầu trời. Dương Tiêu, tao và mày không đội trời chung, sớm muộn gì tao cũng sẽ tự tay lấy mạng của mày. Vẻ mặt Đường Hạo dữ tợn điên cuồng hét lên. Đường Dĩnh cực kỳ bi thương, cô ta nắm chặt tay, thề trong lòng sẽ có một ngày sẽ tiêu diệt được Dương Tiêu, sẽ có ngày cô ta khiến đẻ ỏng Mộc Tuyết quỳ trước mặt mình sám hồi. Lúc này, Dương Tiêu ở trong xe đã lên đường cao tốc. Sáng sớm trên xe không có nhiều người, ngồi ghế bên cạnh là hai chị em ăn mặc thời thượng. Người phụ nữ ăn mặc thời thượng cảm thán, Tiêu Phong, anh chàng tên Dương Tiêu kia giỏi ghê, ở dê 5 năm, không lộ thân phận cậu chủ nhỏ nhà họ Dương ở Đề Đô, như vậy mà cũng có thể nhịn được. Chị, đây còn không phải chuyện giỏi nhất, mà giỏi nhất là người ta không cần sự trợ giúp của gia tộc lại có thể đổi được nhà họ Đường ở Trung Nguyên, đây mới là chuyện giỏi nhất. Thanh niên bên cạnh vui vẻ nói. Khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ thời thượng rất đặc sắc nói, đúng vậy. Quá giỏi, nghe nói Dương Tiêu này cũng không sâu trai, đặc biệt yêu vợ. Nếu chỉ có thể gặp được một ngựa ỏi đàn ông tốt như vậy thì tốt biết mây. Làm người phải có niềm vui tràn tia, lấy chồng phải lấy Tiêu Thái Lang. Nghe vậy, Dương Tiêu không khỏi bật cười. Tiêu Thái Lang, xưng hô này thực sự thú vị. Nghe thấy tiếng cười bất ngờ của Dương Tiêu, người phụ nữ thời thượng không vui nói, anh cười gì? Không có gì, Dương Tiêu cười nhạt nói. Anh không muốn có thêm chuyện, nhưng thực sự rất buồn cười, anh không thể nhịn được cười. Thanh niên nhếch môi, hừ, nói cho anh biết, Dương Tiêu là thần tượng của tôi, anh đây là đang xúc phạm thần tượng của tôi. Kiêu người hay ghen tị với người khác như anh tôi thấy quá nhiều rồi, anh cứ ghen tị đi, loại cặn bã nhỏ như anh đứng trước mặt thần tượng tôi còn không bằng cái rắm. Tiểu Phong, mặc kệ anh ta. Ánh mắt của người phụ nữ thời thượng dân trở nên khinh thường. Như thế khi Dương Tiêu cười là đang sỉ nhục nam thần, thần tượng của họ. Dương Tiêu sờ mũi không giải thích, bây giờ anh chỉ muốn bình yên vô sự đến Giang Nam cứu hoa mộ tranh. Thành phố Giang Nam, trong nhà họ Bạch. Một người giúp việc báo cáo, cậu chủ, Dương Tiêu đã đến Giang Nam. Tốt lắm, báo với tứ đại thần bắn tỉa, bằng mọi giá phải giết anh ta. Bạch Quỳnh tàn nhân nói. Vâng. Người giúp việc cung kính đáp. Bạch Quỳnh cười giữ tọn, ánh mắt nham hiểm, như thế Dương Tiêu đã ngã xuống. Tất cả các chỗ xuống đường cao tốc ở Giang Nam đều là chỗ cao. Lúc này, bốn tay bắn tỉa đã ngắm bắn vào xe buýt từ tứ phía trên cao. Tên cầm đầu bấm máy bộ đàm nhắm ngay đầu Dương Tiêu nói nhỏ, mục tiêu ghế 32, hành động. Pằng 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 pằng. Trong tích tắc, bốn người cùng nhau bóp cò, bốn viên đạn bắn ra về phía đầu của Dương Tiêu. Xoạt 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 xoẹt tô tại thời điểm bắn, toàn bộ luồng không khí bị bóp méo, bốn viên đạn lấy tốc độ bưng tai sét đánh bay về phía đầu của Dương Tiêu. Nhiệm vụ kết thúc, tên cầm đầu vui đùa nói. Ba người kia cũng thả lỏng, như thể giết chết Dương Tiêu là chuyện nhỏ dễ như trở bàn tay. Lỗ tai Dương Tiêu giật giật, khóe miệng hơi nhét lên, rốt cuộc người phải tới cũng đã tới. Pằng 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 pằng. Khoảnh khắc tiếp theo,
viên đạn xuyên qua cửa kính ô tô, bắn về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu ngửa cổ, bốn viên đạn xê qua cách ra đầu của Dương Tiêu chưa tới 1 cm. Đột nhiên, cửa sổ xe buýt vỡ tung, trong xe buýt vang lên tiếng la hét. Tài xế giật mình, phanh gấp. Ngay lúc này, Dương Tiêu hét lớn, có sát thủ, tất cả nằm xuống. Cái gì, có sát thủ, mau nằm xuống. Một người sợ hãi hét lên. Mọi người trong xe đều sợ choáng váng, ôm đầu nằm xuống. Người phụ nữ thời thượng và thanh niên sợ hãi tái mặt, cùng cúi thấp người. Trong chốc lát, trong toàn bộ xe buýt chỉ có một mình Dương Tiêu không nằm. Người phụ nữ thời thượng nhìn Dương Tiêu hét lớn, anh điên à. Có sát thủ còn không mau nằm xuống. Chị ơi, chị nói xem có phải sát thủ xông tới vì chúng ta không? Thanh niên sợ hãi hỏi. Dương Tiêu cười khẽ, không, sát thủ tới là vì tôi. Anh, cả hai chị em đều ngạc nhiên. Sau đó, thanh niên cười khô, cái quằn. Nhìn cách ăn mặc của anh, vừa nhìn đã biết là tới Giang Nam đi làm. Biết chúng tôi có thân phận gì không? Chúng tôi là danh gia vọng, tộc ở Giang Nam, chết chắc rồi, chắc chắn sát thủ tới là vì chúng tôi. Dương Tiêu cười không nói lời nào, vừa nãy ở nhà ga anh đã nhận ra có người theo dõi mình. Nếu đã bại lộ, vậy thì Dương Tiêu muốn xem Bạch Quỳnh sẽ làm chuyện sâu gì. Điều đáng nói là bây giờ Dương Tiêu đã hồi phục đến 8 phần như ở thời kỳ đỉnh cao, không bao lâu nữa anh có thể trở lại thời Hoàng Kim. Chỉ mấy tên bắn tỉa, Dương Tiêu thật sự không để vào mắt. Tránh được, nhìn thấy Dương Tiêu vẫn còn sống, tứ đại thần bắn tỉa ở Giang Nam đều kinh ngạc. Bọn họ cách Dương Tiêu chưa tới 800 mét, trong khoảng cách ngắn như vậy người thường nhận định sẽ chết. Mặt mày tên cầm đầu xa sầm lại lạnh lùng nói, mục tiêu còn ở trong xe, giết anh tai. Vâng, lão đại, ba người kia đồng thanh đáp lại. Trên xe, người phụ nữ thời thượng lại nhắc nhở, đừng tìm chết, mau nằm xuống. Nếu tôi nằm xuống, mọi người trong xe sẽ xong đời. Dương Tiêu cười nói. Nói xong, Dương Tiêu nhẹ nhàng lấy các mảnh vỡ thủy tinh ra. Anh làm gì đấy? Người phụ nữ thời thượng thốt lên. Dương Tiêu cười nhạt, tôi không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục? Vẻ on nói xong, Dương Tiêu nhảy xuống xe. Không ổn, mục tiêu đã nhảy xuống xe. Một người trong đó lập tức phản ứng. Tên cầm đầu thấp giọng nói, khóa chặt xe buýt, anh ta không thể chạy thoát. Cả bốn người đều khóa mắt vào xe buýt, muốn đợi Dương Tiêu thò đầu ra sẽ lập tức giết Dương Tiêu. Tuy nhiên, sau 3 phút, họ sững sờ không nhìn thấy bóng dáng Dương Tiêu đâu cả. Mẹ kiếp, thằng danh kia đâu? Tên cầm đầu nhíu mày. Này, anh bạn, đang tìm tôi à? Đột nhiên, một giọng nói kỳ lạ vang, lên, sau lưng có người vỗ vai tên cầm đầu. Ai, vai bị chạm, tên cầm đầu quay đầu theo bản năng. Nhìn thấy Dương Tiêu xuất hiện kỳ diệu ở phía sau anh ta, cười nhìn anh ta. Tay bắn tỉa cầm đầu đột nhiên thay đổi sắc mặt, gì? Tìm chết. Cạch kẹ trồ ngay lúc anh ta muốn điều chỉnh hướng của súng bắn tỉa giết Dương Tiêu đã vung tay đánh lên súng bắn tỉa. Trước mặt Dương Tiêu khẩu súng bắn tỉa như bùn nhão lập tức bị Dương Tiêu làm biến dạng. Đờ mờ, nhìn thấy nòng súng của mình bị biến dạng, hai mắt tay bắn tỉa cầm đầu suýt nữa rơi ra ngoài. Vẻ on ngay sau đó, Dương Tiêu đưa tay phải bóp cổ tên cầm đầu. Dương Tiêu dùng sức, cơ thể của tên tay súng bắn tỉa cầm đầu bị nhắc lên như con gà. Tay súng bắn tỉa cầm đầu giấy giụa, tay của Dương Tiêu giống như kìm kẹp khiến anh ta không có cách nào thoát ra được. Ai bảo anh tới? Dương Tiêu hỏi. Tay súng bắn tỉa cầm đầu kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Tiêu, anh. Rốt cuộc anh là ai? Thân là tay đánh lén hàng đầu của Giang Nam, ngoài khả năng bắn tỉa xuất thần nhập hóa, anh ta còn siêu mạnh, ai ngờ đứng trước mặt Dương Tiêu một đòn cũng không chịu nổi. Tôi là ai hai lâu như thế bản thân tôi cũng suýt chút nữa đã quên mất mình là ai, Mr. Yang nghe thấy bao giờ chưa? Dương Tiêu bình tĩnh nói. Nghe đến đây, tay bắn tỉa cầm đầu vô cùng sợ hãi. Cái gì? Anh chính là Mr. Ang. Chẳng phải 5 năm trước anh đã biến mất khỏi thế giới rồi sao? Mr. Yang ý nghĩa như tên, chính là anh Dương, và năm đó Dương Tiêu trải qua mưa gió đã lấy tên Mr. Yang hành tâu. Chỉ là sau này anh gây ra mưa gió máu tanh quá nhiều, người phương Đông gọi anh là thân chết, người phương Tây gọi anh là Diêm Vương. Được rồi, bây giờ anh có thể cho tôi biết đáp án. Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Tay súng bắn tỉa cầm đầu cười khổ, làm công việc như chúng tôi, sẽ không để lộ danh tính của ông chủ. Có thể chết trong tay tử thần điện hạ,
quả thật cũng là vinh hạnh của tôi. Tử thần điện hạ, ra tay đi. Dương Tiêu gật đầu. Bất ngờ dùng lực, tay bắn tỉa cầm đầu chết ngay lập tức. Năm đó trong khi làm nhiệm vụ, Dương Tiêu đã đối phó với quá nhiều sát thủ, việc khai thác thông tin tình báo từ những quần thể như này là quá khó. Mục tiêu là thần chết Dương Tiêu. Đò mò, rút lui rút lui rút lui. Nghe được tin chấn động mà tay bắn tỉa cầm đầu nói trước khi chết qua máy bộ đàm, ba tay bắn tỉa còn lại đều bỏ chạy. Dương Tiêu liếc nhìn ba bóng người, người không động ta, ta không động người, biên mất tròn 5 năm, coi Dương Tiêu tôi dễ bắt nạt à. Bịch bịch bịch. Sau nửa phút, ba bóng dáng tuyệt vọng nữa ngã gục trên mặt đất. Đi thôi, Dương Tiêu trở lại xe. Nhìn thấy Dương Tiêu trở về, người phụ nữ thời thượng và thanh niên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Giải quyết xong rồi, anh giải quyết xong tất cả bọn sát thủ rồi. Đậu xanh rau má, rốt cuộc anh là ai? Thanh niên không thể tin được. Dương Tiêu nhún vai, tôi là Dương Tiêu mà các người nói. Hả, anh chính là Dương Tiêu? Vẻ mặt của người phụ nữ thời thượng rất đặc sắc. Dương Tiêu buông tay nói, đúng vậy, tôi là Dương Tiêu ở Trung Nguyên, thật 100%. Sau khi xác nhận thân phận của Dương Tiêu, hai chị em suýt nữa ngất xỉu. Nghĩ đến lời khinh thường vừa rồi đối với Dương Tiêu, hai người đều cảm thấy xấu hổ. Anh chính là thần tượng của tôi à? Trời ạ, không, đánh không quen biết, xin lỗi, vừa rồi tôi quá bốc đông. Thanh niên sâu hổ nói. Người phụ nữ thời thượng cũng ngại ngùng, vừa rồi cô ta còn nói trước mặt Dương Tiêu là Tiêu Thái Lang. Dương Tiêu cười nói, không sao. Nam thân, tôi tên là Triệu Tỉnh Tỉnh, đây là em trai tôi Triệu Phong. Lần này idol tới Giang Nam làm gì vậy? Người phụ nữ thời thượng tên Triệu Tỉnh Tỉnh hỏi. Dương Tiêu nói thẳng, tới nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch, chẳng lẽ idol cũng tới nhà họ Bạch tham dự hôn lễ? Tốt quá rồi, chúng ta vừa hay tiện đường. Lần này trở về, chúng tôi tới nhà họ Bạch tham dự hôn lễ của Bạch Quỳnh, cậu chủ nhà họ Bạch, hay cùng đi đi. Thanh niên tên Triệu Phong vui vẻ nói. Dương Tiêu không từ chối, có người quen dẫn đường, anh cũng bớt được thời gian đi lại. Giờ phút này, bên trong biệt thự nhà họ Bạch, gia tộc mạnh nhất ở Giang Nam, khắp nơi tràn ngập không khí hoan hỉ, hầu hết các gia tộc giàu có ở Giang Nam đều đến chúc mừng. Hoa Mộ Tranh bị ép mặc váy cưới, gương mặt xinh đẹp tuyệt vọng nói, Dương Tiêu, không lẽ hôm nay anh không tới sao? Tới, Mộ Tranh, đời này Dương Tiêu sẽ không tới được, anh đã phái tứ đại thần bắn tỉa ở Giang Nam đi đột kích. Có tứ đại thần bắn tỉa ra mặt, chắc chắn Dương Tiêu sẽ chết. Bạch Quỳnh nghe thấy thế, vẻ mặt nham hiểm cười lớn. Cái gì, tứ đại thần bắn tỉa ở Giang Nam? Nghe đến đây, mặt mày Hoa Mộ Tranh tái đi. Cô từng nghe nói tứ đại thần bắn tỉa ở Giang Nam đều là nhân vật tàn nhẫn, không biết hai tay đã nhuốm bao nhiêu sinh mạng. Nếu tứ đại thần bắn tỉa ra tay, chẳng phải Dương Tiêu sẽ chết chắc sao? Ngay lúc Bạch Quỳnh cười điên cuồng, một giọng nói bất hòa đột nhiên vang lên, chết chắc. Thật không, ngại quá, hôm nay Dương Tiêu tôi đặc biệt tới đây. Giọng nói này là của Dương Tiêu. Nghe thầy thê, Bạch Quỳnh vô cùng sợ hãi. Nhìn xung quanh thì thấy vào lúc này ở công của gia tộc mạnh nhất ở Giang Nam có một chiếc chuông đồng to lớn, đứng bên cạnh chiếc chuông tê không là Dương Tiêu với đôi mắt rực lửa nhìn Hoa Mộ Tranh đang tuyệt vọng, khóe môi Dương Tiêu kẻo lên, xin lỗi, tôi đến muộn. Dương Tiêu, anh không sao. Hoa Mộ Tranh vui mừng rơi nước mắt. Vừa nãy nghe tin Bạch Quỳnh mời tứ đại thân ban tỉa ở Giang Nam đích thân ra mặt nhằm vào Dương Tiêu, Hoa Mộ Tranh đã rất căng thẳng, sợ Dương Tiêu sẽ gặp chuyện không may. Không ngờ ngay trước khi tiệc cưới sắp bắt đầu, vậy mà Dương Tiêu đã tới kịp. Mặc dù Dương Tiêu không đạp lên đám mây đầy màu sắc, nhưng khoảnh HBC hình bóng anh xuất hiện trái tim Hoa Mộ Tranh đã rung động sâu sắc. Bạch Quỳnh hét lên như thể vừa nhìn thấy ma, một giọt tiêu. Mẹ nó anh chui từ đâu ra? Rõ ràng anh ta đã bỏ ra rất nhiều tiền mời tứ đại thần bắn tỉa ở Giang Nam giết chết Dương Tiêu. Theo lý mà nói, bây giờ Dương Tiêu đã chết chắc rồi, làm sao bây giờ anh ta có thể xuất hiện ở biệt thự nhà họ Bạch? Người này là ai? Không biết hôm nay là ngày vui của cậu Bạch hả? Thế mà đưa chuông tới, quá láo xược. Đúng thế, đâu ra chuyện ngày vui của người ta lại đưa chuông tới chứ? Không may mắn, tôi thấy tên nhóc này tới đây gây chuyện ý. Cậu nhóc, biết chỗ này là chỗ nào không? Trong ngày vui của cậu Bạch lại dám đưa chuông tới, cậu chê sông lâu hả? Nhóm doanh nhân giàu có ở Giang Nam đều nhìn Dương Tiêu với ánh mắt không có thiện cảm, như thê đầu Dương Tiêu bị lừa đá, dám làm loạn ở đây.
hầu hết tất cả những người có mặt tại hiện trường đều coi nhà họ Bạch là người đứng đầu, và phần lớn đều là những người có mong muốn qua lại với nhà họ Bạch. Suy cho cùng, nhà họ Bạch là gia tộc mạnh nhất ở Giang Nam, có tính chất như nhà họ Cung ở thành phố Trung Nguyên, sức ảnh hưởng vô cùng sâu rộng. Dương Tiêu không quan tâm đến những ánh mắt dò ngó của đám ông to mặt lớn ở Giang Nam, anh đạp vào chiếc chuông đồng trăm cân cứ thế bị Dương Tiêu đá văng ra xa, suýt nữa trúng Bạch Quỳnh. Bang bang gồ, Bạch Quỳnh sợ đến mức lảo đảo lùi lại. Dương Tiêu, anh điên hả? Bạch Cường thẹn quá hóa giận. Hôm nay là ngày vui của anh ta, Dương Tiêu không chỉ đến gây rối mà còn tặng chuông, đây không ni là một sự sỉ nhục đối với mình sao? Bạch Quỳnh điên cuồng cực độ, anh ta thật sự muốn tát cho Dương Tiêu đang sống sờ chết đi. Ánh mắt Dương Tiêu như ngọn đuốc nhìn chằm chằm Bạch Quỳnh, cậu Bạch, trước đây tôi đã nhắc nhở anh rồi mà nhỉ. Hoa Mộ Tranh là nửa kia của tôi, hôm qua anh bắt cóc Mộ Tranh mang đi, đây không phải là không thích hợp sao? Thả Mộ Tranh, nếu không, hôm nay tôi thật sự sẽ tiễn anh về chầu ông bà. Tức giận. Dương Tiêu thật sự rất tức giận. Trước đó anh đã cảnh báo Bạch Quỳnh không có chuyện thì đừng tìm chuyện. Hôm qua Bạch Quỳnh không chỉ bắt cóc Hoa Mộ Tranh, hôm nay còn tìm tứ đại thần bắn tỉa Giang Nam tới giết mình, thật sự không thể tha thứ. Đã từng, anh vẫn luôn một mình, chỉ có cái đầu này làm bạn, muốn lấy đi cũng không dễ dàng như vậy. Bây giờ, anh có Đường Mộc Tuyết, có gia đình cùng bận lòng, muốn lấy nó lại càng khó hơn. Trời ạ, nam thần tới đây cưỡng hôn. Trong số rất nhiều khách mời tại bữa tiệc nhà họ Bạch, người phụ nữ thời trang Triệu Tịnh Tịnh và thanh niên Triệu Phong đều trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi Dương Tiêu tách khỏi bọn họ, ai biết trong nháy mắt, Dương Tiêu mang theo một cái chuông đồng tói, đây rõ ràng là tới đập nát nơi này mài cái quằn. Mộ Tranh và tôi có hôn ước từ nhỏ, tôi đây cưới hỏi đàng hoàng, Bạch Quỳnh hung tợn nói. Trong ánh mắt của nhiều khách mời, Dương Tiêu nhìn Hoa Mộ Tranh dịu dàng nói, cô thật sự bằng lòng đồng ý lây anh ta. Nếu cô bằng lòng, tôi sẽ không nói lời nào lập tức rời đi, coi như Dương Tiêu tôi là một trò cười. Nếu cô không bằng lòng, chỉ cần khẽ gật đầu, cho dù hôm nay lên núi đào biên lửa, Dương Tiêu tôi cũng sẽ mang cô đi. Cái gì? Vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều bị sốc. Kiêu ngạo, ngạo mạn, thuộc hạ nhà họ Bạch nghe thấy tiếng gió đã tới vây lây Dương Tiêu thành từng đoàn. Trong tay họ cầm vũ khí, như thể Dương Tiêu lại dám khoác lác không biết ngược, bọn họ sẽ lập tức đánh Dương Tiêu đến mức cha mẹ không nhận ra. Trong mắt Hoa Mộ Tranh hiện lên một tia gợn sóng, thân thể kích động run lên. Cho dù thuộc nhóm người chỉ số IQ cao trên thế giới, nhưng nhìn Dương Tiêu bá đạo trước mặt, trong lòng cô vẫn không nhịn được như có nai nhỏ chạy loạn. Mộ Tranh, em phải nghĩ cho kỹ nên trả lời như thế nào. Vẻ mặt Bạch Quỳnh vô cùng sâu. Nhà họ Hoa có rất nhiều ngành đầu tư vào khu vực Giang Nam, chỉ cần Hoa Mộ Tranh dám đi theo Dương Tiêu, một cuộc điện thoại của anh ta cũng đủ khiến cho bố cục công nghiệp của nhà họ Hoa ở khu vực Giang Nam lập tức phá thành mảnh nhỏ. Tia gợn sóng, thân thể kích động run lên. Cho dù thuộc nhóm người chỉ số IQ cao trên thế giới, như ân nhìn Dương Tiêu bá đạo trước mặt, trong lòng cô vẫn không nhịn được như có nai nhỏ chạy loạn. Mộ Tranh, em phải nghĩ cho kỹ nên trả lời như thế nào. Vẻ mặt Bạch Quỳnh vô cùng sâu. Nhà họ Hoa có rất nhiều ngành đầu tư vào khu vực Giang Nam, chỉ cần Hoa Mộ Tranh dám ấy theo Dương Tiêu, một cuộc điện thoại của anh ta cũng đủ khiến cho bố cục công N nghiệp của nhà họ Hoa ở khu vực Giang Nam lập tức phá thành mảnh nhỏ. Hoa Mộ Tranh biết Bạch Quỳnh đang đe dọa cô, nhưng hạnh phúc nằm trong tay cô. Hít sâu một hơi, ánh mắt Hoa Mộ Tranh trong veo nhìn Dương Tiêu, tôi không bằng lòng. Hừ! Hoa Mộ Tranh vừa cất lời, tất cả các khách mời ở Giang Nam đều đưa ra, cơ thể cứng đờ. Không, không bằng lòng. Thế mà Hoa Mộ Tranh không bằng lòng kết hôn với Bạch Quỳnh. Chẳng lẽ hôm qua Hoa Mộ Tranh thật sự bị Bạch Quỳnh bắt đưa tới đây? Nếu đúng như vậy thì quả thật là không nói nổi. Được, bây giờ tôi sẽ đưa cô đi. Dương Tiêu nghiêm nghị nói. Nói xong, Dương Tiêu đi về phía Hoa Mộ Tranh với ánh mắt như ngọn đuốc, trên người anh toát ra một loại khí thế sừng sững. Như thể anh là một con khủng long bạo chúa cổ đại, kẻ nào dám ngăn cản sẽ phải trả giá rất đắt. Nhìn thấy Dương Tiêu tới thật, Bạch Quỳnh gần như nổ tung tại chỗ, tốt, tốt tốt, Dương Tiêu anh được lắm, chơi tàn nhẫn với tôi đúng không? Được rồi, ông đây sẽ thỏa mãn anh. Lên! Mẹ nó lên hết cho tôi, đánh thằng danh này tàn phế cho tôi, đánh chết nó cho tôi, đánh nó răng rơi đầy đát. Vâng, cậu chủ, thuộc hạ nhà họ Bạch đồng thanh kêu lên.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, ít nhất 50 tên thuộc hạ tỉnh nhuệ của nhà họ Bạch lao về phía Dương Tiêu với khí thế hung thần ác liệt. Thằng nhóc này chết là cái chắc. Một vị khách ở Giang Nam cười khẩy. Nhà họ Bạch là gia tộc mạnh số 1 ở Giang Nam, nội bộ đều là cao thủ, Dương Tiêu gầy yêu, có lẽ một người xông lên cũng đủ sức đánh chết Dương Tiêu. Tên cầm đầu là có thân hình vạm vỡ với nắm đấm sắt cười hả ha nói, danh con, cậu nên cầu nguyện cú đấm của tôi sẽ không làm cậu đầu rơi máu chảy. Cứ việc đánh, Dương Tiêu khinh thường cười nói. Ở thời kỳ đỉnh cao của mình, dung trời chuyên đất, đánh vô số kẻ thù, một người đàn ông vạm vỡ thì tính là gì? Ngạo mạn, tên vạm vỡ lên, lao thẳng về phía Dương Tiêu. Mộ Tranh, em phải nghĩ cho kỹ nên trả lời như thế nào. Vẻ mặt Bạch Quỳnh vô cùng sâu. Nhà họ Hoa có rất nhiều ngành đầu ư vào khu vực Giang Nam, chỉ cần Hoa Mộ Tranh dám ấy theo Dương Tiêu, một cuộc điện thoại của anh ta cũng đủ khiến cho bố cục công N nghiệp của nhà họ Hoa ở khu vực Giang Nam lập tức phá thành mảnh nhỏ. Hoa Mộ Tranh biết Bạch Quỳnh đang đe dọa cô, nhưng hạnh phúc nằm trong tay cô. Hít sâu một hơi, ánh mắt Hoa Mộ Tranh trong veo nhìn Dương Tiêu, tôi không bằng lòng. Hừ! Hoa Mộ Tranh vừa cất lời, tất cả các khách mời ở Giang Nam đều đưa ra, cơ thể cứng đờ. Không, không bằng lòng. Thế mà Hoa Mộ Tranh không bằng lòng kết hôn với Bạch Quỳnh. Chẳng lẽ hôm qua Hoa Mộ Tranh thật sự bị Bạch Quỳnh bắt đưa tới đây? Nếu đúng như vậy thì quả thật là không nói nổi. Được, bây giờ tôi sẽ đưa cô đi. Dương Tiêu nghiêm nghị nói. Nói xong, Dương Tiêu đi về phía Hoa Mộ Tranh với ánh mắt như ngọn đuốc, trên người anh toát ra một loại khí thế sừng sững. Như thể anh là một con khủng long bạo chúa cổ đại, kẻ nào dám ngăn cản sẽ phải trả giá rất đắt. Nhìn thấy Dương Tiêu tới thật, Bạch Quỳnh gần như nổ tung tại chỗ, tốt, tốt tốt, Dương Tiêu anh được lắm, chơi tàn nhẫn với tôi đúng không? Được rồi, ông đây sẽ thỏa mãn anh. Lên, mẹ nó lên hết cho tôi, đánh thằng danh này tàn phế cho tôi, đánh chết nó cho tôi, đánh nó răng rơi đầy đát. Vâng, cậu chủ, thuộc hạ nhà họ Bạch đồng thanh kêu lên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ít nhất 50 tên thuộc hạ tỉnh nhuệ của nhà họ Bạch lao về phía Dương Tiêu với khí thế hung thần ác liệt. Thằng nhóc này chết là cái chắc. Một vị khách ở Giang Nam cười khẩy. Nhà họ Bạch là gia tộc mạnh số 1 ở Giang Nam, nội bộ đều là cao thủ, Dương Tiêu gầy yêu, có lẽ một người xông lên cũng đủ sức đánh chết Dương Tiêu. Tên cầm đầu là có thân hình vạm vỡ với nắm đấm sắt cười hả ha nói, danh con, cậu nên cầu nguyện cú đấm của tôi sẽ không làm cậu đầu rơi máu chảy. Cứ việc đánh, Dương Tiêu khinh thường cười nói. Ở thời kỳ đỉnh cao của mình, dung trời chuyên đất, đánh vô số kẻ thù, một người đàn ông vạm vỡ thì tính là gì? Ngạo mạn, tên vạm vỡ lên, lao thẳng về phía Dương Tiêu. Nhìn thấy tên vạm vỡ xuất chiêu, Bạch Quỳnh vui đùa nói, người này là nhà vô địch quyên anh ngâm Giang Nam, trong ba chiến binh hàng đầu của nhà họ Bạch, Dương Tiêu chết là cái chắc. Bạch Quỳnh vừa nói xong thì thấy tên vạm vỡ vừa tiến đến chỗ Dương Tiêu lập tức bị đập vào tường như một viên đạn đại bác. Ngoá, nhìn thấy nhà vô địch quyền anh ngâm Giang Nam bị Dương Tiêu đánh bại ngay lập tức, tất cả những người có mặt trong biệt thự nhà họ Bạch đều thay đổi sắc mặt. Mẹ nó, thật sự đã đánh giá thấp tên khốn này, cùng lên đi. Thấy nhà vô địch quyền anh ngầm bị đánh bại trong nháy mắt, trong mắt Bạch Quỳnh toát ra sát khí nồng đậm. Giết anh ta, đám thuộc hạ nhà họ Bạch hét lên. Dương Tiêu tùy ý vung nắm đấm, một người ngã xuống. Đá một chân, một tên vạm vỡ thô kệch khác quỳ trên mặt đất. Một người, 10 người, 30 người. Trong tia sáng điện và đá lửa, những tên thuộc hạ vạm vỡ tinh, nhuệ của nhà họ Bạch đều ngã xuống đất, không ngừng kêu gào. Mẹ ơi, nhóm thuộc hạ còn lại nhìn Dương Tiêu như nhìn thấy quỷ ra đâu tê dại. Bạch Quỳnh cũng sửng sốt, ân hoàng nhìn Dương Tiêu, anh. Cuộc anh là người hay là ma? Tất cả khách mời ở Giang Nam cũng đều kinh hãi, sức chiến đấu này quá kinh người phải không? Chẳng lẽ người này là chiến thần vô song hả? Nhìn thoáng qua mọi người tại hiện trường, bị Dương Tiêu liếc mắt nhìn, cả đám đều sởn cả tóc gáy. Dương Tiêu chỉ vào Hoa Mộ Tranh, một loại hơi thở sừng sững chưa từng có toát ra từ trên người Dương Tiêu. Hôm nay, tôi muốn đưa cô ấy đi, dám hỏi, ai dám ngăn cản? Vèo vèon một loại hơi thở mạnh mẽ từ trên người Dương Tiêu lướt qua mọi người, nhóm thuộc hạ tinh nhuệ của nhà họ Bạch đều sợ hãi, lui về sau liên tục. Giờ phút này, Dương Tiêu giống như một chiến thần vô song, quét sạch mọi kẻ thù của nhà họ Bạch. Anh chàng này là yêu quái à? Nhiều vị khách chết lặng. Phải biết rằng,
nhà họ Bạch là gia tộc lớn nhất ở Giang Nam, ai có thể ứng Tuyên Thành thuộc hạ của nhà họ Bạch cũng phải một chọi mười. Ai có thể ngờ rằng đám thuộc hạ tỉnh nhuệ nhà họ Bạch ở trước mặt Dương Tiêu lại như chó như gà, không chịu nổi một đòn. Nhìn thấy sự tàn bạo của Dương Tiêu, hai mắt Bạch Quỳnh như nút ra, nói, Dương Tiêu, anh đừng khinh người quá đáng. Rốt cuộc là tôi khinh người quá đáng hay là anh khinh người quá đáng đây? Giữa ban ngày ban mặt cưỡng ép con gái nhà lành, cùng cướp đoạt có khác gì nhau? Nếu nói tôi khinh anh, hôm nay Dương Tiêu tôi khinh thường cho anh xem, thế nào? Dương Tiêu trừ âng mắt nhìn Bạch Quỳnh, một loại áp lực vô hình quét qua. Bạch Quỳnh là công tử bột, anh ta nào có thể chịu đựng được hơi thở khổng lồ này, anh ta, loạng choạng suýt chút nữa đã ngã lăn quay. Dương Tiêu liên tục đi về phía Hoa Mộ Tranh, mọi người có mặt trong biệt thự nhà họ Bạch đều lộ vẻ kinh ngạc, không ai dám ngăn cản. Dương Tiêu đi tới trước mặt Hoa Mộ Tranh, nhẹ nhàng nắm bàn tay mềm mại của Hoa Mộ Tranh thấp giọng nói, chúng ta đi thôi. Ừ, được Dương Tiêu nắm bàn tay mềm mại của mình, thân thể Hoa Mộ Tranh run lên, trái tim rung động. Đã lấy thân phận là bạn trai Hoa Mộ Tranh cướp dâu, Dương Tiêu tự nhiên muốn làm mọi thứ theo tự nhiên. Nắm tay Hoa Mộ Tranh, Dương Tiêu đi thẳng về phía bên ngoài biệt thự, nhà họ Bạch. Nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, tất cả con cái của gia đình giàu có ở Giang Nam đều ngắn ra, không ai ngờ được Dương Tiêu lại hung dữ như vậy. Chỉ một người đã khiến toàn trường bị sốc. Úi trời, nam thần quá tuyệt đúng không? Đáy mắt Tịnh Tịnh toát ra tia sóng. Thiếu niên Triệu Phong cảm thán, nổi giận dựng, cả tóc gáy chỉ vì hồng nhan, không hồ là thần tượng của mình, cuồng duệ huyền khốc điều tạc thiên. Sao cuồng duệ huyền khốc điều tạc thiên, ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, dùng để hình dung một người rất giỏi về phương diện nào đó hay sự việc nào đó khiến người khác kinh ngạc. Tức chết tôi, nhìn thấy Dương Tiêu không kiêng nề gì dẫn Hoa Mộ Tranh rời đi, Bạch Quỳnh suýt nữa nổ tung tại chỗ. Cướp dâu trước mặt nhiều con cái nhà giàu quyên thê ở Giang Nam, điều này chẳng khác gì vô hình chung đánh nhiều cái tát vào khuôn mặt già của anh ta. Đáng tiếc Bạch Quỳnh không đủ can đảm đối đầu trực diện với Dương Tiêu, anh ta sợ người tiếp theo ngã trên mặt đất là mình. Gương mặt xinh đẹp của Hoa Mộ Tranh đỏ bừng, trong lòng bình tĩnh mặt hồ nổi gợn sóng, rất lâu cũng không thể bình tĩnh được. Cô thực sự không ngờ Dương Tiêu đã thực sự đến hiện trường với tư thế vội vàng, cứu cô ra khỏi bể khổ. Không hiểu vì sao, nhìn bóng lưng thẳng như kiếm của Dương Tiêu, Hoa Mộ Tranh không nhịn được trong lòng như có nai nhỏ chạy loạn. Như thể chỉ cần cô đi theo người đàn ông này, cho dù trước mặt là vực thắm cô cũng có thể hoành hành. Kít! Ngay lúc Dương Tiêu cùng Hoa Mộ Tranh bước ra khỏi biệt thự nhà họ Bạch, mấy chiếc xe thể thao mây chục triệu tệ nhanh chóng chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Một người đàn ông trung niên vừa xuống xe, nhìn thấy Hoa Mộ Tranh bị đưa đi, trong lòng không khỏi sự âng sốt. Người đàn ông trung niên này là bố của Bạch Quỳnh, Bạch Tỉnh Hải chủ nhà họ Biên, gia tộc mạnh nhất ở Giang Nam. Nhìn thấy Bạch Tinh Hải đã trở lại, Bạch Quỳnh, như túm được cọng rơm cứu mạng vội vàng hét lên, bồi. Quỳnh Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn trong toàn bộ biệt thự nhà họ Bạch, sắc mặt Bạch Tỉnh Hải, chủ nhà họ Bạch âm trầm như nước. Vừa nãy ông ta chỉ mới tiếp đón mấy ông lớn, ai ngờ vừa mới quay lại đã xảy ra chuyện như vậy. Hoa Mộ Tranh là con dâu của ông ta, giờ lại có người tới cướp cô dâu, này đặt thể diện nhà họ Bạch ở Giang Nam ở đâu? Bạch Quỳnh đổ thêm dầu vào lửa, nói mọi S27 với Bạch Tinh Hải, bỏ, tên khốn kiếp này quá đáng. Không chỉ đến cướp dâu mà còn đưa chuông tới nhà họ Bạch chúng ta, không hề để nhà họ Bạch chúng ta vào mắt. Ồ, nghe vậy, con người Bạch Tinh Hải có tút lại, một loại hơi thở trên cao chưa từng có trào ra từ trên người ông ta. Ông ta dừng lại trước mặt Dương Tiêu, trịnh trọng nói, cậu này, cậu có phải là quá đáng không? So với nhà họ Bạch các người, tôi đã rất tốt tính rồi, tránh ra. Dương Tiêu không hề nhẹ nhàng mắng. Cái gì, tránh ra? Nghe vậy, đông đảo khách mời bên trong nhà họ Bạch hít một hơi lạnh, ánh mắt nhìn Dương Tiêu càng thêm kinh ngạc. Bạch Tinh Hải là ai? Đó là người đứng đầu nhà họ Bạch, gia tộc mạnh nhất ở Giang Nam, giá trị con người hàng trăm tỷ tệ, chỉ cần một ý nghĩ. Một gia tộc giàu có bậc nhất có thể bị tan thành mây khói dễ như trở bàn tay. Tên nhóc này dám nói khoác không biết ngượng với Bạch Tỉnh Hải, chê sống lâu thật hả? Hôm nay là ngày vui của cậu con trai Bạch Quỳnh, bây giờ còn có những vị khách quan trọng, Bạch Tỉnh Hải không muốn làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Ông ta nhìn chằm chằm Dương Tiêu nói, người trẻ tuổi, để Mộ Tranh lại, sau đó lập tức biết khỏi mắt tôi, đừng có không biết trời cao đất rộng. Không biết trời cao đất rộng.
Thật không, hôm nay tôi nhất định phải đưa cô ấy đi, ai dám ngăn cản. Dương Tiêu nhìn thẳng Bạch Tinh Hải. Năm mới nhóm chuyên ôn chúc cả nhà vạn sự như ý, an khang thịnh vượng nhé. Chỉ một gia tộc mạnh nhất Giang Nam, Dương Tiêu thật sự không quan tâm. Năm đó anh rong ruổi khắp thế giới, hầu hết tất cả những người anh nhắm đến đều là nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới. Năm đó anh quát tháo ngang dọc, không biết có bao nhiêu nhà tài phiệt đăng cấp thế giới bị Dương Tiêu nhổ tận gốc. Giống như bí cảnh Taekwondo cổ của Hàn Quốc, nếu không phải Hàn Quốc kịp thời liên lạc với các lãnh đạo trong nước, Dương Tiêu sẽ thực sự quét sạch toàn bộ bí cảnh Taekwondo. Bạch Tỉnh Hải nhìn thẳng Dương Tiêu, vẻ mặt ảm đạm như có thể vắt ra nước, người trẻ tuổi, tuyệt đối không nên không biết mùi vị. Nếu không có chuyện gì thì lập tức tránh ra, nếu dám ngăn cản tôi, cứ tận lực mà đánh. Dương Tiêu lạnh lùng nói. Hôm nay anh đã định sẵn sẽ mang Hoa Mộ Tranh rời đi, kẻ nào dám ngăn cản anh sẽ nghiền nát người đó. Nếu nhà họ Bạch không biết tốt xấu gì, thì Dương Tiêu thật sự không ngại cho cả nhà họ Bạch một cái kết. Ngạo mạn, thấy Dương Tiêu không có ý ăn năn, Bạch Tỉnh Hải hoàn toàn tức giận. Ông ta quay lại nhìn một người trung niên, cung kính nói, bậc thầy Ngô, hôm nay con trai tôi kết hôn, kính nhời. Chủ nhà Bạch yên tâm, chuyện này cứ việc quấn lên người tôi. Người đàn ông trung niên cười khẩy đứng ra. Thấy rõ người bước ra là ai, Bạch Quỳnh vui mừng khôn xiết. Hóa ra là chú Ngô, tốt quá rồi, bây giờ tên Dương Tiêu khốn kiếp chết là cái chắc. Khi người đàn ông trung niên bước ra ngoài, một số các gia đình giàu có ở Giang Nam cũng đều rất ngạc nhiên. Đờ mời đây, đây không phải là người 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 đó sao? Một người thốt lên. Đò mò, đúng vậy chính là ông ấy, người này là võ thuật nước nhà, chủ tịch hiệp hội võ thuật nước ta Ngô Đạo Tôn. Cái gì, ông ấy là Ngô Đạo Tôn? Ngô Đạo Tôn có tài năng võ thuật đã phá kỷ lục kia. Danh tính người đàn ông trung niên được phơi bày, trong hiện trường vang lên một trận ồn ào. Đúng vậy, người đàn ông trung niên mặc thường phục kiêu cũ này chính là Ngô Đạo Tôn, chủ tịch hiệp hội võ thuật Trung Quốc, một nhân vật huyền thoại trong giới học võ. Dương Tiêu nhướng mày nhìn Ngô Đạo Tôn, sao? Ông định ngăn cản tôi? Người trẻ tuổi, Đừ TNG không biết tốt sâu, tôi không muốn ra tay, để cô hoa lại, cậu lập tức biên mắt. Nếu cậu lại trì hoãn lễ cưới của Bạch Quỳnh cậu Bạch, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Ngô Đạo Tôn kiêu ngạo, không hề để Duy Ít Tiêu vào mắt. Ông ta liếc mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu với tư thế trên cao nhìn xuống. Như thế trước mặt ông ta Dương Tiêu không đáng nhắc tới. Nếu Dương Tiêu không biết tốt xấu, hôm nay ông ta sẽ khiến Dương Tiêu trả giá bằng máu. Ngô Đạo Tôn chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Trung Quốc ra mặt, điều này khiến Bạch Quỳnh phần khích như được tiêm máu gà. Có chú Ngô ra tay, tên khốn kiếp này nhất định sẽ chết. Như mọi người đã biết, ngoài thân phận là chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Trung Quốc, Ngô, Địch Tôn còn được biết đến là đệ nhất võ thuật Trung Quốc. Người ta đồn rằng Ngô Đạo Tôn đã tích hợp được sức mạnh của hàng trăm trường phái võ thuật. Và trình độ võ thuật của ông ta xuất thần nhập hóa, ngay cả những bậc thầy ấn hình trong nước cũng không phải là đối thủ của ông ta. Bạch Tinh Hải chủ nhà họ Bạch chế nhạo, dám làm loạn ở nhà họ Bạch tôi, không biết sống chết. Trong mắt mọi người, lần này Dương Tiêu đã gặp rắc rối nghiêm trọng. Đệ nhất võ thuật Trung Quốc đã đến, bọn họ không tin hôm nay Dương Tiêu còn có thể nghênh ngang rời đi, không coi bọn họ ra gì. Tư thế kiêu ngạo của ông thật sự khiến người ta chán ghét. Mộ Tranh, cô lùi lại đi. Dương Tiêu quay lại thập giọng nói. Được Dương Tiêu gọi một cách trìu mến như vậy, khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ của Hoa Mộ Tranh lập lo ửng đỏ. Tuy nhiên, Hoa Mộ Tranh biết rất rõ Ngô Đạo Tôn này. Cô kéo Dương Tiêu, thấp giọng nói, Dương Tiêu, hay là anh đi đi, Ngô Đạo Tôn được công nhận là đệ nhất võ thuật Trung Quốc, anh không phải là đối thủ của ông tại. Không phải đối thủ, không thử thì làm sao tiết được, Dư Âm Tiêu cười nhẹ nhàng. Trước kia anh tung hoành ngang dọc, Ngô Đạo Tôn không phải là đệ nhất võ thuật Trung Quốc. Không phải là Dương Tiêu khoác lác, đệ nhất võ thuật Trung Quốc tiên nhiệm bị Dương Tiêu đánh bại, từ đó đã mai danh ẩn tích. Hoa Mộ Tranh lo lắng nói, không ý nên dính vào, Dương Tiêu anh mau đi đi, nếu vì tôi mà liên lụy đến anh, tôi sẽ cảm thấy có lỗi cả đời. Yên tâm, Dương Tiêu tôi không phải người lỗ mãng, chuyện này tôi có chừng mực. Dương Tiêu vỗ vai Hoa Mộ Tranh, ý bảo Hoa Mộ Tranh không cần lo lắng. Nhìn thấy Dương Tiêu không chút do dự muôn dân mình đi, Hoa Mộ Tranh vừa lo lắng vừa cảm động. Nhìn thấy Dương Tiêu thế mà có can đảm đối đầu với mình, Ngô Đạo Tôn lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, cậu có chắc muốn chơi một trận cùng tôi? Tôi nói trước, tôi rất ít ra tay,
nếu ra tay thì e rằng cậu ít nhất sẽ mất nửa mạng. Ngô Đạo Tôn đúng không? Được công nhận là đệ nhất võ thuật Trung Quốc phải không? Năm xưa Tiêu Chiến cũng không dám ăn nói lớn tiếng như vậy trước mặt tôi. Dương Tiêu lắc đầu. Cái gì, Tiêu Chiến cũng không dám ăn nói lớn tiếng trước mặt Dương Tiêu. Vừa rút lời, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường bàng hoàng một lần nữa. Tiêu Chiến đã từng là đệ nhất võ thuật Trung Quốc. Nghe, nói Tiêu Chiến đã chiến đấu với lưỡi dao sắc nợ của đất nước có biệt hiệu là thần chết. Tiêu Chiến mạnh mẽ và vô song cứ thế không chịu nổi một chiêu của lưỡi dao sắc bén của đất nước có biệt hiệu là thần chết chỉ dùng một ngón tay đã đánh bại ông ta. Kể từ đó, Tiêu Chiến đệ nhất võ thuật Trung Quốc tiền nhiệm biên mắt khỏi mắt công chúng, nghe nói Tiêu Chiến đang tìm kiếm một cảnh giới cao hơn của võ thuật. Vì vậy, Ngô Đạo Tôn kẻ đến sau đã lên trở thành đệ nhất võ thuật mới của Trung Quốc. Nghe thấy lời nói của Dương Tiêu, vẻ mặt của Ngô Đạo Tôn đột nhiên thay đổi, cậu nhóc. Cậu thật sự láo xược hết cỡ, biết Tiêu Chiến mang ý nghĩa võ thuật một thời đại không? Hồi đó, Tiêu Chiến còn chưa rời khỏi giới võ thuật, không ai là đối thủ của Tiêu Chiến, ngay cả Ngô Đạo Tôn đứng trước mặt Tiêu Chiến cũng là em trai. Ông đã biết Tiêu Chiến mang ý nghĩa võ thuật một thời đại, vậy mà còn dám ngăn cản tôi. Dương Tiêu khinh thường nói. Đối với người thân, Dương Tiêu luôn đối xử ôn tồn. Đối với kẻ địch, Dương Tiêu không hề cho chút thể diện nào. Nếu Ngô Đạo Tôn không biết tốt xấu, thì hôm nay Dương Tiêu sẽ dạy cho ông ta một bài học. Ngô Đạo Tôn tỏ vẻ khinh thường, chỉ dựa vào cậu. Một tên tóc miệng còn hôi sữa ăn nói bừa bãi, hôm nay tôi phải dạy cho cậu một bài học. Dám lấy truyền kỳ Tiêu Chiến thế hệ trước ra nói, như thể đã sỉ nhục toàn bộ võ thuật Trung Quốc. Chú Ngô, mau ra tay đi, thằng danh này ăn nói mê sảng, đừng nghe anh ta khoác lác. Bạch Quỳnh ở bên châm ngòi thôi gió. Bậc thầy Ngô, mong ngài hãy nhanh chóng khuất phục tên kiêu ngạo này. Bạch Tinh Hải chủ nhà họ Bạch trầm giọng nói. Đám khách mời ở Giang Nam đều có vẻ mặt khó nhìn, muốn khuất phục Dương Tiêu. Dương Tiêu tới cướp dâu, không chỉ tát vào mặt nhà họ Bạch, mà còn sỉ nhục giới hào môn ở Giang Nam bọn họ. Ngô Đạo Tôn tỏ vẻ bậc thầy phong độ, ông ta xua tay, người trẻ tuổi, tôi nhường. Cậu ba chiêu, tránh cho lại nói tôi bắt nạt người mới, ra tay đi. Nhường tôi ba chiêu, thôi, một chiêu cũng đủ làm ông liệt nửa người rồi, đến đi, tôi nhường ông ba chiêu. Dương Tiêu lạnh nhạt nói. Nhường đệ nhất võ thuật Trung Quốc ba chiêu. Nghe vậy, rất nhiều khách mời ở Giang Nam đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn Dương Tiêu như thể đang nhìn quái vật. Tên nhóc này điên hả? Nhường Ngô Đạo Tôn ba chiêu, đây là đang ti chết hả? Ngô Đạo Tôn có kỹ năng võ thuật mạnh cỡ nào, dùng đâu ngón tay cũng có thể hình dung được. Ngô Đạo Tôn cũng bị dáng vẻ kiêu ngạo của Dương Tiêu làm cho tức giận, cái gì? Cậu nhường tôi ba chiêu. Đúng vậy, ra tay đi, nếu không tôi sẽ dân người đi. Dương Tiêu lạnh nhạt nói. Bạch Quỳnh tức giận, chú Ngô, chú xem, tên này hoàn toàn coi thường chú, mau cho anh ta biết tay đi. Tốt tốt tốt, hậu sinh khảo ý, tôi muốn xem kẻ sinh sau này lây tự tin từ đâu ra dám lên mặt trước mặt tôi. Ngô Đạo Tôn hoàn toàn tức giận. Vẻ on trong phút chốc, trong mắt Ngô Đạo Tôn lóe lên một tia sáng lạnh, thân thể ông ta di chuyển nhanh, lấy tốc độ bưng tai sét đánh về phía đầu của Dương Tiêu. Nhìn thấy Ngô Đạo Tôn dị chuyển, mọi người đều thay đổi sắc mặt. Trời ạ, tốc độ nhanh ghê, không hồ là Ngô Đạo Tôn đệ nhất võ thuật Trung Quốc, này quá mạnh đúng không? Hai mắt Bạch Quỳnh sáng lên, chú Ngô quá mạnh, khí thế hùng hăng đảnh chết anh ta đi. Dương Tiêu, cẩn thận! Cảm nhận được sự tức giận của Ngô Đạo Tôn, gương mặt xinh đẹp của Hoa Mộ Tranh tái nhợt. Ngay lúc cú đá lạnh thấu xương sắp đảnh vào đầu Dương Tiêu, đầu của Dương Tiêu hơi né ra, tránh được cú đá nhanh như chớp. Tránh được, thấy Dương Tiêu tránh dễ dàng, mọi người có mặt tại hiện trường đều ngạc nhiên. Hả, Ngô Đạo Tôn chợt giật mình. Vừa rồi ông ta đã chính thức ra tay, nhưng không ngờ thanh niên trước mặt này lại tránh được. Ông ta vô cùng tự tin vào kỹ năng của mình. Võ sư bình thường cũng không tránh được, xem ra tên nhóc trước mặt này quả thật có chút tài năng. Dễ dàng tránh được cú đá này, Dương Tiêu chế nhạo, chú trọng sức bùng nô mà bỏ qua độ chính xác, phế vật. Phế vật, cậu dám sỉ nhục tôi là phế vật, Ngô Đạo Tôn nổi trận lôi đình. Hai mắt ông ta tràn đầy phẫn nộ, tung ra một đâm dài mạnh mẽ. Dương Tiêu né người sang một bên, lại dễ dàng tránh được. Độ chính xác đã đủ, nhưng tốc độ chậm nửa nhịp, rác rưởi. Đối mặt với Ngô Đạo Tôn, Dương Tiêu mỉa mai không thương tiếc.
Cái gì? Rác rưởi, khốn kiếp, Ngô. Đạo Tôn nghe xong, mũi gần như bốc khói. Là người được công nhận là đệ nhất võ thuật Trung Quốc, thế mà lại bị thằng nhóc miệng còn hôi sữa sỉ nhục mậy lần liên tiếp, làm sao ông ta có thể không tức giận. Ông ta lại ra tay, bất chấp tốc độ, sức bùng nổ đã đạt đến giới hạn. Đáng tiếc Dương Tiêu vẫn né tránh dễ dàng. Dương Tiêu trêu chọc, tức giận sẽ khiến người ta mất lý trí. Là bậc thầy võ thuật, ngay cả chuyện này mà ông cũng không biết, đệ nhất võ thuật chó má gì chứ. Hết ba chiêu, bây giờ tới lượt tôi. Vẻ on nói xong, tay phải của Dương Tiêu hóa thành chòm sao thanh long tấn công mạnh mẽ. Hay lắm, nhìn thấy Dương Tiêu chủ động tấn công, Ngô Một Tôn như được tiêm một liều thuốc kích thích cũng tung năm đấm của mình ra. Ông ta hoàn toàn tin tưởng rằng chỉ cần Dương Tiêu dám đối đầu trực diện với ông ta có thể đánh bại Dương Tiêu dễ dàng. Thằng danh này chết là cái chắc, vẻ mặt của Bạch Quỳnh và những người khác đều tràn đầy ý cười. Như thể Dương Tiêu đã bị Ngô Đạo Tôn đánh bại, ngã xuống đất như chó kéo dài hơi tàn. Ngay lúc mọi người cho rằng Dương Tiêu đã xong đời, năm đâm tưởng như nhẹ nhàng của Dương Tiêu đã nhanh chóng hóa thành bóng ma, hung hăng rơi xuống. Àm! Trong khoảnh khắc tiếp theo, ngay cả Ngô Đạo Tôn cũng không nhìn thấy Dương Tiêu ra tay như thế nào, chỉ cảm thấy ngực đau nhói, một lực lượng cực lớn quét qua người mình. A-an một tiếng hét thảm thiết vang lên, trong ánh mắt của mọi người, thân thể của Ngô Đạo Tôn bị đánh bay hơn 10 mét gạch dưới rông. Như một quả đạn đại bác, cả người nặng nề đáp trên mặt đất. Phụt! Tại thời điểm tiếp đất, Ngô Đạo Tôn đã nôn ra một ngụm máu, hơi thở yếu ớt, cả người hoàn toàn mất hết sức chiến đấu. Gì đây? Nhìn thấy Ngô Đạo Tôn bị Dô Âng Tiêu đánh bại trong vài giây, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều trố mắt. Chỉ với chút sức lực này mà còn dám ngăn cản tôi. Tôi còn chưa dùng lực, ông đã ngã rồi. Dương Tiêu chế nhạo. Ngô Đạo Tôn ôm chặt ngực nhìn chăm chăm vào Dương Tiêu với gương mặt tái nhọt không còn chút máu, như là chợt nghĩ tới điều gì, kinh ngạc hét lên. Kỹ năng thật đáng sợ, chẳng. Chẳng lẽ cậu chính là thần chết điện hạ trong truyền thuyết? Thần chết điện hạ. Nghe thấy tiếng hét chói tai của Ngô Đạo Tôn, hàng nghìn người thay đổi sắc mặt. Trong chốc lát, vô số người có mặt tại hiện trường há to miệng, đột nhiên im lặng. Thần chết, biệt danh này gần như là một tồn tại cấm kỵ. Thần chết, lưỡi dao sắc bén của đất nước mạnh nhất trong lịch sử Thiên Phủ Chỉ Quốc, lấy tên Mr. Yang sánh bước trên đấu trường quốc tế, bất cứ nơi nào anh ấy đi qua đều có thể gây ra một trận mưa gió đẫm máu. Danh hiệu thần chết này thường lang bạt mưa bom bão đạn bên biên giới, giết địch như ma, không biết trên tay đã nhuộm bao nhiêu máu. Vì trên tay có quá nhiều mạng người, nên thần chết điện hạ được người phương Tây gọi là Diêm Vương Đại Nhân. Diêm Vương ý nghĩa như tên gọi, năm quyền sinh tử, muôn người nào chết canh ba thì không ai có thể sống qua canh năm. Tiêu Chiến, võ sư đệ nhất thế hệ trước của Trung Quốc đã bị lưỡi dao sắc bén của đất nước có biệt danh là thần chết đánh bại chỉ bằng một ngón tay, từ đó đã rời thế giới võ thuật, theo đuổi một trạng thái võ thuật cao hơn. Cậu ta là thần chết, hai cha con Bạch Tỉnh Hải và Bạch Quỳnh đều thay đổi sắc mặt. Một luồng khí lạnh từ gót chân vọt lên đỉnh đầu, nếu Dương Tiêu là thần chết, thì chỉ cần một ý nghĩ đã thật sự có thể hủy cả nhà họ Bạch. Bạch Quỳnh càng không rét mà run, nghĩ đến N. Đã phái tứ đại thần bắn tỉa Giang Nam giết chết Dương Tiêu và mất tin tức, Bạch Quỳnh có thể đoán được sợ rằng tứ đại thần bắn tỉa Giang Nam kia đã chết. Chẳng lẽ, Dương Tiêu thật sự là thần chết điện hạ thế hệ cấm kỵ? Nhìn thấy cảnh tượng này, gương mặt xinh đẹp của Hoa Mộ Tranh muốn đặc sắc bao nhiêu thì đặc sắc bấy nhiêu đó. Thần chết, đó là danh hiệu giàu sắc thái, đó là lưỡi dao sắc bén nhất của đất nước Thiên Phủ Chi Quốc, quân nhân đặc chiến mạnh nhất trong lịch sử nước ta. Có tin đồn rằng 5 năm trước, người đàn ông được mệnh danh là thần chết đã hoàn toàn biến mất khỏi sân khấu thế giới. Thậm chí, phía chính phủ còn đưa ra thông báo cách đây 5 năm thần chết một đời đã lựa chọn xuất ngũ. Một khi tin tức được xác minh, toàn thể, giới chấn động, và vô số thế lực quốc tế vui mừng. Không thể không nói, khi thần chết rong ruổi trên đấu trường quốc tế, không biết có bao nhiêu người phải chịu áp lực không thở nổi. Thần chết đã tạo ra hết huyền thoại này đến huyền thoại khác. 5 năm trước khi phát tán tin tức, nhiều người ở trong nước than tiệc. Dương Tiêu vui mừng hoảng hốt, thần chết hả? Đã 5 năm, tròn 5 năm, rất ít người gọi biệt danh cũ của mình. Thần chết điện hạ, Diêm Vương Đại Nhân, Mr. Yang, đều là biệt danh của Dương Tiêu khi xưa. Cậu là thần chết điện hạ đúng không? Chắc chắn cậu là thần chết điện hạ. Ngô Đạo Tôn ôm ngực kinh hãi nói.
theo cái nhìn của ông ta, ngoài thần chết truyền kỳ ra, không ai có thể hạ gục ông ta trong vài giây. Cho dù là đệ nhất võ thuật thế hệ trước của Trung Quốc, muốn đánh bại ông ta cũng phải mất ít nhất 10 mây chiêu. Vừa rồi Dương Tiêu chỉ nhẹ nhàng ra tay, trông chậm nhưng lại như sấm sét, khiến ông ra khó có thể chống đỡ. Ngoại trừ thần chết điện hạ ra, Ngô Đạo Tôn không nghĩ ra nhân vật nào sẽ có thể hát tay đánh bại ông ta. Dương Tiêu thờ ơ nói, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là ông thua. Cho dù là thần chết điện hạ cũng được, Diêm Vương đại nhân cũng được hay Mr. Yang, tất cả đều là quá khứ. Bây giờ anh chỉ có một tên, đó là Dương Tiêu. Tên của anh là Dương Tiêu là xưng hô như bây giờ. Anh ta là thần chết, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. 5 năm trước, thần chết điện hạ bị những sát thủ hàng đầu thế giới bao vây, mây người trong 10 mây tay súng bắn tỉa hàng đầu thế giới đã đến, thần chết điện đã bị đồn là đã chết từ lâu. Bạch Quỳnh nói một cách chắc chắn. Bạch Tịnh Hải chủ nhà họ Bạch hoàn hồn, trầm giọng nói, đúng vậy, cậu ta không có khả năng là thân chết. Mọi người rơi vào im lặng một lúc, thần chết điện hạ đã từng là niềm tự hào tối cao của toàn bộ thiên phủ chi quốc. Sự đóng góp của thần chết điện hạ cho thiên phủ chi quốc là không thể thay thế. 5 năm trước, chính phủ thông báo thần chết xuất ngũ, rất nhiều người đã suy đoán thần chết điện hạ đã chết. Nếu không, dựa vào kỹ năng của thần chết sẽ hoàn toàn không có khả năng xuất ngũ. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay tôi sẽ đưa Mộ Tranh đi. Dương Tiêu không thèm phí lời với những người này. Chúng ta đi, Dương Tiêu nhìn Hoa Mộ Tranh. Hoa Mộ Tranh nhìn Dương Tiêu gật đầu, ừi. Nhìn thấy Dương Tiêu định đưa Hoa Mộ Tranh đi, Bạch Quỳnh lo lắng. Không được đi, Bạch Quỳnh lập tức đứng ra trước mặt Dương Tiêu ngăn lại. Anh ta yêu Hoa Mộ Tranh ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh ta sẽ không bao giờ để Hoa Mộ Tranh rời đi dễ dàng. Dương Tiêu lạnh lùng nói, Bạch Quỳnh, anh thật sự muốn tôi tiễn anh đi đời nhà ma hả? Anh đã nhịn Bạch Quỳnh nhiều lần này Bạch Quỳnh dám ngăn anh lại, anh Dương Tiêu sẽ không bao giờ khách sáo nữa. Dương Tiêu, tôi thừa nhận anh rất mạnh. Nhưng tôi nói cho anh biết người phụ nữ mà Bạch Quỳnh tôi yêu không phải anh muốn dẫn đi thì đi. Bạch Quỳnh hét lên. Ngay sau đó, Bạch Quỳnh nhìn về phía cha mình Bạch Tỉnh Hải nói, bó, chuyện đã đến nước này, bố còn không định mời ông nội ra mặt sao? Quả thật, đã đến lúc để bó ra mặt rồi. Bạch Tỉnh Hải trầm giọng nói. Cái gì, lão Long Vương nhà họ Bạch sắp ra mặt. Nghe vậy, hàng nghìn người có mặt tại hiện trường to lớn đều vô cùng kinh ngạc. Ông tổ nhà họ Bạch được xưng là Bắc Hải Long Vương, xuất thân trong tuyệt thế Long Môn. Nội bộ tuyệt thế Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, kiểm soát hơn một nửa quyền lực và sự giàu có của thế giới. Trong nội bộ tuyệt thế Long Môn, ngoài Long Chủ, còn có Tứ Đại Long Vương, 8 thiên sứ cao thủ đăng cấp thế giới siêu phàm nhập thánh, hoàng đế công phu Nam Mỹ chỉ làm việc vặt trong Long Môn. Trong nội bộ Long Môn, Tứ Đại Long Vương là Tứ Đại Nguyên Lão. 8 thiên sứ là 8 người bảo vệ Phật Pháp bên trong Long Môn. Đương nhiên, dù là Long Vương hay 8 thiên sứ đều chỉ là biệt danh, không thể hóa rồng thật sự trở thành thiên sứ. Long Vương, thiên sứ là danh hiệu cao quý nhất trong nội bộ Long Môn. Sở dĩ nhà họ Bạch ở Giang Nam trở thành gia tộc lớn mạnh số 1 ở Giang Nam, với tài sản hàng trăm tỷ tệ, hầu hết ở trong nước không ai dám khiêu khích, chính là bởi vì ông tổ nhà họ Bạch xuất thân từ tuyệt thế Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới. Ông tổ nhà họ Bạch có thể trở thành một trong tứ đại nguyên lão trong nội bộ tuyệt thế Long Môn, điều đó đủ chứng tỏ ông có thực lực phi thường. Xong rồi, tên nhóc này xong đời rồi, một khi lão Long Vương nhà họ Bạch xuất hiện, tên nhóc này tuyệt đối sẽ chết. Đám con nhà giàu quyền thế của gia đình quý tộc ở Giang Nam đều xác định Dương Tiêu sắp chết không có chỗ chôn. Hoa Mộ Tranh cực kỳ hoảng sợ, Dương Tiêu, mau chạy đi, lão Long Vương nhà họ Bạch sắp xuất hiện rồi. Chạy! Anh ta có thể chạy trốn. Bạch Quỳnh cười điên cuồng. Dương Tiêu Diêu còn nói, chạy. Anh cảm thấy tôi sẽ chạy. Nói cho anh biết cho dù là ông nội anh tới, cũng phải quỳ xuống quỳ bái tôi. Ôi nghe thấy lời nói của Dương Tiêu, những người có mặt tại hiện trường đột nhiên sôi trào. Lão Long Vương nhà họ Bạch gặp cậu ta cũng phải quỳ xuống quỳ bái. Tên nhóc này thật sự biệt khoác lác. Đúng vậy. Cho dù là thần chết điện hạ từng dung trời chuyên đất sợ rằng cũng không dám ăn nói bừa bãi trước mặt lão Long Vương nhà họ Bạch. Chẳng thế còn gì, lão Long Vương nhà họ Bạch là một trong tứ đại nguyên lão của Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, thực lực của ông ấy cũng đã đạt tới đỉnh cao rồi. Không ai ngờ Dương Tiêu lại khoác lác không biết ngượng mồm như vậy, không để nguyên lão Long Môn vào mắt.
Bạch Quỳnh nghe thầy thê khóe miệng co giật dữ dội, Dương Thiêu, anh thật sự có thể khoác lác như vậy. Bộp bộp. Đúng lúc này, một bóng dáng già nua từ trong nhà họ Bạch bước ra. Ông già này mặc một bộ lễ phục nhà Đường màu đỏ, tinh thần khỏe mạnh, trên người toát ra một loại hơi thở trần áp nhàn nhạt khiến người khác không rét mà run. Ông già này chính là Lão Long Vương nhà họ Bạch. Ông nội, cuối cùng ông cũng xuất hiện, có một thằng khôn nói ông chẳng là cái thá gì, nhìn thấy anh ta còn phải quỳ xuông quỳ bái. Bạch Quỳnh lòng đầy căm phẫn bước lên trước nói. Nhìn thấy Lão Long Vương nhà họ Bạch bước ra, vẻ mặt Hoa Mộ Tranh tuyệt vọng, Lão Long Vương ra mặt, chúng ta thật sự không chạy được. Ồ, còn có chuyện như vậy, rốt cuộc là ai dám ăn nói không biết ngượng mồm. Lão Long Vương nhà họ Bạch nghe xong mặt mày tức giận hét lên. Vèo ly trên người Lão Long Vương nhà họ Bạch toát ra một loại khí thế sừng sững, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều bị khí thế của Lão Long Vương nghiền ép. Dương Tiêu nhìn Lão Long Vương nhà họ Bạch, là tôi. Đúng vậy, ông nội, chính là tên vặt vãnh này sỉ nhục ông. Bạch Quỳnh tàn nhân nói. Bạch Tinh Hải cũng lên tiếng, bó, thằng nhóc này khinh nhờn uy nghiêm nhà họ Bạch chúng ta, tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng. Đám con cái nhà giàu quyền thế ở Giang Nam đều cười đùa. Như thể Dương Tiêu đã bị Lão Long Vương nhà họ Bạch cho một bạt tai ngã xuống đất. Cậu là... Tuy nhiên, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Khoảnh khắc khi Lão Long Vương nhà họ Bạch nhìn rõ mặt Dương Tiêu, thân thể ông ấy run lên. Ngay sau đó, Lão Long Vương nhà họ Bạch đã sải bước tới chỗ Dương Tiêu, quỳ một gôi xuống tỏ vẻ nghiêm nghị, tuyệt thế Long Môn Bắc Hải Long Vương ra mắt Long Chủ Điện Hạ. Cái gì, ra mắt Long Chủ Điện Hạ? Chẳng lẽ anh chàng tên Dương Tiêu này chính là Long Chủ của Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người có mắt tại hiện trường đều cảm thấy, như bị sét đánh, người người há to mồm kinh ngạc. Lúc này, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Hai cha con Bạch Quỳnh và Bạch Tinh Hải kinh ngạc miệng biên thành hình chữ O, trong lòng nổi lên từng trận sóng gió. Quỳ xuống. Ông nội thân là một trong tứ đại. Nguyên Lão Long Môn, quỳ một gồi vì Dương Tiêu, chuyện này làm sao có thể? Bạch Tỉnh Hải chủ nhà họ Bạch như mộng ảo, cảnh tượng trước mắt lại vô cùng hư ảo. Nhà họ Bạch có lịch sử tương đối ngắn, chỉ mới tạo dựng được chỗ đứng ở Giang Nam, đã có thể tạo ra chuyện không thể ngăn cản, nhanh chóng ngồi vững vị trí gia tộc mạnh nhất Giang Nam. Đáng tiếc là Lão Long Vương nhà họ Bạch rất hiếm khi tham gia vào các cuộc tranh chấp thế tục. Nếu không... Nhà họ Bạch muốn trở thành nhà tài phiệt tầm cỡ thế giới thì dễ như trở bàn tay. Tuyệt thế Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, bên trong có vô số cao thủ, vô số anh hùng, tứ đại Long Vương, tám thiên sứ, tất cả đều là những tồn tại siêu phàm nhập thánh trên thế giới. Ông tổ của nhà họ Bạch là Long Môn Bắc Hải Long Vương, thân phận cao cả. Cho dù những quan chức chính phủ kia đứng trước mặt ông tổ nhà họ Bạch cũng phải khép na khép nép. Xét cho cùng. Long Môn là tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, chỉ một ý nghĩ thôi cũng đủ khiến cả một quốc gia phải run sợ. Ai có thể ngờ rằng, Lão Long Vương nhà họ Bạch nổi tiếng lừng lây thế mà lại quỳ gối trước mặt thằng nhóc miệng còn hôi sữa biết ít đến. Không chỉ như vậy, Lão Long Vương nhà họ Bạch còn tôn kính Dương Tiêu là Long Chủ Điện Hạt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong chốc lát, trong đầu mọi người hiện lên vô số dấu châm hỏi, bọn họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ anh chàng tên Dương Tiêu này thực sự là chủ của Long Môn? Nhưng mà, ở trong mắt bọn họ, Long Chủ nhất định là vô cùng tài hoa, làm sao lại còn trẻ tuổi như vậy? Đôi mắt đẹp của Hoa Mộ Tranh chớp động, cô che đôi môi đỏ mọng gợi cảm, không ngờ Lão Long Vương nhà họ Bạch lại gọi Dương Tiêu là Long Chủ. Ông là Bắc Hải Long Vương. Dương Tiêu trầm giọng nói. Vừa rồi anh còn tưởng ông tổ nhà họ Bạch rốt cuộc là thần thánh phương nào, không ngờ lại là Long Môn Bắc Hải Long Vương. Anh kế thừa Long Môn rất lâu rồi, chỉ là Dương Tiêu không có thời gian quản lý Long Môn. Thầy của anh là Long Chủ tiền nhiệm, nhận anh làm học trò chưa được bao lâu ông đã truyền lại Long Môn cho anh. Dương Tiêu một lòng muốn báo thù, công thêm sức lực vẫn chưa hồi phục như thời đỉnh cao. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Dương Tiêu chưa từng để ý tới chuyện nội bộ của Long Môn. Trong nội bộ Long Môn, ngoài Long Chủ, lấy tứ đại Long Vương vi tôn, dưới tử đại Long Vương là tám thiên sứ. Lão Long Vương nhà họ Bạch cung kính nói, điện hạ, tôi chính là Bắc Hải Long Vương, Bạch Hồng Đồ. Đứng dậy đi. Dương Tiêu gật đầu. Vâng, điện hạ, trong ánh mắt của mọi người, Bạch Hồng Đồ từ trên mặt đất đứng lên. Đối với Bắc Hải Long Vương,
Bạch Hồng Đồ này, Dương Thiêu không lo lắng chút nào. Thầy của anh để anh trở thành chủ mới của Long Môn, lúc ấy nội bộ Long Môn đã sớm kết bè kết phái, có không ít nhân vật cốt cán của Long Môn muốn đẩy anh vào chỗ chết, trở thành tân Long Chủ. Long Môn là tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, lực lượng của nó bao trùm khắp mọi nơi trên thế giới. Vì vậy, nhiều cao thủ trong Long Môn đương nhiên cũng đến từ khắp nơi trên thế giới. Điều mà Dương Tiêu có thể chắc chắn là chỉ cần có người từ Thiên Phủ Chi Quốc ở Long Môn thì hầu như không có chuyện phản nghịch. Không cùng tộc với mình, chắc chắn sẽ nảy sinh lòng khác. Trong Long Môn, hầu hết những người muốn giết tân Long Chủ về cơ bản đều là siêu cao thủ đến từ các quốc gia khác. Bạch Quỳnh không tin nổi bước tới, ống nội, có phải ông đã nhận nhầm người rồi không? Long Chủ, sao anh ta lại là Long Chủ được? Đúng vậy, bó, làm sao tên nhóc này lại là Long Chủ được? Đây chỉ là phê vật ở dê mà thôi. Bạch Tỉnh Hải cũng sợ hãi nói. Theo quan điểm của họ, tân Long Chủ chắc chắn phải là người giữa bầy rồng, siêu phàm nhập thánh, làm sao lại là tên nhà quê được? Trước đó họ biết Dương Tiêu là người ở rễ của một gia đình nhỏ ở thành phố Trung Nguyên, tỉnh Hà Nam. Long Chủ là người ở rễ, đây là trò đùa quốc tê gì vậy? Phế vật ở rẻ, không lẽ người này là người ở dê hả? Có người kinh ngạc hỏi.